ân thân ái chào các quý vị của kênh đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, quý vị có biết được Hồng Huệ sẽ đem đến cho quý vị một câu chuyện như thế nào không? Không để quý vị phải đợi lâu, ngay bây giờ Hồng Huệ mời tất cả quý vị cùng trở về với trào lưu văn học hiện thực phê phán trước năm 1945 với tác phẩm nổi tiếng Tắt đèn của nhà văn nhà báo Ngô Tất Tố. Để cùng phẫn nộ với những cảnh áp bức bóc lột của giai cấp phong kiến lên đời sống của người dân nghèo khổ mà anh dậu chị dậu là hiện thân của những con người cùng cực trong xã hội đến với chuyện ngắn tắt đèn để thêm một lần nữa quý vị được khóc cùng những nhân vật nhí thật đáng thương trong chuyện như cái tí thẳng dần của nhà chị dậu mời quý vị và các bạn cùng nghe Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, châu bò lục tục kéo thợ cày đến đoạn đường phía trong điếm tuần. Mọi ngày giờ ấy, những con vật này cũng như những người cổ cầy vai bừa kia đã lần lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay, vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đứng giải rác ở hai vệ đường, giống như một lũ phu vờ chờ đón những ông quan lớn dưới bóng tối của rặng tre um tùm tiếng trầu thở phì phò tiếng bò đập đuôi đen đét xen với tiếng người khạc húng hắng cảnh tượng điếm tuần thình lình hiện ra trong ánh lửa lập lòe của chiếc mồi sơm bị thổi cạnh dãy xào giáo ngả nghiêng dựng ở giáp tường một lũ tuần phu lố nhố ngồi trên lớp chiếu quằn quèo có người phì phò thổi mồi có người ve ve mồi thuốc và chìa tay chờ đón điếu đóm có người há miệng ngáp dài có người đang hai tay dụi mắt cũng có người gối đầu trên cái miệng hiệu sừng trâu ngảnh mặt vào vách đá mà ngáy cái điếu cày và cái đóm lửa bị năm sáu người truyền tay chiếu đi chiếu lại độ phải ba phòng ánh lửa lại tắt trong điếm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm gà gáy dục trời sáng mờ mờ. Trầu bỏ con đứng con nằm, thi nhau quay hai hàm, nhai trầu xuông và nhả ra những cục nước bọt to bằng cái trứng. Thợ cầy khắp lượt, dùng bắp cầy, vai cầy, làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán băng cua về chuyện sư thuế. Những con trèo bèo chéo chuẹt hót trên ngọn tre như muốn họa lại khúc ca réo sắt mà người quê vẫn gọi là khúc váy cô cổ cởi của mấy con trào màu đậu trên cảnh xoan, đon đà trào vẻ tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Toàn cổng vẫn đóng chặt, tuần phu lại lần lượt thổi mồi hút thuốc lào. Ông Trương ơi, ông làm ơn mở cổng cho tôi đánh trâu ra đồng ạ. Mọi ngày bây giờ tôi đã cày được ba xào ruộng rồi. Hôm nay bây giờ con nhóng nhóng ở đây, phỏng chừng từ giờ đến trưa Cầy sao cho xong cái ruộng mẫu hai, thôi ông làm phúc làm đức. Sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục mịch, vai vác cày tay cầm thừng trâu, Trương Tuần quẳng cái điếu cày xuống đất, thở nốt khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ. Này chẳng xong thì mai, ông Lý đã bảo thuế còn thiếu nhiều, không cho một con trâu con bò nào ra đồng hết thảy. Thưa ông, ông chủ tôi nóng tính lắm kia, Ông ấy đã dặn buổi nay tôi phải cày cho xong ruộng ấy. Nếu không xong, đến trưa về ăn cơm, ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Chớ tôi có muốn vất vả vào mình làm gì? Và lại, ông Lý sai tuần đóng cổng, cốt để bắt trâu bắt bò của người thiếu thuế kia chứ. Ông chủ tôi nộp thuế đủ từ hôm qua rồi, xin ông mở cổng cho tôi. Trường Tuần nhăn mặt, tôi không phải tộc biểu không phải phần thu Biết đách gì đâu ông chủ của anh nộp thuế rồi hay chưa nộp Bây giờ mở cổng cho anh Chốc nữa ông Lý ông ấy chửi cha tôi lên Anh có nghe hộ tôi không Anh chàng cục mịch lùi thùi đánh trâu gồng cầy lùi xuống Để nhường khu đất trước điếm Cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên Người ta là trâu của nhà Ông chẳng cho ra thì chớ Đây tôi trâu thuê Đồng hai một buổi đáp ông ạ à. Xin ông lượng tình mà ngỏ cổng cho tôi ra đồng kèo chưa quá mất rồi. Người ấy nói tùy thiết tha, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Nếu chưa quá thì bừa luôn đến chiều, châu thuê thì sợ gì? Thế được thì còn nói gì chuyện nói nữa của một đống tiền ai để cho mình ốp nó đến chiều. Chỉ đến non chưa, ông chủ có châu cho thuê đã ra tận ruộng tháo vai châu mà dắt châu về muốn bửa thêm một nửa đường cũng không cho ông ạ. Thôi, mua làm ăn, ông nghĩ lại. Tôi chẳng nghĩ lại nghĩ đi gì cả. Bố tôi sống lại, bảo tôi mở cổng này bây giờ, tôi cũng xin chịu chứ đừng là nói anh. Người ấy lại vác bừa đưa trâu trở lại chỗ cũ với cái sắc mặt thiểu thiêu. Mặt trời ngấp nghé mặt lũy, muốn nhòm vào điếm. Tuần phiên lẻ tẻ vác xào cắt chiếu, đèo hiệu đi về. Trong điếm chỉ còn Trương Tuần duỗi gối kiểu gọng bừa ngồi trên chiếc chiếu điểm những cho mồi bã điếu, đốc xuất mấy tên đàn em ở lại canh ngày. Xa xa nèo trong đình một hồi mõ cá thật dài tiếp luôn đến chống ngũ liên nện đủ ba hồi chín tiếng. Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường đồng thời lóp ngóp đứng dậy mẹ cha chúng nó. Hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội vạ cho ai? Được, cứ bướng đi, ông mà bắt hết châu bò bán giáo. Tiếng chửi om sòm như dục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn cầy đều phải nghiêng về phía đỉnh. Ông Lý nách cắp cuốn sổ, một tay cầm gậy xong, một tay sách đôi ống quần móng lợn, vừa đi vừa về phía điếm tuần, vừa thét mắng những người chậm thuế đã năm hôm nay, nghĩa là sau khi bài bổ trình phủ đã giao về với một chữ y, lý trưởng đông xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên, hắn còn cho mõ đi giao, rồi đến tộc biểu, phần thu đi hỏi, rồi đến đầy tớ của hắn, đưa đầy tớ tránh tổng đi thúc từng người. Trong năm ngày nay, ngày nào cũng vậy, mõ cá, chống thúc liên hồi, hiệu ốc hiệu sừng thổi inh ỏi suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt trong làng lúc nào cũng như đám đánh cướp bây giờ đã gần đến ngày đổ thuế công việc càng gấp hôm qua hắn đã lên phủ xin với ông phủ phái cho một người cai lệ và hai người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bỉnh nhờ có cái thần thế ấy hắn mới chửi rõ thép mắng khắp làng cho oai thợ cầy và thuần phu đều biết cái hách dịch của ông lý ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi trùng chụp chửi, chửi lợp bằng sự nín im trâu bò nhiều con vẫy tay như muốn chào một người trước việc chăm chỉ phận sự trong khi người ấy qua trước mặt chúng bước lên sàn điếm lý trường quăng tạch cuốn sổ xuống sàn giơ tay chỉ vào mặt mấy tên đàn em hiệu không thổi để làm sỏ bố chúng bay à một hồi còi tu tu đồng thời nổi lên hiệu sừng xen với hiệu ốc theo đúng hiệu ốc cố theo đúng mệnh lệnh của nhất lý tri trưởng đập hai bàn chân vào nhau rũ cho sạch bụi rồi co chân lên ngồi và chiếu lý trưởng vớ luôn lấy điếu cầy và sai tuần phủ lấy đóm thổi lửa mấy anh thợ cầy của những điền chủ đã nộp thuế bạo dạn tiến đến trước mặt ông lý thưa ông chưa lắm rồi xin ông cho tuần mở cổng để chúng tôi đánh trâu đi cày. Thòng thả, hãy đứng đấy, cày đã nóng bằng thuế của nhà nước à? Vừa nói, Lý Trường vừa dắt mồi thuốc vào điếu, hút luôn một lúc ba điếu. Khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai ngả voi, Lý Trường rõng dạc: Trương Tuần, anh bảo nó mở cổng ra, nhà nào đủ thuế thì cho trâu bò ra đồng, còn nhà nào thiếu thì bắt châu bò điệu cả về đình cho tôi để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng dạ của Trương Tuần, mấy tên đàn em loay hoay tháo nêm rút thèn cổng, rồi cùng đứng chõi chân trèo, cố lấy hết sức của lực điền xuống gạch vì cối cổng đã mòn nhiều quá. Lý trưởng đứng lên, mở sổ sướng tên những người đủ thuế cho Trương Tuần nghe. Ước chừng mươi con trâu bò được đi với bọn thợ cầy ra ngoài đồng còn độ hai chục con nữa đều phải vâng lệnh ông Lý theo gót trương tuần và tuần phu lũ lượt kéo vào sân đỉnh chờ khi phải chịu tội thay cho chủ. Mõ cá trên cột đỉnh lại há miệng nhận những cây rùi giận dữ, chống cái dưới xá đình lại lì mặt chịu những cái nện vũ vàng, vừa dứt hồi vang của những tiếng mõ. Tiếng trống bị những lũy tre ngăn cản phải lật trở lại, Lý Trường liệng rùi trống xuống sân đỉnh và quát một cách ra dáng ra phết. Từ sáng đến giờ vẫn chưa đem chiếu ra trải thì cha nó ngồi vào đâu? À cái thằng mới láo thật, xong thuế rồi ông tống cổ. Mẹ mới ở phía sau đỉnh lách thách ôm mấy chiếc chiếu đặt lên sàn đỉnh. Bẩm ông, hôm qua ông dặn bố nó nhà con sáng nay phải đi chợ sớm. Trải ra, rồi đi gọi các ông phần đến đây cạnh dậy cạnh dậy bố người ta đấy mà hôm nào cũng bắt người ta phải mời chẳng qua là việc làng chứ việc riêng nhà ai ngày mai mà không đủ thuế thì ông khai hết ra trò thử xem thằng nào ngồi tù đằng sau có tiếng léo xéo làm gì mà gắt gỏng dữ thế ông lý bà cháu bận đi mang cơm thợ cầy tôi phải nấu chín nồi cám cho con lợn sể nó ăn vì nó mới đẻ sợ bỏ đói thì nó mất sữa rồi con nó xấu bởi thế tôi mới chậm ra một chút chứ có cạnh giận gì đâu. Những câu phần trần tha thiết kéo dài từ ngoài đường vào đến giọt đỉnh. Thủ quỹ nhanh nhầu bước lên thềm đỉnh với cái cháp sơn đen bệ vệ nấp ở sườn tay phải. Lý trường vội vàng nói chữa. Tôi nói là nói người khác kia chứ ông nhà neo lắm việc tôi có trách gì ông đâu. Kìa các ông ấy đã ra cả kìa trưởng bạ ôm đống sổ và một tập sổ đi đầu, một bọn độ hơn 10 người. Thư ký lồng khăn xếp vào cánh tay, phó lý quần áo thâm trên cổ, tránh hội, vắt áo the bên vai. Năm sáu ông kỳ cựu và tộc biểu lệt xệt kéo đôi quốc gỗ đã mòn hết gót. Cả bọn lật đật tiến từ xóm giữa vào đỉnh. Ai nấy trụt quốc cầm tay, nhảy lên sàn đỉnh, đút quốc vào dưới gậm chiếu, rồi ngồi lên trên. Còn vợ thằng mới cung kính đệ lên bên cạnh cột đình một cái điếu đàn đựng trong một chiếc bát gỗ đánh đai bằng lạt và cái mồi rơm dài chừng một sải. Hai đứa con nó kỳ cạch khiêng lên chỗ đó nổi nước chè khô mới nấu, khói đương bốc lên nghi ngút và trong bát đàn sơn bằng những cáu nước chè. Tránh hội vừa khơi màu nói về chuyện thuế thì người nhà lý trường lễ mễ bưng bộ khay đèn thuốc viện rước tránh tổng từ nẻo xóm dưới đi lên. Ông cai lệ và hai ông lính cơ hộ tống cụ tránh vào trước cửa đình trong đám đông mỗi người một câu. Cụ đã ra, lạy cụ, xin mời cụ lên trên. Tránh tổng khoan thai bỏ dậy, bước qua một dãy chiếu dưới, để lại mặt chiếu hai hàng dấu chân đầy cát bụi, rồi vắt vèo ngồi lên chiếc chiếu trên cùng. Bộ khai đèn tự tay người nhà lý trưởng sang tay cai lệ lên nằm làm bạn với quan trong hàng tộc Ngày từ sáng sớm, cụ tránh đã có điểm tâm độ vài chục điếu ở nhà lý trường, cho nên cụ rất tỉnh táo. Nghiệp nghị, cụ lên giọng kẻ cả. Các ông trước việc làng này thật lười quá, hôm nay mà thuế còn thiếu be thiếu bét, chưa thu được một nửa bài chỉ. Tôi hạn từ giờ đến tối phải thu cho đủ, nếu không đủ sáng mai tôi phải trình quan. Lý trưởng đón, vâng, xin cụ thúc giục đi cho, chứ mấy hôm nay các ông ấy cứ ỉ ra đó, chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng, thì phỏng ai đó nộp cho. Mọi người đều im lặng, không phải sợ câu dọa nạt của tránh tổng lý trưởng, họ còn mải nhìn ra cổng đình. Thẳng mới kiểu kịt chân vai chiếc đòn gánh, treo hai chiếc quang, rằng trước là một xanh, vừa gan vừa phổi vừa tiết để trên rổ lòng đằng sau thì một thúng thịt lợn lưỡng thững ở ngoài tiến vào nó đặt quang gánh xuống sân đình và mời ông lý ra xem bẩm ông hôm nay thịt đắt tất cả hết sáu đồng rưỡi ông tránh hội ông thủ quỹ và nhiều ông khác cùng đổ xô ra ai nấy đều bĩu môi chê đắt tránh tổng nằm trong giữa đình nói ra đắt với trả rẻ chẳng qua cũng của mấy đứa phụ canh các ông có mất gì đâu thôi để cho nó đem về làm đi chừa lắm rồi thằng mới mừng rỡ lại cất quang gánh lên vai lý trường dặn theo phải đánh mỗi mâm một bát tiết canh mày nhé rồi mọi người cùng lên sàn đình bắt đầu nhúng tay vào việc lý trường quăng cuốn sổ điển ra chiếu và bảo thư ký ông đọc cho các ông kê tính xem rằng chủ nào bao nhiêu rồi ghi vào mảnh giấy tính những chủ chưa nộp đồng nào ấy thôi thổ quỹ mở chát lấy ra cái bàn tính cái bút chì và một tờ giấy tây rồi đưa bàn tính cho ông lý cựu ông tính ta tôi tính tây rồi cùng khép lại hễ hai đẳng mà không sai nhau là đúng một người đàn bà rón rén bước vào sân đình với một chuỗi tiền trinh trong tay lại cụ tránh lại các cụ ạ à. Bên bàn đèn, một cậu lính cơ ngẩng cổ lên quát. Làm gì mà đến hôm nay mới đem nộp thuế, lại còn vác những khả định ra đấy. Ai lấy cho? Lý trưởng gạt đi. Người nhà tôi đấy, các ông tính dùng, xem của bà ấy có bao nhiêu ruộng tất cả. Thư ký giờ sổ đọc. Nguyễn Thị Quý, Điền Dĩ Hạ Nhất sở đồng bắc sứ, bảy hào chín thước Nhất sở đồng cà sứ, sáu xào ba thước hai thốn lý cựu vừa gãy con toán lách tách vừa nhầm nhất ngũ như ngũ nhị ngũ nhất thập chi tam ngũ nhất thập ngũ thủ quỹ chăm chỉ để hai con mắt vào mảnh giấy tây dưới ngọn bút chỉ một hồi sau thư ký đọc hết lý cựu hỏi có phải ba mẫu bốn xào năm thước ba thốn hay không thủ quỹ đáp không biết bây giờ tôi mới tính cộng bằng tính tây vẫn chậm hơn tính ta ông biết thế thị quý nói theo vâng ông thủ tính kỹ cho ruộng nhà cháu có đâu mà được ba mẫu một hồi nữa thủ quỹ hỉ hục với cây bút chì rồi ngẩng đầu lên mắng thị quý bà nói lại bốn mẫu hai ruộng cả thầy sao dám bảo không được ba mẫu thị quý thể sống thể chết cháu có an gian thì trời không chứng thật quả ruộng nhà cháu chỉ có hai mẫu bảy xào. Lý cựu thủ quỹ cùng xô lại dồn thị quý, người đàn bà ấy nhất định không chịu. Cái bàn tính và cây bút chì phải làm việc thêm nhiều lần nữa. Tránh tổng sốt ruột, dục lý trường. Ai tính cứ tính, ai đi đốc cứ đi đốc, chứ xuống nhau ở cả đây thì đến Tết cũng không thể thu xong thuế. Lý trường lấy làm phải, liền sai mấy tên gia nhân đi đưa các ông lệ lính cơ đẩy tới tránh tổng vào khắp những nhà đinh cùng và dặn đứa nào chưa có sưu hay chưa có thuế thì cứ trói cổ nó lại và điệu ra đây để tôi cho chúng một mẻ mõ lại thúc chống lại dục tù và lại in ỏi thổi lên ánh nắng bứt rứt chiếu trên nửa sân đỉnh mấy con trâu bò vẫn nằm gỏ lưng dưới những gốc gạo gốc đa Nếp nhà tranh lũn cũn nấp dưới dạng tre la ngà, lặng lẽ úp lấy khu đất dề thành và kín đáo, nấu trong một con xóm cuối làng đông xá. Đứng xa ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa cho, đó là nhà của Nguyễn Văn Dậu. Với tầm cao vừa xế mặt thành, dãy mái hiên cườm cượp nhòm ra ven thành, luôn luôn phạt kẻ ra vào bằng những cái cọc bưu đầu choáng óc nếu họ quên không cúi đầu với lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ cái sân đất rộng bằng đường bừa lỗ chỗ vết chân chó xen vết chân người vừa làm đường đi vừa làm khu vực hoãn sung phòng bị những lúc mưa rào đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ, toàn thể gồm có một trái và hai gian, gian đầu là buồng. Bức mành rách mép lướt thướt rủ ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật. Trái lại, những khe hở ở cạnh cửa và những lỗ thủng ở chân phên lại cùng ra ý phô sòng như muốn khai rằng Ngoài chiếc giường tre gãy rát, kê giáp bức bựa, trong này còn có một chum mè vại hàn, chèn nhau đứng bên cạnh đống đất hàng chuột. Đối với buồng, ấy là bếp đun, cảnh tượng lại càng bề bộ. Dưới từng mái trái thấp hẹp, những luồng ánh sáng xanh tía, thồng thống kéo thẳng từ nóc đến nền, cố hun cho khô những chỗ đêm qua mưa rột. Cạnh bó củi rong ẩm ướt, đoàn vung sứt miệng, hành hạch nằm ngửa trong những cái dế tre như muốn cười với lũ miêu đất thư nhàn lồng lốc lằn nghiêng lằn ngửa trên bãi cho chấu tanh bành nguội lạnh mấy hòn gạch vỡ chấu đầu vào nhau nghiêng mình nằm theo thế chân vạc đương chờ đến lúc đội nổi kể đó đến bàn thờ chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một đố tre dõng dạc đứng ra hình chữ môn và hộ vệ cho một mớ nan tre lành phành, lòng bật, giường thờ giống như cái chạn đựng bát, lờ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng. Tờ giấy xanh lạnh lùng, phủ ngoài vách đất, tỏ rằng nhà mới có tang. Nhưng mớ mạng nhện chẳng chỉ quấn trên đám chân tường lơ thơ lại làm chứng cho một thời gian khá lâu chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc chiếu rách thủng sọc sạch phủ lên tấm phản long đình. Rồi ở dưới phản, mấy con chó con đòi ăn, ẳng ẳng kêu không dứt tiếng. Và ở ngoài hiên, quàng gánh, liềm, hái sen, với áo yếm áo váy quần, lồi thồi rủ suốt mấy gian ruổi. Trong tay bồng đứa con gái hai tuổi, chị dậu thơ thần ngồi trên chiếc chõng long nan. Cái nhanh nhầu của đôi mắt sắc ngọt, cái xinh xắn của cặp môi đỏ tươi cái mịn màng của nước da đen giòn và cái nuột nà của người đàn bà 24 tuổi vẫn không đánh đổ những cái lo phiền buồn bã trong đáy tim. Nét mặt dầu dầu, chị im lặng nhìn sự ngoan ngoãn của hai đứa con nhỏ. Cái tí và thằng dần, đường hề hộp bới đống rễ khoai, tìm những củ mập, củ dày, bỏ vào trong rổ. Chúng nó mừng reo hí hửng khi thấy một củ nguyên lành và chúng nó cãi cọ lầu nhầu khi lục mãi chẳng được gì cả. Mặt trời gần đến đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua lưỡi tre chiếu xuống trước thềm khoang cửa. Đằng sau, gà gáy te te. Nóc bếp láng giềng, ngọn khói bốc lên nghi ngút. Thằng dần với bộ mặt thiểu thiệu, bỏ đống rễ khoai đứng dậy lùng bùng. Nhặt mãi từ sáng đến giờ mới được ba mẫu khoai danh. Còn không phải tội mà bới nữa, u đi mua gạo mau lên hàng xóm nấu cơm trưa rồi nhà ta vẫn chưa ăn cơm sáng chúng con đói quá ngó con một cách đau đớn chị dậu ngọt ngào con hãy cố nhặt thêm vài chục mẫu nữa rồi chị nó luộc cho ăn chứ u làm gì có tiền mà đong gạo thằng bé phụng phịu hôm qua và hôm kia u bán hai gánh khoai được năm hào mà đã tiêu gì đâu Vừa nói nó vừa tung tăng chạy đến bên cạnh mẹ, toàn lần giải yếm của mẹ. Cái tí thỏ thẻ khuyên em, tiền bán khoai còn phải để dành đóng sưu cho ông Lý chứ. Dễ được đem mà mua gạo đấy hẳn, em có đói thì hãy ăn tạm củ khoai sống vậy. Câu nói nghĩa lý của con bé 7 tuổi hình như có một sức mạnh thần bí khiến cho chị dậu hai hàng nước mắt chạy quanh. Uể oải chị bế cái tiểu lên sườn và lửa thử đi ra ngoài cổng để ngóng xem chồng đã về chưa. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Dậu, tuy mới 26 tuổi nhưng đã học nghề làm ruộng đến 17 năm. Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhậu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cẩy thuê quốc mướn, những năm son rỗi, vợ chồng nhà anh cũng vẫn kiếm được thừa ăn. Mấy năm nay, phần vì thóc cao gạo kém, phần thì con đẻ thêm ra, vợ bận mọn luôn, sự tiêu dùng của anh mới không được dồi dào như trước, vặt mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi. Rồi tháng 8 năm ngoái, mẹ anh bị bệnh qua đời, lại tháng riêng năm nay, thằng em trai của anh cũng vì phải gió mà chết. Dầu anh hết sức tàn tiện, hai cái ma ấy cũng cứ lôi kéo đi mất của anh, hai món là làng hết đúng 6 đồng và hai cỗ quan tài hết gần 8 đồng. Nhà không có, anh phải quanh co tần tảo cho có. Hai cái dớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến bậc nhì bậc nhất trong hạng cùng đinh rồi. Hơn nữa, tháng 3 đến giờ, thần bệnh sốt rét ở đâu kéo đến, nó bắt anh cứ phải nghỉ việc nằm nhà. Thế là gần 3 tháng trời, những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình năm miệng ăn hết thầy trông vào hai bàn tay trắng của người đàn bà con mọn sự đói rách của con và sự lầm than của vợ đắp đổi tiến đến trước mắt đã làm cho anh gan ruột nẫu nà thêm mấy bữa nay lý trường ngày ngày sai người dục thuế anh càng luống cuống như con kiến bỏ trong chảo nóng không biết lo liệu thế nào sớm ngày cơn sốt đã tan anh phải gắng gượng chống gậy ra đi cũng định vay mượn lấy một vài đồng trả cho xong món nợ nhà nước. Nhưng đi thì đi, chính anh cũng không tự biết mình sẽ đi đến nhà ai và chừng nào bao giờ thì về. Mong mãi không thấy bóng chồng, chị dậu lại bồng cái tiều trở vào, ngồi phịch xuống chõng Cái tí vẫn loài hoài với đống rễ khoai, thẳng dần đương rau ráo nhai mẫu khoai sống. Bên nhà láng giềng có tiếng mâm bát lạch cạch mấy con nít tiếu tít gọi nhau ăn cơm, mùi canh dưa và mùi cá khi theo ngọn gió nồm đưa sang ngào ngạt. Thằng bé háo đói, nốt vội miếng khoai trong miệng, vỡ tấm áo nâu toạc vạt khoác luôn vào mình, đon đà chạy lại vỗ vào vai mẹ. Con sang chơi bên nhà ông bác u nhé. Cái tí trừng mắt, bên ấy sắp sửa ăn cơm với mà, sang làm gì? Rồi bà bác lại đuổi oai oái như hôm nọ ấy. Thôi, Đói thì chịu vậy, chứ em cứ nhặt cố lấy mấy củ nữa, rồi chị đứng lên bắt nồi. Thằng dần quăng tọt cái áo vào chõng, ngoảnh đít quay lại, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Khổ lắm, bao nhiêu củ ngon củ lành, u đã lựa hết đem bán. Ở đây chỉ còn toàn những dễ là dễ, lấy đâu ra khoai mà nhặt. Cái tí lại dịu nét mặt. Chả bán thì lấy tiền đâu đóng sưu, em hãy chịu khó nhặt với chị đi hãy còn vô khối củ mẫm ra đấy nhưng mà em đói vàng cả mắt không nhặt được nữa nói xong thằng dần bước đến bên cạnh rổ khoai chọn lấy một củ lớn nhất nó chùi vào bụng cho sạch cát bụi rồi cho vào mồm cắn chị dậu tuy vẫn ngồi im không nói nhưng ở khóe mắt nước mắt lại cứ chan chứa chảy ra chừng như không muốn để các con thấy sự đau lòng của mình chị vờ ngoảnh mặt nhìn vào trong vách con chó cái nằm ở gọng phản bỗng chốc vẫy đuôi rối rít tỏ ra dáng bộ vui mừng anh dậu lự thự từ cổng tiến vào với kẻ mặt xanh ngắt và buồn rứt như kẻ sắp bị tủ tội cái tí thẳng dần cùng vỗ tay reo a à, thầy đã về thầy đã về mặc kệ chúng nó anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phền cửa nặng nhọc chống tay cào gối và bước lên thềm rồi lảo đảo đi đến cạnh phản anh ta lăn cảnh lên chiếc chiếu rách chị dậu ôm con vào ngồi bên phản sờ tay vào chán chồng và sẽ sàng hỏi thế nào thầy em có mệt lắm không sao chậm về thế chán đã nóng lên đây mà anh dậu nằm thử người không cựa cũng không trả lời chị dậu lại gặng chắc thầy em mệt lắm thì phải từ sáng đến giờ đi những đâu hỏi vay của ai vắt tay lên chán, anh dậu thở một tiếng dài và cất cái giọng lề rề của người ốm. Tôi lên nhà lão hội ích, có được đồng nào hay không? Chẳng được gì cả, tôi cũng biết cái thằng dài nó bẩn như chó, mình đã mắc nợ của nó, chẳng khi nào nó lại cho mình vay thêm, nhưng vì bí quá cho nên phải nhắm mắt đi liều. Quả nhiên mới cất miệng hỏi, nó đã mắng sấm sơi sới. Rồi lại dọa rằng ba đồng cầm đất cầm nhà lãi mười hai phân đến tháng sáu này thì vừa hết hạn tính thành ra năm đồng một hào sáu xu nếu không trả được nó sẽ cắm cả nhà đất để làm chuồng xí chị dậu cau đôi lông mày trời đất ơi cắm cả nhà đất để làm chuồng xí ăn nó như thế thì còn trời đất nào nữa thế sao thầy em không đến ông cậu hỏi tạm lấy một đồng vậy có tôi có hỏi nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông ấy nhức mãi vợ chồng sức dài vai rộng mà có vài ba đồng bạc tiền sư cũng không chạy nổi. Chị dậu dậm chân xuống đất, khốn nạn. Ấy ông cậu đấy, ông cậu giàu có đứt đố đổ vách, cả đời cháu mới hỏi vay mấy đồng, còn nỡ nhức móc như thế, trách chi người ngoài. Thế bây giờ, thầy em đã định hay chưa? Anh dậu đến lặng một hồi, rồi lại thở dài tiếng nữa Tôi đã nói với cụ Nghị Quế ở thôn Đoài hay là bán quách. Đường nói dở câu, anh Dậu ngập ngừng lại thôi, như có vật gì nghẹn ở cổ họng. Chị Dậu cố gắng, bán quách cái gì? Thầy em cứ nói, ở đây có ai mà sợ? Anh Dậu rơm rớm nước mắt, hay là bán quách cái tí cho cụ ấy. Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má ròng ròng, chị cứ cúi gập mặt xuống không biết phải trả lời ra sao. Cái tí nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ. Con van thầy, con van u, thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy, con van u, thầy u đừng đem bán con. Thằng dần nhả vội miếng khoai trong miệng và sụt xịt khóc. Em không, nào, em không, nào, em không cho bán chị tí nào, có bán thì bán cái tiểu cái kìa. Anh dậu cũng như chị dậu, ai nấy sẻ sẽ, sẽ gạt thầm nước mắt và cũng giả cách làm thinh. Chừng như cầm lòng không đậu với những lời ngây thơ và thê thảm của con bé ngoan ngoãn. Chị dậu xoa suýt cái tiểu và yên ủi cái tí. Không, thầy có nói đùa ấy thôi, bán còn thì lấy ai ẵm con bé này cho U đi làm. Cái tí vui vẻ, ngồi vào cạnh đống rễ khoai, nó lại hí hoáy bới bới nhạt nhạt một bầu không khí tẻ ngắt bao phủ cả mấy gian nhà. Người ta có thể nghe rõ tiếng dập ở hai trái tim của hai vợ chồng. Ngoài đường có tiếng chó sủa xô sát, rồi tiếng roi quất vào vách đèn đẹt, rồi tiếng người hỏi dữ dội, đĩ dậu có nhà không đấy? Chị dậu lật đật bồng con bé con ra cổng đuổi chó. Anh dậu cũng ngồi nhòm dậy và ngó ra sân. Người nhà lý trưởng nghênh ngang múa chiếc tay thước với sợi dây thừng đưa ông cai lệ và cây roi song hùng dũng bước vào trong cổng. Hai người cùng ra oai rộ con chó cái và cùng nhảy lên thềm. Phủ đầu, ông cai lệ chỉ cây roi vào mặt anh dậu và quát. Dư đâu, sao không đem nộp Người ta vào hỏi, vẫn còn ngồi ỉ ra đó. Anh dậu lẩy bẩy đứng dậy. Cái mặt xanh sao khi ấy đã đổi ra sắc tái mét run run anh sẽ giơ tay gãi tai thưa ông tôi chưa có ông cai lệ thì hùng hằng hai con mắt dương tròn cả năm chỉ có hai đồng bảy hào tiền sưu bây giờ anh vẫn chưa có thì bao giờ anh định mới có với cái dáng điệu có vẻ phan lơn anh dậu hồn hển thở và đáp thưa ông vì tôi đau yếu nên chưa lo kịp xin ông thư cho đến mai thuế còn 5 bữa nữa mới đăng trường kia mà à thuế còn năm hôm nữa mới đăng trường cho nên anh không vội nộp phải không hỏi vậy nhưng ông cai lệ không để cho kẻ bị hỏi có được thời gian phân trần nhanh như cắt ông chuyển phát cây roi xong sang tay trái và nắm chặt năm ngón tay phải đưa luôn vào ngực anh dậu một mớ quả thụi cái thụi chuyên môn của người không khác hẳn thứ thụi phổ thông của thượng dân. Anh dậu chỉ ức ức mấy tiếng, chứ không thể kêu lên được. Thuận tay, ông cai lệ túm lấy cổ áo anh dậu và ngành lại, bảo ông người nhà lý trưởng, thừng đâu, trói cổ nó lại. Có một suất siêu bây giờ chưa nộp, lại còn trực dở lý sự. Tức thì, hai người xuống lại, mỗi người nắm một tay anh, bẻ quạt ra đằng sau lưng, rồi luồn thừng vào, và giết thật chặt. Họ trói anh chàng khốn nạn giống kiểu như nhà quê trói chó để làm thịt vậy. Thằng dần òa khóc, cái tí mếu máu nhếch nhác chạy đến cạnh ông cai lệ chắp tay vái lấy vái để. Cháu lại hai ông, hai ông tha cho thầy cháu, hai ông đừng trói thầy cháu. Sẵn cây roi trong tay, ông cai lệ quất luôn cho nó mấy cái vào đít vào quát, bước ngay. Con bé đau quá, nó lăn đành đạch xuống đất, và nó dãy ruộng như con gà phải nước nóng, thẳng dần càng khóc dữ. Ông cai lệ đường cơn thịnh nộ, lại thẳng tay giơ cây roi xong, toàn trừng phạt thằng bé này. Chị dậu lách thách ôm con bé con chạy vào. Thôi, tôi xin ông cai, ông tha cho cháu, chúng nó hãy còn bé bỏng. Lời nói thiết tha của người đàn bà có duyên, vẫn có đôi chút hiệu lực. Thằng bé ngây thơ đã được ông cai ân xá, ngoảnh lại thấy chồng bị trói chặt quá, mặt mũi nhăn như chuột kẹp. Chị dậu lại, dễ dàng kêu van ông cai. Nhà tôi đường ốm, xin ông làm phúc nới rộng nút thừng ra cho. Lần này không có kết quả, những lời năn nỉ của chị chỉ được ông cai đáp lại bằng một giọng oai nghiêm. Không phải nới, chói thế cũng chưa chết nào, mà có chết nữa, chồng chị càng khoảng phải đóng sưu. Anh dần nói xen nhưng tôi đau quá, xin ông hãy nới lỏng ra cho tôi một tí. Nào tôi có chạy mất đâu. Ông cai lệ nổi cơn lôi đỉnh, tặng luôn anh dậu, nằm bảy cái tát vào mặt và hàm hè. Bướng với ông à? Mày có tội thì ông mới chói, lại còn bướng với ông à? Chị dậu nhìn ông cai lệ bằng đôi con mắt đỏ ngầu. Thôi, tôi cũng lệ ông nữa. Chẳng qua nay mai đủ thuế thì thôi, làm gì ông phải hành hạ chồng tôi quá vậy? đánh thì ông cứ đánh tôi này bao nhiêu tội tôi xin chịu cả chồng tôi đau ốm chẳng làm nên tội à mày thách ông phải không hử thấy ông nể mặt mày càng làm già được ông thử cho mày biết tay này thách này thách này thách mỗi tiếng này thách từ miệng ông cai đưa ra chị dậu lại được hai ba quả thụi vào ngực đứng không vững chị này ngã phịch xuống đất cái tiểu nằm trong lòng mẹ khóc ngặt khóc ngoẹo. Cái tí thẳng dần, mỗi đứa nấp một xó cột, nhìn trộm bố mẹ phải đòn. Cả hai đứa cùng nức nở, khóc không ra tiếng. Người nhà lý trường chỉ cái tay thước vào mặt chị dậu, không thấy người nào lắm điều như chị. Nếu nhà ai cũng bướng như nhà này, có lẽ thuế của nhà nước đến bỏ. Thôi đứng dậy mà đi chạy sư cho chồng, đừng ngồi ăn vạ đây nữa. Rồi hai ông hầm hầm, túm lấy đầu thừng sền sệt điệu anh dậu xuống thềm tới cổng anh chàng khốn nạn quay lại dặn vợ u nó để cái tiểu ở nhà sang ngay bên cụ nghị quế cho tôi bước vào khỏi cổng thôn đoài đã thấy nhà ông nghị quế nó là một đám bung sung như ngọn tháp hùng dũng úp lên đoàn bịch vừa đổ sộ dường như phô nhà mình thóc để hàng bốn năm mùa nó là một lũ đốn dơm đốn dạ lớn bằng trái núi, chèn nhau đứng bên cạnh ngọn mít, ngọn sung, dường như khoe ông chủ cày cấy đến mấy trăm mẫu. Nó là những tòa mái ngói muốn bảo tồn quốc túy bằng những đấu vuông tròn trõm, những sôi tàu cong dớn và những con cá chép bảnh xứ há miệng nằm giáp tường hồi. Nó là một ngôi dương cơ rộng chừng ba mẫu, quây quần trong bốn bức tường gạch, cắm mảnh chai cảnh tượng phức tạp giống như ngôi chợ đóng trong khổ trại hợp đủ các vật sang hèn các kiểu cũ mới cái cơ nghiệp ấy tuy tự tổ tiên để lại ông nghị cũng có khai thác thêm nhiều ông không đi buôn không đi thầu chỉ làm ông chủ ruộng kiếm ông chủ thả lãi đụng đến của ông nhẹ nhất cũng là mươi phân và vay từ một đồng trở lên đều phải viết ruộng hay nhà hoặc phải gửi vật gì khác làm đồ bảo đảm. Quá hạn thì mất. Dình cờ ông ở cũng nhờ ruộng nương ông cấy, hạt đồng lọ xứ ông thờ. Phần nhiều là của những người vay nợ hết hạn không trả, bị ông chiếm lấy và bắt lấy. Nhà ông đời đời phát phát về bên hào. Bước đường công danh của ông cũng bắt đầu từ chức lý trưởng vượt qua những bậc phó tổng tránh tổng, rồi cơm rượu bỏ lợn, và quan phủ, quan tỉnh hiệp sức với nhau đưa ông lên ghế nghị viên. Không như những kẻ mặt người dạ thú mượn tiếng thay mặt dân để hót tránh phủ mà xin sỏ việc này việc kia, ông ra nghị trường chỉ cốt mua cái vị tứ tân thời, lấy chỗ mỗi năm vài lần, ăn uống và ngồi nằm với bọn tai mặt trong xứ. Cái đức không thèm biết chữ của ông hơn hẳn các bạn đồng viện tùy những ông ấy chỉ xuất thân bằng nghề lái lợn hay cai phu. Vào viện, ông cũng như hầu hết các ông nghị khác, không bàn và không cần nghe ai bàn. Nhưng ông cũng chỉ ngắp vật, chứ không phải ngủ gật bao giờ. Vì sợ đôi giày trí lòng để dưới chân ghế, lỡ bị mất trộn trong khi ông phải co chân đặt lên mặt ghế cho hợp với thói quen. Từ ngày giữ chức ông nghị, Danh tiếng của ông đã bay khắp tỉnh Trung Sơn. Thế nhưng suốt năm trí tối, ông không phải thết một ông khách nên đều biết nhà biết người. Sau khi cai lệ và nhà lý trường đã dẫn anh dậu gia đình, chị dậu theo lời chồng dặn, chào con bé con cho cái tí với chiếc nón rách đeo vào cổ tay. Thằng dần khóc nhách khóc nhác, dầm dĩ kêu đói. Giả điếc, chị cứ lủi thủi cắp nón ra đi ánh nắng tháng năm rát như lửa tràn vào mặt hơi nước dưới đồng bốc lên nóng như hơi trong chõ sôi những con cua chửa và những con rán nước chịu không nổi sức nóng của nước trong ruộng rủ nhau bỏ lên mặt đường và núp vào các khóm cỏ đồng xá với đoài thôn vẫn là một xã cách nhau độ ba cây số trong lúc nắng gắt người ta coi đoạn đường ấy như con đường thiên lý trong bãi cát già nhưng với chị dậu nó không mùi gì vì đời chị đã quen hàng ngày dạn mặt với thần nắng. Nhờ sức che chở của chiếc nón rách, chị chỉ bước ra một thôi thì tới cổng nhà nghị quế. Mặt trời đứng bóng, châu bò lũ lượt lôi thợ cậy ở ngoài đồng về. Thấp thò ngoài cổng, chị nâng vạt áo nâu mốc, lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên đôi lông mày và mở to đôi mắt quáng nắng nhòm vào trong cổng. Trên cái sân gạch bắt tràng mông mênh như bãi đá bóng, không điểm một vết bóng dâm. Đàn chi bồ câu chồng mông mổ trên nong đỗ. Con gà mái ấp cục tác từ trên cửa chuồng nhảy xuống. Ưỡn cái đít bón một bãi phân cho chậu lan. Mấy con lợn con theo mẹ nghẽo nghẹn diễu chung quanh chậu nước vò gạo. Không có một người nào qua lại. Đánh bạo, chị dậu xăm xăm tiến vào sân. Một đàn chó giữ như đàn hùm ở đâu nhất tề sổ ra. Chúng nó nhảy trồm lên tận mặt người lạ. Hoảng quá, chị dậu ngồi phịch xuống gạch, vừa vung cái nón khua đuổi những con ác thú vừa kêu. Anh bếp có nhà không? Làm phúc đánh chó cho tôi với. Trong nhà có tiếng thét ra thè thế, nghe rõ là tiếng đàn bà. Làm gì mà nheo nhéo thế? Nhà ai không có chó? Làm sao đi không mang gậy? Thằng bếp còn vận việc khác, nó không phải hầu chúng bay. Rồi lại im. Thì ra vợ chồng ông Nghị đương ăn cơm ở nhà khách. Nghe tiếng chị dậu léo xéo, bà nghị bực mình quát đồng vài câu cho oai, chứ bà không thèm đứng dậy. Tính bà xưa nay vẫn thế. Chẳng khi nào lại chịu hạ mình mà đi mắng chó đuổi mèo cho kẻ vay nợ hay người làm thuê. Đàn chó cứ vây kín chung quanh chị dậu như quân đèn cổ. Hình như chúng nó muốn cố làm hết phận sự với chủ. Con nào con nấy nhe răng lẻ lưỡi, chỉ trực vồ vào hai chân chị chàng đáng thương cái nón dùng làm khí giới đã bị đàn vật cắn rách tan tành chị dậu luống cuống không biết làm thế nào bí quá chị phải giơ hai nắm tay đánh nhau bộ với đội lính coi nhà của ông nghị một mụ thợ cấy ở dưới nhà bếp lật đật vác gậy chạy lên mụ đuổi đàn chó tán loạn mỗi con chạy đi một ngả chị dậu lóc ngóp đứng dậy và đi đến trước nhà khách Bàn tay phải bị chó cắn vào lúc nào không biết, máu chảy đầm đìa. Ghé răng chị xé một miếng ở đầu giải yếm, buộc chặt lấy chỗ bị thương, rồi rụt rè. Chị lên bực thềm. Thưa lại hai cụ ạ. À? Bà nghĩ gắt, chó cắn vào tay phải không, trò chết. Đường lúc người ta ăn uống, ai bảo cứ dẫn xác vào, hỏi gì. Ông nghị đặt bát xuống mâm, vừa nhai nhồm nhòm vừa đón. Sáng nay chồng nó đã sang xin ban đứa con, chắc đó đến để nói nốt chuyện ấy chứ nữa gì. Bẩm cụ phải, con sang thưa cụ về việc ấy. Bà Nghị đưa mắt ra hiệu cho ông Nghị rồi bảo chị dậu, thòng thả, hãy ngồi đấy, để cho người ta ăn xong cái đã, đừng quấy dày. Ông Nghị như đã hiểu ý của vợ, cứ việc chan chan gấp gấp, không nói không rằng. Khép nép, chị dậu ngồi phệt xuống mặt thềm gạch. Mọi ngày, tuy vẫn làm mướn cho ông nghị ấy nhưng chị chỉ thỉ thọt ra vào trong mấy gian bếp chưa biết nhà trên thế nào hôm nay bà men tới đây ấy là lần đầu chị được trông thấy cảnh tượng nhà khách của ông dân biểu trong mắt chị nhà ấy lịch sự vô cùng nào ở cạnh bức hoành phi khảm trai mấy cô con gái tồng ngồng đùi vú vừa nằm vừa tủm tìm cười tình nào ở giữa đôi câu sơn then thiếp vàng Hai thằng bé con béo tròn và xoay trần lễ mễ khiêng hộp sữa bò cao lớn gần bằng chúng nó. Nào ở bên chiếc đập bình men đỏ cái điếu ống vất vẻo phương cành xe trúc dài thườn thượt như cái cần câu. Rồi ở trong cái tủ chè chạm dây nho một rổ trứng gà đầy lùm ngất nghèo trồng trên bộ khay chè trắng bóng. Rồi ở trước cái sập cụ lên nước bốn chiếc ghế gụ mặt đá cùng trầu vào một bên chiếc bàn mây sơn xanh và ở đầu cái giường tây sơn quang dầu quần lĩnh thâm và khăn quàng nhiễu xanh cùng vắt một chỗ biết bào của quý vật lạ chị dậu nhìn vẫn chưa khắp trên bàn ăn có tiếng leng keng ông nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm bừng bát nước canh trợn mắt húp một cái đánh soạt rồi ông vừa nhai vừa nuốt vừa dục thằng nhỏ lấy tăm bà nghị cầm đĩa giò kho ăn dở chút vào trong điêu, xài thẳng bếp treo lên lao màn và dặn bà đã đếm kỹ từng miếng rồi đấy còn 14 miếng tất cả hễ mất miếng nào thì chết với bà thằng bếp bưng mâm cơm ra thằng nhỏ để chậu nước vào ông nghị bà nghị mỗi người dúng ba ngón tay vào chậu vút qua hai mép một lượt rồi cùng uống nước xỉa răng hai đứa đầy tớ đứng hai bên cầm quạt phẩy lại. Bà Nghị mở cái chắp tròn lấy trầu và cau nhai với một vài sợi thuốc. Ông Nghị nhắc cái điếu ống để trên chốc tủ, giật thuốc châm lửa, vít cái xe trúc vào miệng. Bắt chân chữ ngũ, ông vảnh mặt hút sòng sọc một hơi. Con mẹ kia, bán con cái thế nào, vào mà nói chuyện với bà. Gión rén chị dậu đứng nép vào cửa và ngập ngừng. Thưa lại hai cụ, nhà con túng quá, xin hai cụ cứu con bà nghị nhà miếng bã trầu cầm tay quay thật dài cặp môi cắn chỉ chẳng cứu với vớt gì cả mày có bán đứa con gái tao mua xin vâng sáng ngày chồng mày nói rằng con bé ấy đã lên 7 tuổi xin lấy 3 đồng cụ ông tưởng nó nói thật bằng lòng cho nó 2 đồng nhưng giờ nghe nói con mày mới có 6 tuổi thì tao chiết đi một nửa chỉ cho một đồng thôi thuận bán thì về đưa nhau sang đây chị dậu ngơ ngác thừa cụ thật quả nhà cháu đã lên bảy nó đẻ tháng dần năm tí chúng con không dám nói dối thừa cụ tao không thể tin cái miệng vợ chồng nhà mày người ta mách tao là nó lên sáu thì tao hay nó lên sáu chứ tao biết đâu nó đẻ năm tí hay đẻ năm tỷ năm tỷ chị dậu đờ mặt không biết nói sao bà nghĩ tiếp vì cái hai bên kia Ông Nghị cau mặt ngắt lời Sao bà cứ gọi con bằng lối sách mé như vậy Tôi đã dặn bà phải gọi nó là mợ Bây giờ ở nhà các quan Con gái đều được kêu là mợ tất cả Tôi hèn ra cũng là một nghị viên Có lúc ngồi với quan sứ quan thượng Danh giá không kém gì một ông quan Bà có còn gọi con gái là mợ Cũng không quá lạm kia mà Bà nghị cười ngặt cười nghẽo thế thì ông lầm rồi con dâu kia người ta mới gọi là mợ con gái thì người ta lại gọi là cô chẳng cứ gì nhà các quan tôi thấy những nhà ông ký ông phán những nhà buôn ở hà nội đều như thế cả miễn là đừng có gọi chúng nó bằng cái kiểu tục tằn của những nhà cu bố đĩ mợ thì mợ cô thì cô bà nghị ra bộ đắc ý vâng thì cô hai bên kia hiếm hoi mấy lần xem bói thầy bói đều bảo Cô ấy phải nuôi con nuôi thì mới đứng số. Bởi thế, tao muốn mua cho cô ấy một đứa để nó gánh vác đỡ đi. Chứ nhà tao đây thiếu gì người hầu kẻ hạ. Và lại, con bé mới lên 6 tuổi đã làm được công trạng gì mà tao phải chuốc. Huống chi nó sang đây ở với cô ấy, cơm no áo lành, lại không sung sướng gấp trăm gấp nghìn ở nhà với vợ chồng mày hay sao? Đáng lẽ biếu không thì phải, cho một đồng cũng quá lắm rồi không phải nải nẫn gì nữa chị dậu ngồi đờ người như gỗ không biết phải trả lời ra sao bà nghị chỉ tay quát thằng nhỏ lấy nước bà uống một hớp dấp giọng rồi hỏi chị dậu thế nào mày nghĩ tao nó có đúng không chị dậu rơm rớm nước mắt vâng thưa hai cụ ý con cũng biết rằng cháu được sang đó nương nhờ hai cụ và cô hai thật là phúc cho nó lắm nhưng vì Nhà con thiếu hơn hai đồng tiền siêu mới phải đến kêu cửa cụ. Nếu chỉ có một đồng thì còn hơn một đồng nữa, chúng con không biết chạy vào đâu được. Vậy xin hai cụ gión tay làm phúc. Ông nghị quát. Thiếu bao nhiêu, mặc kệ mày, kể lẻ làm gì. Mày định bổ vào nhà tao đấy à? Chị dậu thèn thẹn, nâng giải yếm sẽ chùi vào mắt. Bà nghị yên ủi. Thiếu một đồng nữa, thì xem trong nhà có còn có cái gì đáng tiền đem mà bán nốt đi vậy. Chứ đứa con gái 6 tuổi bây giờ cho không cũng không đắt thay ai động rổ mà trả mày hơn. Thưa lại hai cụ, thật quả nhà con không còn gì đáng giá hai hào. Bà nghị cười nhạt. Sao bảo nhà mày có con chó cái khôn lắm. À, thưa cụ có nhưng nó mới đẻ con nó hãy còn non lắm có bán cũng không ai mua nếu có người mua cho chúng con không phải bán con cháu nó đẻ mấy con con nó đã mở mắt chưa bẩm bốn con nó đã biết ăn cơm hai hôm nay hay là xin cụ đỡ con hai đồng lời lãi thế nào con cũng xin vâng chỉ độ hai phiên chợ nữa mấy con chó ấy cứng cát bán được thì con xin nộp cụ bà nghị bĩu môi tiền tao có phải vỏ hến mà tao quẳng ra cho mày bây giờ dễ tao hám lãi của mày lắm đấy thôi thế này này chó non tao cũng mua vậy bắt cả con chó cái và đàn chó con sang đây tao trả cho một đồng nữa với con bé kia một đồng là hai thế là nhà mày đủ tiền nộp sưu lại khỏi nuôi chó khỏi nuôi con sướng nhé rồi bà nghị vui vẻ nhìn mặt ông nghị ấy tôi cứ hay thường người thế đấy người khác thì họ mặc kệ ai hơi đầu, kêu lắm thì bã bọt mép. Chị dậu lại chứa chan nước mắt buồn rầu chị sẽ ngồi xuống bực cửa và nói chầu lên. Vâng, con cũng biết cụ có lòng thương nhà con mấy thế, chứ đàn chó vừa mới mở mắt, ai mua làm gì. Nhưng thưa cụ, giá chó bây giờ cũng không rẻ lắm. Một con chó cái, con đem ra chợ bán ít nhất cũng được đồng rưỡi. Còn bốn con chó con, nếu nuôi thêm vài phiên chợ nữa, thế nào cũng được năm hào một con, vậy là tất cả đến 3 đồng rưỡi. Cụ cho con một đồng thì thiệt cho con quá, xin cụ trông lại. Ông Nghị đập tay xuống sập, đem ngay đi chợ mà bán, không có nói lôi thôi mất thì giờ. Thời Tây bây giờ thì giờ là vàng bạc, không ai công đầu mặc cả với mày. Hừ, vừa mới ngoen ngoẹn nói rằng bán không ai mua, người ta làm phúc mua cho lại còn lẳng nhẳng kêu rẻ rẻ thì đem ngay ra chợ mà bán ra ngay chị dậu nhổm đít toan đứng lên bà nghị thẽ thọt chúng bày cứ cái thói ấy không trách chẳng ai buồn thương khổ là đáng kiếp trong lúc thuế má ngặt ngòi đồng bạc cho vay lãi ngày năm xu người ta đã phải bỏ ra mà mua đàn chó mới mở mắt thế là người ta làm ơn cho mày mày tưởng người ta không thể mua đâu được chó đấy chắc hay là chó của nhà mày bằng vàng thôi cho thêm hào nữa thế là vừa con vừa chó cả thầy được khai đồng mốt bằng lòng không chị dậu lại tần ngần ngồi xuống bẩm cụ một vài hào ở cụ chẳng thấm vào đâu nhưng ở con thì nó lớn lắm xin cụ cho con lấy năm hào nữa vậy bà nghị ra bộ dễ dãi còn mẹ mày cũng ghê gớm lắm thấy bở thì đảo mãi ừ thì tao trả thêm một hào là hai đồng hai bằng lòng thì lên nói với ông giáo làm văn tự cho và phải trả ông ấy hài hào giấy mực nghe không chị dậu thất vọng thế thì con chỉ được hai đồng đem về ông nghị lại cáu chứ bao nhiêu nữa hai chục nữa nhé thôi cho thế cũng đắt lắm rồi bán thì đi làm văn tự không bán thì về về thẳng về thì đâm đầu vào đâu để chồng bị trói đến bao giờ nữa thôi trời đã bắt tội cũng đành nhắm mắt liều. Bên tai chị dậu, văng vẳng có tiếng như vậy. Nước mắt ứa ra, chị lại đứng dậy với bộ mặt não nùng. Vâng, con xin bán hầu hai cụ, nhờ các cụ cho bảo ông giáo làm giấy giúp con. Bà Nghị dõng dạc gọi xuống nhà dưới. Đứa nào lên nhà học, mời ông giáo xuống đây cho tao. Đồng hồ trên tủ thong thả đánh 11 tiếng. Dây cót sổ ra xòe xòe. Bà Nghị tươi cười, nói với ông Nghị, sao bây giờ mới 11 giờ, hay là đồng hồ nhà ta chạy sai? Ông Nghị dùng đùi vốt tròm dâu tây cong vắt trên mép ngậm tăm. Bà quê lắm, đồng hồ của tây làm ra, có bao giờ sai? Bây giờ 11 giờ là đúng, nhà ta ăn cơm khi sớm. Bóng nắng xuống thềm gần một hàng gạch, xe lửa một giờ toe toe hết còi ông giáo kéo đôi giày vá từ đầu nhà thờ đi sang trong tay đủ cả quạt bút lọ mực giấy trắng và giấy thấm với cái búi tóc ngất ngường trên đầu với cái sức học chữ nho bằng rưỡi quốc ngữ ông ấy gọi là thầy đồ thì đúng hơn chỉ vì về phần nhà chủ nuôi cơm tiếng nuôi ông đồ không bằng tiếng nuôi ông giáo cho nên ông ấy phải đổi sang ngạch thầy giáo để dạy mấy đứa trẻ học tam tự kinh và ABC và viết văn tự cho những người đến nhà ông Nghị cầm cố vay mượn. Vào nhà khách, ông giáo xe sẽ đẩy thúng gạo nếp trên chiếc tràng kỳ gỗ lát và lễ phép ngồi vào chỗ đó. Sau một hồi để ý nghe lời ông Nghị dặn dò, ông giáo nghiêm trang cúi vào mặt bàn, trịnh trọng ông ấy viết. Cả nhà im lặng, 5 phút, 10 phút, nửa giờ, ông giáo ngẩng lên ngó mặt chị dậu chị kia, sang đây tôi đọc cho nghe, rồi điểm chỉ vào. rón rén chị dậu đến cạnh tràng kỷ, ông giáo đằng hắng ba tiếng, rồi bằng giọng cắt nghĩa cho học trò, ông ấy đọc. Tên tôi là Nguyễn Văn Dậu, 26 tuổi ở làng Đông Xá, và vợ tôi là Lê Thị Đào, 24 tuổi, cũng ở làng ấy, có mượn của ông bà Hoàng Thị Sẹo, 58 tuổi, vợ cả ông nghị viên Trần Đức Quế, ở làng đoài thôn một đôi hoa tai bằng vàng nặng 3 đồng cân đáng giá hai chục đồng bạc hạn trong 5 năm phải trả nếu không trả chúng tôi xin chịu bội tín giấy này làm tại làng đoài thôn ngày tháng năm chị dậu nghe rồi dãy nảy thưa ông ông lầm rồi tôi bán con và chó chứ có mượn hoa tai của bà đâu ông nghị vú rút vội cái tăm trong miệng mình đặt ngang vào miệng tách nước không ai thèm đánh lừa chúng bay bây giờ luận mới nghiêm cấm cha mẹ bán con cho nên văn tự phải viết như thế chứ không nói con nói chó vào được sau này mày cứ để cho con mày ở mãi với cô hai thì cái giá ấy tao cũng coi như không có nếu mày trở mặt mà đem con về tao sẽ chiếu giấy bỏ tù cả vợ lẫn chồng giấy làm như vậy chỉ cốt giữ cho nhà mày khỏi lật nhà tao chứ nhà tao không đời nào thèm lật nhà mày Thế là bao giờ tao cũng nắm đằng chuôi chứ tao không cầm đằng lưỡi, nghe không? Dứt vạch diễn thuyết, ông Nghị bưng tách nước uống một hớp lớn, xúc miệng ỏng ọc mấy cái, rồi nhổ tuẹt xuống nền nhà. Tùy đấy, mày có tin nhà ta thì điểm chỉ vào, đem về cho chồng mày ký tên và xin chữ lý trường nhận thực tử tế. Rồi mày sang đây thì tao sẽ giao tiền cho, nếu mày không tin thì thôi, đầy tao không ép hai hàng nước mắt hòa với những giọt mồ hôi thánh thót rơi xuống gò má. Chị dậu cắm mặt đứng im, một lát sau chị quả quyết, con xin vâng theo lời cụ. Thế rồi chị giơ bàn tay buộc rẻ chìa ra hai ngón tay để cho ông giáo bôi mực và in vào bức văn tự. Xong việc, chị gặp bức văn tự dắt vào giải lưng, bước ra thềm. Chị nhặt lấy cái mê nón bị chó cắn rách, ngần ngại chị đặt mê nón lên đầu cúi chào vợ chồng ông nghị và ông giáo bà nghị căn vặn nhắc đi nhắc lại nhớ lấy cái gì đậy cho mấy con chó con kẻo nó bị nắng bóng cây ngã đến gần đường bao lan mặt trời chênh chếch nhòm vào gốc đa gốc gạo những con trâu bò bị bắt và bị ký giam chỏng gọng nằm dưới ánh nắng uể oải nhai những dễ khoai hoặc cỏ héo của chủ ban cho một lũ đàn bà chờ đợi nộp thuế, lê la ngồi khắp thềm đình. Đàn chó chui trong gậm đình, trực cướp xương rơi, con nọ cắn con kia ăn ẳng. Trên đình ăn uống đã tàn, tránh tổng ngậm tâm, nằm cạnh bàn đèn, hai mắt lim dim giờ ngủ. Cai lệ ngồi nhổm hai chân cạo lọ cặp môi thâm xịt, nhành ra gần tới mang tai. Cậu lính cơ lấy hết gân guốc trên bộ mặt đỏ gay, ra sức nghiền cục sái trong cái chén mẻ mấy ông hương trưởng tộc biểu trương tuần xúm quanh cái điếu đàn và chiếc ấm tay kẻ hút thuốc người phùng miệng thổi bát nước nóng lý trưởng tựa lưng bên bức câu lơn thủ tiếp tránh hội phó hội bằng mâm cỗ chỉ còn rau chuối và lá tía tô thư ký trưởng bạ lễ phép chìa đũa mời nhau gắp mấy miếng thịt mỡ khô cong các cạnh Lý cựu, phó lý thủ quỹ chầu đầu trên lớp bát đĩa đầy những nhạng xanh, gật cù nhắc chén lên lại đặt chén xuống. Người nhà tránh tổng, người nhà lý trưởng, mấy anh tuần phu canh ngày, kèn vai, vây lấy giá cơm đi hơi và trầu nước suýt ruồi chết nổi lều bèo soàn soạn, vừa và vừa hút. Mỗi người mỗi miệng, ai nói nấy nghe, sự ầm ầm càng giúp sức cho sự nóng nực chị dậu về đến cổng đình vừa thấy ông lý cựu quát vang trong đình thằng mới đâu vào ti lấy thêm mấy chai rượu nữa ra đây chúng ta còn uống ai thôi mặc ai tiếp đến tiếng ông tránh hội hãy gợm rượu còn đấy các ông cứ uống cho hết để nó đi mua vài đồng thuốc viện nữa đã cụ tránh đợi đã lâu rồi rồi đến tiếng ông hương trưởng thong thả hãy mua thuốc viện cũng được miệng tao còn chưa rửa đây ra giếng múc tao chậu nước rồi đến tiếng ông thổ quỹ rồi hãy đi múc nước mày hãy đi rót một tí nước mắm vào đây cái đã rồi đến lượt ông lý cựu vắt lại các ông đừng có bỉ mặt nhau tôi đường bảo nó đi lấy thêm rượu các ông lại nỡ vỗ vào mặt tôi người này sai nó việc này người kia sai nó việc khác khinh nhau vừa vừa chứ bạo dạ chị dậu bước lên cửa đình hạ cái mê nón ở trên đầu xuống. Chào các cụ, chào các ông. Cả đình đổ xô trông ra, người nhà lý trường cháo ngược đôi đũa chỉ vào mặt chị. Sư của anh ấy đủ chừa đem mà nộp đi. Cài lệ vừa cạo hết sái trong lọ, ngẩng đầu trông lên. À, con vợ thằng gì ở xóm cuối làng phải không? Chị ta cứng cổ lắm, lý sự lắm. Sáng nay, nếu không vội đi bắt đứa khác thì tôi biếu thêm chị ấy vài chục quả Phật thủ nữa. Phó Lý chõ vào, nó là vợ thằng đĩ dậu chứ thằng gì. Sao ông không giã thêm cho nó một mẻ? Ông Lý tôi mời ông về đây, chỉ cần có thế. Lý Trường rung đùi ra bộ đắc ý. Tôi nói trên có cụ tránh, có ông cau và đồng các ông tất cả. Vụ thuế này tôi làm kể cũng cứng lắm, không cần gì hết. Đứa nào trái ý, đánh luôn mà cũng có thế mới được. Chúng tôi làm vua làm việc, quanh năm đầu chảy đít thớt, chỉ có những lúc hồng thủy trướng giật và những khi sự thuế giới kỳ như thế này thì mới có quyền tha hồ đánh, tha hồ chói, trai làng thằng nào bướng bỉnh đánh chết vô tội vạ. Chị dậu chẳng nói chẳng rằng, điểm tính chị nhìn khắp mấy gian đình, góc đình trong cùng, chừng hơn 10 anh trai đinh dõi chân ngồi sắp hàng sau đám mâm bát lồng chồng ai cũng như nấy khuỷu tay gô vào chấn xong bởi một sợi dây thừng cách xù cố nhiên đàn bà con gái không thể đi qua trước chỗ dân làng ăn uống chị dậu bèn lùi trở xuống quành ra cửa sau rồi lẻn đến chỗ chồng ngồi anh dậu ngả đầu vào bức chấn xong mắt nhắm nghiền miệng há hốc ra và thở hổn hển mười đầu ngón tay xuống máu sưng lớn bằng 10 quả chuối. Chị dậu rụng rời nổ đốt. Trời đất ơi, chồng tôi làm sao thế này? Những bạn bị trói của anh dậu, mỗi người trả lời một câu. ảnh ấy lên cơn sốt rét từ hồi non trưa kia đấy. Bây giờ chừng như mệt quá, hắn mới lả đi và mới im được một lát. Lúc nãy còn vừa run vừa rét, làm sốt cả ruột người ngoài. Thôi, liệu mà vay mượn bán chác mau lên, cố lo cho đủ tiền siêu rồi đem anh ấy về nhà chúng tôi khỏe mạnh thế này mà bị người ta trăng trói cũng còn đau sức khổ sở đây huống chi anh ấy đường ốm chị dậu sụt sùi khốn nạn, nào tôi có tiếc gì đâu chồng thế chồng con thế kia dầu có ruột gan là sắt cũng phải đau đớn nhưng vay chưa được bán chưa kịp các bác ạ à. vừa nói chị dậu vừa nước mắt giàn ruộng ngồi xuống chị xẻ xẽ vỗ vai chồng thầy em, thầy em ơi tỉnh dậy cái nào anh dậu vẫn ly bì lịch bịch phó lý ở ngoài lòng đình ra oai con mẹ đĩ dậu mày có cơm đi không thì ông vả và vào mồm bây giờ đình làng chứ xó buồng của vợ chồng mày đấy à ai chứ chúng bay đú đờn với nhau ở đấy đàn bà thối thây suốt năm có một suất sưu của chồng mà không chạy nổi lại còn nỏ mồm thầy em với thầy anh ngứa tai chúng ông chị dậu như không nghe biết chi hết cứ việc nắm lấy vai chồng lay đi lay lại như người ta cứu kẻ ngộ gió. Lâu lâu, anh dậu lờ đờ mở to hai mắt trắng dã và rên hầm hử. Chị dậu mếu máu, thầy em làm sao thế? Có phải lên cơn sốt rét hay không? Hay là chỗ chói đau quá? Anh dậu ú ớ, u nó đã ra đấy ư, ừ. đi lấy cho tôi bát nước khát lắm, giáo cả học từ sáng đến giờ. Chị dậu vội gạt nước mắt đứng dậy, mượn thẳng mới cái bát yêu đàn, chị ra giếng xin một bát nước bưng vào anh dậu vụt đầu vào bát ỏng ỏng nấp một hơi dài rồi anh ngửa cổ ra bức chấn xong mặt thở bụng sủi ẩm ẩm như suối reo bên ngoài mấy ông lý dịch vẫn uống rượu vẫn hút thuốc vẫn quạt phành phạch vẫn dở lý luận cãi nhau lộn bậy chị dậu sờ chán chồng sờ chân chồng sờ cổ tay chồng rồi chị lân la sờ cái nút thừng ở đằng lưng chồng, toàn tính cởi trộm cho nó rộng ra một chút. Nhưng cái nút ấy, người thắt kiểu móng lợn và giết chặt lắm, chị không thể nào mà nới ra được. Một lát sau, anh dậu hơi tỉnh mơ màng nhìn vợ. Thế nào, u nó đã sang nhà cụ nghị quế hay chưa? Đã, tôi ở bên ấy về đây. Cụ ấy bằng lòng đấy chứ. Bằng lòng, nhưng người ta bắt viết văn tự và bắt đèo thêm Chị không nỡ nói hết câu ngập ngừng, chị cởi giải lưng, lấy mảnh giấy tây trao cho chồng. Tôi đã nhờ ông giáo bên ấy viết hộ văn tự rồi đây, thầy em coi xem thế nào. Anh dậu tuy đón lấy bức văn tự, nhưng vì cánh tay bị dây thừng kỳ chặt quá, anh không thể đưa nó lên gần đến mắt mà coi. Chị dậu lại phải cầm lấy và chỉa lên tận ngang mặt cho chồng, lẩm nhẩm đánh vần. Lý trường ngước mắt có thấy cơn lồi đỉnh nổi lên tức thì giấy má gì đấy con mẹ đĩ dậu đơn kiện phải không ừ được có giỏi thì đi kiện ngay ông đi ông thử cho mày thêm một trận nữa để mày đi kiện luôn thể rồi hắn đứng choàng tay dậy giơ chân toan bước nhưng cái cây thịt nó cứ lảo đảo như người lên đồng siêu siêu sẹo sẹo chỉ trực ngã xuống sàn đỉnh hắn phải vịn vào cột đỉnh và lại ngồi phịch xuống chiếu cậu lính cơ hùng hổ đứng lên Ông lý trưởng cứ ngồi đấy, để tôi trị chúng nó, muốn đi kiện thì được đi kiện, khó gì. Vừa nói cậu cơ vừa đùng đùng chạy lại, giơ thẳng cánh tay, tát đánh bốp vào mặt anh dậu một cái và mắm môi mắm lợi cậu thét. Mày đi kiện đi ông xem, bây giờ vẫn chửa nộp sư, còn trực sinh sự với ông à. Anh dậu chết điếng người đi, nước mắt chảy ra như mưa, anh sẽ đập đầu vào bức chấn xong và kêu. Trời đất ơi, cha mẹ ơi, thân tôi sao mà nhục đến thế này? Nào tôi có định kiện tụng gì ai cho cam? Chị dậu ấm ức muốn khóc nhưng không khóc được. Những người bên cạnh đứng rớt nước mắt. Cậu cơ vẫn nét mặt thầm hầm, nắm chặt bàn tay. Cậu chĩa vào mặt anh chàng khốn nạn. Mày muốn vu vạ bảo ông. Luống cuống chị dậu vội đứng dậy. Một tay giơ bức văn tử, một tay nắm lấy cổ tay cậu cơ thê thảm, chị nói bằng giọng van lơn. Thôi, em xin ông quyền, nhà em đau yếu ông tha cho, có phải đơn kiện đơn tổng gì đâu. Ông ấy coi cái văn tự của em bán con bé cháu để lấy tiền nộp sư cho nhà em đấy mà. Chừng muốn tỏ ra mình là người thạo chữ, cậu cơ đón bức văn tự trầm tĩnh xem hết từ đầu đến cuối, rồi cậu dịu giọng khẽ gắt, nói láo, cái giấy mượn đôi hoa tai bằng vàng đấy chứ văn tự đâu mà văn tự chị dậu lễ phép thưa ông văn tự đấy ạ à. lúc nãy ở bên cụ nghị ông giáo viết xong đọc cho em nghe em cũng ngạc nhiên và đã nói như ông vừa nói cụ nghị bảo rằng luật mới không cho cha mẹ được phép bán con nên phải viết thế chứ có hoa tai hoa tang gì đâu nhà em kiết xác mồng tơi ai còn dám rời hoa tai cho mượn những lời êm ái của chị hình như cũng có sức mạnh làm cho nhà binh dằn lòng đứng lại nghe cho hết câu rồi cố liếc con mắt cho vẻ có tình để nhìn vào mặt chị chàng nhà quê cậu cơ trao trả chị này tờ giấy văn tự và nói một cách lả lơi đức ông chồng vẫn chưa ký tên đây mà sao không bảo đức ông chồng ký vào rồi đi lấy tiền mà nộp sưu cho xong đi cứ để lôi thôi mãi thế ngày thật Chị chàng nhà quê không biết cái mối mánh khóe vẫn đáp bằng giọng dầu dĩ. Em vừa dơ lên cho nhà em coi các ông tưởng là đơn kiện đã cùng đánh mắng om sòm. Cậu cơ nhăn răng và cười hành hạch. Thế ra Đức ông chồng phải đòn oan nhỉ Nhưng thôi bây giờ đức ông chồng cho tên vào đó cũng chưa muộn gì Chị dậu năn nỉ Cánh tay nhà em bị trói chặt quá Không thể cầm bút ký được ông làm phúc cởi trói ra cho nhà em thì em ơn ông vạn bội. Cậu cơ vẫn tùm tìm. Tôi muốn làm ơn cho chị lắm lắm nhưng còn quyền ở ông Lý. Lý trưởng nghe nói tên mình liền cất cái giọng lẻ nhẹ. Ông Lý cái gì? Việc gì mà nói đến ông Lý đấy? Cậu cơ tơi tả chạy đến trả lời. Nhà chị gì kia? Chị ta muốn xin ông cởi trói cho đức ông chồng để đức ông chồng chị ta ký vào văn tự. Lý trưởng lại kéo dài cái giọng khề khà. Thế nó không đi kiện nữa à, mà còn muốn xin cởi trói cho chồng. Cậu bảo nó không có phép nhé, nộp đủ tiền siêu thì đầy cởi cho. Nếu mà tiền siêu chưa đủ, ông trời xuống đây cũng không tháo được cái thừng ở tay thằng dậu. Đây còn trói, có giỏi thì cứ kiện đi, Đầy chỉ trói cho mà đi kiện. Lý cựu bưng bát nước kề gần lên môi và gật gật gù gù. Mặc, đây không biết, ai chói cứ chói, ai cởi cứ cởi, mà ai đi kiện thì cứ kiện. Đây qua cầu rồi, cứ việc đánh chén cho đấy. thằng mới đâu, ông cho mày lấy thêm rượu, làm sao tự nãy đến giờ chưa thấy, đừng láo, ông thì trẻ xác mày ra. Tránh hội quăng tọt đôi đũa xuống mâm và nói rõ ràng ông Lý cựu. Việc gì đến ông mà ông đâm bà chảy cổ vào đấy. Uống rượu cứ việc uống, người ta nói thì mặc người ta, cầu nào cũng chõ mồm vào, không để cho ai bàn bạc gì nữa. Lý cựu đặt bát rượu vào mâm và đấm thật mạnh xuống sàn đỉnh. À, ông cấm tôi nói à, quyền ông được thế phải không, ông tránh hội. Tránh hội vậy bộ mặt hách dịch. Ừ đấy, quyền tôi được thế, quan sức cho tôi hiệp giữ lý trưởng, thôi đốc vụ đốc thuế năm nay. Người nào gai ngại, tức là hãn trở thuế sự tôi gồng cổ lại cho mà xem. Lý cựu sừng sộ. Miệng ông ông nói đình làng ông ngồi đố thằng nào làm gì được ông. Tránh hội hung hăng đứng lên rồi lại loạn trọng ngồi xuống và quát. Tuần đâu? Chúng bay trói thằng Lý cựu lại cho ông. Tội đâu ông chịu? Tuần phu im lặng không thưa. Lý cựu sắn nắn, vén hai tay áo lên đến khuỷu tay cha thằng nào không trói được ông tránh hội vớ luôn chai rượu cạnh mâm toàn liệng ra chỗ lý cựu phó hội nhanh tay giảng được và can thôi ông làm gì mà nóng tính thế ông lý cựu ông ấy say rượu ấy mà lý cựu gằn gọc à ông phó hội ông bảo tôi say rượu phải không ừ thì tôi say rượu uống chả say thì ra rượu đổ vào hang chuột à nhưng mà đây tôi không say, ông đừng nói bậy. Thuế làng bổ hai đồng một mẫu, các ông thù của ngoại canh ba đồng năm hào. Có ai nói với tôi được câu nào không? Các ông mời tôi ra đây uống vài chén rượu, lại còn cà khịa. Tôi không cần, đây tôi uống của mấy đứa phụ canh, không thèm uống nhờ thằng nào. Lý trưởng động lòng, tiền của phụ canh, nó vẫn dắt ở cặp váy nói. Chúng nó ngồi dưới giọt đình kia kìa, xuống lần cặp váy chúng nó mà uống. Bữa rượu hôm nay, tiền túi của ông bỏ ra, ông muốn mời ai thì mời. Ông không phải nói vì đứa nào hết, ông thu lạm đấy, thằng nào làm gì được ông? Lý cựu hung hăng như người điên. À, thằng Lý Đương, mày bảo ông uống máu mấy con ngoại canh đấy à? Đánh soạt một cái, cái bát ở mâm Lý cựu bay thẳng sang mâm Lý Đương và đánh chát một cái, cái chậu ở chiếu Lý Đương cũng đập luôn vào cây cột bên cạnh Lý Cựu. Nước canh, nước mắm bắn ra tứ tung, hết thảy mọi người đều lố nhố đứng dậy, rồi hết thảy mọi người lại lảo đảo ngồi xuống. Tuần Phu và người nhà Lý trưởng người nhà tránh tổng sấn sổ chen vào, chạy hết mâm, bát, chai, chén xuống sân đỉnh. Cài lệ rước chén thuốc viện và bộ khay đèn sang thẳng gian đỉnh bên kia. Thủ quỹ cố ôm chắc bạc đứng dậy, nhưng không đứng được lại phải ngồi thụp xuống tránh tổng sực tàn giấc mộng ngơ ngác hỏi giật giọng cái gì thế cái gì thế nốc cho lắm rồi nói bậy người nào gây chuyện với người nào trong đám đông mỗi người một câu bẩm ông lý cựu với ông tránh hội bẩm ông lý cựu với ông lý đương tránh tổng lên giọng hống hách tuần đâu mày điệu cổ thằng lý cựu xuống sân đỉnh kia cho ông nó định ăn cướp tiền thuế của lý trưởng à rồi ông chỉnh quan cho nó. Lý cựu vớ miệng mảnh trọng ở cạnh cột đình, toàn rạch vào trán. Trương Tuần vội vàng chạy đến giật được vứt đi. Hắn sốc nách Lý cựu và vực ra cửa. Rượu, thịt, rau, đậu tự trong miệng ông Lý cựu thông thấp tuôn ra thềm đỉnh. Hương trưởng, tộc biểu những người vô sự lẻ tẻ đứng dậy cố dìu Lý cựu về nhà chỉ còn mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại đây lo lắng việc thuế. Chị dậu chờ cho tan cơn ồn ào mới dám rón rén bước lại nói với lý trưởng. Thôi còn lại ông, xin ông hãy tạm tha chói cho nhà con một lúc để nhà con ký vào văn tự con mới có tiền đóng sưu. Lý trưởng vẫn giận dữ, đừng lằng nhằng, chói cũng ký được, không phải tha. Bẩm ông, xin ông trông lại, thật quả nhà con bị chói chặt quá, cánh tay quạt mãi ra đằng sau lưng không xào ký được chứ nếu nhà con ký được thì đâu dám kêu van cho rác tài ông đưa văn tự đây ta xem chị dậu sẽ sàng nâng mảnh văn tự trao cho lý trưởng rồi im lặng chị nén lòng ngồi đợi ở cạnh câu lơn mặt trời đã nghiêng sang phía sau đỉnh ánh nắng luồn qua chấn sông thấp thoáng soi chỗ anh dậu thằng mới lật đật quét dọn cơm rau rơi vãi và mảnh bát mảnh chậu ném ở sàn đỉnh. Vợ nó cặm cụt ngồi dưới sân đình rửa bát rửa mâm, vét vói những bát thịt thừa canh dở. Mấy mụ đàn bà ngoại canh lần lượt lên đỉnh nói với thủ quỹ dở sổ tính thuế. Lý trưởng đánh vần hết bức văn tự liền thở hơi rượu vào mặt chị dậu. Chỉ cần chồng mày ký vào văn tự thôi hả à? Cụ nghị bắt phải xin chuyện của ông nhận thực cho nữa, nhưng còn sợ ông nên chưa dám nói. Lý trưởng cười nói khinh bỉ, chuyện của ông có phải củ khoai, dễ ông đóng không cho mày đấy chắc. Xin ông thương con, nếu không có chuyện của ông, cụ nghị lại không giao tiền. Một đồng bạc, nghe chưa? Thế là ông thương mày đấy, người khác thì phải năm đồng. Lại ông, ông xét lại cho, con bán cả con lẫn chó mới được có hai đồng bạc. Mặc kệ, không biết, đủ một đồng bạc thì ông sẽ đóng chuyện cho. Chị dậu vừa khóc vừa nói Nếu ông không thương Con không lấy đâu được tiền nộp sư Chẳng có tiền sư thì chồng mày ngồi tù Thất vọng Chị dậu rũ rượt ngồi im Đến lượt anh dậu năn nỉ thay vợ Thưa ông Con có muốn chi thế này đâu Trời làm vận hạ đau yếu Nên con phải chịu Xin ông thương hai vợ chồng nhà con Một đồng bạc con cũng xin vâng Nhưng con hãy khất ngày mai đóng thuế con bắt nhà con cấy trừ hầu ông. Tránh tổng phỉ cười, bây giờ lại có lối đóng chuyện cấy trừ nữa. Thôi cũng được, ông Lý nhận lời cho nó đi, đừng để chúng nó nói mãi điếc tai. Lý trường làm bộ khó khăn, vâng, tôi nghe lời cụ tránh. Rồi bèn quay hỏi chị dậu, mày định cấy trả nhà ta bao nhiêu? Con xin cấy hầu ông một mẫu. Đồng bạc một mẫu, thế ra một hào một xào kia à? Không được, phải một mẫu rưỡi, ông dạy thế nào con cũng xin vâng chuyện êm anh dậu được tạm thoát ly sợi dây thừng để để tên vào văn tự nhưng anh bị trói đã lâu cánh tay sưng lớn và bại liệt các đầu ngón tay tê tái bấm không biết đau lóng ngóng mãi không viết được một chữ thoáng thấy mẹ về đến cổng thằng dần mừng nhảy chân sáo u đi đâu từ lúc non trưa đến giờ có mua được gạo hay không sao u lại về không thế cái tí ở trong cửa bếp xa xả mắng ra, đã bảo U không có tiền, lại cứ lẳng nhằng nói mãi. Mày tưởng người ta dám bán gạo chịu cho nhà này sao? Thôi, khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra cho ông sơi, ông đừng làm tội U nữa. Rồi nó tất tả bổng em chạy ra trước thềm, đòn đà chào mẹ. U đã về ạ, à? ông lý cởi chói cho thầy con chưa hử U. Cái nón của U làm sao bị rách tan tành thế ấy? Tay U làm sao lại phải buộc rẻ thế kia. Chị dậu không trả lời, thờ thần, chị đón lấy con bé con và ngồi ghé vào bên mép trỏng. Cái tí xoa đầu cái tiểu kể lệ bằng giọng hú hí. Cô ả à này, hôm nay quấy lắm đấy u ạ. À. U đi khỏi nhà, cô ta cứ ra giả khóc không dứt miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Đặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu lấy con và cố đứng lên. Còn vừa lẽo đẽo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai cha nồi, xin lửa gióm bếp, củi thì ướt chảy ướt nhã, lì lụt mãi vẫn không cháy tròn. Thế mà con cũng luộc được chín nồi khoai rồi đấy, u bảo con có ngoan không? Chị dậu vẫn không nói gì, buồn rầu. chị kéo chéo yếm cài trong giải lưng, vạch bầu vú nổi gân xanh lẻ và bóp mạnh cổ vú, vắt những sữa chua xuống đất thằng dần lần thần đứng bên cạnh mẹ hau háu nhìn những tia sữa bằng hai con mắt tiếc rẻ ngậm ngồi cái tiểu vừa ngậm vú mẹ vừa khóc lằng nhằng sữa trong vú chảy ra không đủ sức nó nuốt nhả bên nọ ngậm bên kia bú bên này lại sở bên khác con bé vần hai đầu vú giống như con mèo vờn cái bong bóng bẹp hơi mấy nét răn rúm hiện lên sống mũi và mấy tiếng suýt xoa sẻ xẻ, xẻ tự trong đầu lưỡi đưa ra. Chị dậu chừng cũng nát ruột về sự phàm ăn của con. Tuy vậy, chị vẫn hết sức nín nhịn và vẫn luôn luôn vuốt tay vào vú, cố ý dồn cho sữa xuống. Cạnh trọng, nghi ngút một đám khói bay. Cái tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc kích vào chân cột và dặn thằng dần. Hãy còn nóng lắm đấy nhé. Em đừng có mó vào mà bỏng thì khốn. Vừa nói nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái bát to và một đôi đũa đem lại. Bới từ chôn rổ bới lên, nó gắp những màu khoai to xếp đầy hai bát, bằng cái dáng bộ vui vẻ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nó đặt một bát lên chõng mời u sơi khoai đi ạ. Rồi nhanh nhậu, nó bưng một bát, bước qua tấm phản cặp khênh. Ngửa cổ để lên bàn thờ và quay xuống nó bảo thằng dần. Bát này, chị để phần thầy đấy nhé. Chốc nữa thầy về thầy ăn. Đứa nào ăn vèn của thầy thì chị không cho đi chơi với chị. Thằng bé không để tiếng vào tai. Nó cứ ngồi sán bên cạnh rổ khoai và nuốt nước rãi ửng ực. Cái tí lật đật chạy đi tìm cái quạt nan để quạt cho khoai chóng muội. Rổ khoai vừa đi hết khói. Hai đứa xuống lại lê la ngồi phệt dưới đất. Mỗi đứa nhón lấy mỗi củ, không kịp bóc vỏ chúng nó vừa thổi phù phù vừa cắn ngấu nghiến giống hai con cọp trong chủng bách thú vớ được miếng thịt bò tươi đứa nào đứa nấy nhai nuốt một cách ngon lành gọn vẹn trừ ra khi gặp củ nào hà nhạy, đắng quá không thể nuốt được chúng nó mới chịu nhổ đi và khi bị củ nào nhiều sơ dai quá không thể nhai được chúng nó mới chịu nhả bã những sự hiếu thảo ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ nãy đến giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị dậu. Càng nhìn chúng nó, chị càng nước mắt ngắn dài. Ngạc nhiên, cái tí thỏ thẻ dục mẹ, u ăn khoai đi để lấy sữa cho em nó bú, từ sáng đến giờ u chưa ăn gì, đói quá chịu làm sao được. Chị dậu vẫn cứ dầu dĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. Với vẻ mặt băn khoăn, cái tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ này u ăn đi để mãi u có ăn thì con mới ăn u không ăn con cũng không muốn ăn nữa nè con chị dậu cầm lấy một củ rồi chị lại đặt xuống trống vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt con bé hóm hình hỏi mẹ một câu một cách thiết tha sáng nay người ta đấm u có đau lắm không chị dậu sẽ gạt nước mắt không đau con ạ à. Thế làm sao U cứ khóc mãi mà không ăn khoai? Hay là U thương chúng con đói quá? Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì no mỏng bụng ra rồi. Còn đói gì nữa? U cứ ăn đi, U cứ ăn hết bát khoai ấy đi. Nếu U không ăn, lấy đâu ra sữa cho em nó bú? Chị dậu vừa nói vừa méo. Thôi, U không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa nay nữa thôi. U không muốn ăn chanh của con, con cứ ăn cho thật no, không phải nhường nhịn cho U. Cái tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó sám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống, vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nước nở, chị dậu ngó con bằng cách xót xa, con sẽ ăn ở nhà cụ nghị thôn đoài. Cái tí nghe nói dẫy nảy, giống như xét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rồi, và òa lên khóc. U bán con thật đấy ư. Con van u, con lại u, con còn bé bỏng. U đừng đem bán con đi tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Thằng dần cũng khóc chu chéo, bỏ luôn rổ khoai đứng dậy, ngoài ngoài lắc cái mông đít, nó nhắc lại câu đã nói sáng ngày. Em không, nào, em không cho bán chị tí, nào, nào, có bán thì bán cái tiểu này này. Chị dậu thổn thức, không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu thảm dần dần ngã xuống, đối thẳng với mặt con bé đương bú. Bên đám lông mày cong sớm, mấy sợi tóc mai thả rũ xuống, hình như làn khói thuốc lá phất phơ bay trước khuôn gương và trên cái gò má đỏ bừng, vài dòng nước mắt thánh thót đuổi nhau, chẳng khác nào hạt xương buổi mai lánh đọng trong cánh hoa hồng mới nở gió chiều thổi đám tre tơi tả nắng tây gay gắt soi đến cửa thềm thẳng dần cái tí thôi không ăn khoai lại nhài vừa van vừa khóc cái tiểu bú đã lưng dạ hớn hở ngảnh ra cười đùa chị dậu lại càng rũ rượi chống tay lên trán chị như nghĩ ngợi phân vân một lúc sau chị đứng phắt dậy với cái dáng điệu quả quyết thôi phải tội với trời mẹ chịu cả nhà đã thế mẹ đành dứt tình với con tức thì chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. Cái tiểu lại bậu bên sườn cái tí, còn chó cái chúi đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có mẹ đậy và có lạc chẳng chắc chắn. Cái việc xong hết, chị lại đón cái tiểu cho nó bú thêm lúc nữa sau khi đã kéo chiếc chiếu thùng rách trên phản trải xuống giữa nhà Chị đặt con nhỏ vào chiếu và sai thằng dần ngồi đó trông em. Chị lục tất cả quần áo của cái tí và gói chung là một gói, rồi một tay nựng cổ con chó con lên đầu, một tay cầm sợi dây xích sắt định dắt luôn con chó cái ra cửa. Sụt xịt chị bảo cái tí, con hãy đội cái mê nón cho đỡ nắng và còn cắp lấy gói quần áo rồi sang bên cụ nghị quế với U. Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn chó con, cái tí vẫn tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ, nghe mẹ dục nó phải đi, nó lại nhếch nhác mếu khóc. U nhất định bán con để ư, u không cho con ở nhà nữa ư. Khốn nạn thân con thế này, trời ơi, ngày mai con chơi với ai, con ngủ với ai. Chị dậu lại lã trã hai hàng nước mắt. U vàn con lạy con, con có thương thầy thương U thì con cứ đi với U, đừng khóc lóc nữa, đau ruột U lắm. Công U nuôi con 6-7 năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của, bây giờ phải đem con đi bán, U đã chết từng khúc ruột rồi đây con ạ. À. Nhưng mà tiền sưu không có, thầy con đau ốm là thế, vẫn bị người ta đánh trói, sừng cả hai tay lên kia. Nếu không bán con thì lấy tiền đâu nộp sưu để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa. Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy thương u thì con đi với u. Cái tí vẫn khóc rưng rức, chị dậu cũng vừa đội rổ chó con vừa khóc nức nở, nhưng vẫn cố kiểm lấy những lời thấm thía xót xa để khuyên con. Lâu lâu, cái tí chừng như cũng hiểu được những nỗi đau lòng của mẹ, nó không khóc nữa, lau sạch nước mắt. Nó chạy đến chỗ cái tiểu, cúi đầu tận mặt con này. Nó hôn mỗi má mấy cái và nó lại méo. Tiểu ở nhà nhé, tiểu ở nhà với anh dần nhé, chị phải đi đây, chị sang ở với cụ nghị kia đây. Từ giày trở đi, chị không được ẵm tiểu nữa, bao giờ tiểu lớn, tiểu sang bên ấy tìm chị tiểu nhé. Rồi nó ôm lấy thằng dần, rồi cũng hôn luôn hai má thẳng ấy Vừa nói Nó vừa giàn rụa nước mắt Dần có thương chị không Dần có nhớ chị không U bán chị rồi Dần ở nhà chơi với tiểu vậy Nó khóc thì dần dỗ nó Không được đánh nó đấy nhé Bảo giờ nó lớn Thì dần dù nó sang nhà cụ nghị với chị Thôi dần ở nhà Chị phải đi với U đây Chị không được về nữa đâu dần ạ. À thằng dần níu lấy áo chị và khóc rầm rĩ chị phải ở nhà với em em không cho chị sang nhà cụ nghị nếu chị sang nhà cụ nghị rồi thì em chơi với ai cái tí lại khóc hu hu nó cứ quấn quýt thằng dần không muốn rời ra ngoảnh lại nhìn mặt chị dậu nó nói bằng giọng năn nỉ con nhớ em quá hay là u hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa để con ngủ thêm với em để con nói chuyện với em Sáng mai con xin đi sớm. Chị dậu càng tỏ ra bộ đau đớn. Thôi, u van con, u lại con. Con có thương thầy thương u, thì đi ngay bây giờ cho u. Nếu con chưa đi, cụ nghị chưa giao tiền cho u, u chưa có tiền nộp sưu. Ông Lý lại trói thầy con thêm một đêm nữa. Thì không khéo, thầy con sẽ chết ở đỉnh chứ không sống được. Thôi U van con, U lạy con, con có thương thầy thương U thì con đi ngay bây giờ cho U. Và chị cố kiếm cho được cái giọng ngon ngọt để dỗ thằng dần. Dần buông chị ra đi con, dần ngoan lắm nhỉ, U van dần, U lạy dần. Dần hãy để cho chị đi với U, đừng giữ chị nữa. Chị nó có đi, U mới có tiền nộp siêu, thầy dần mới được về với dần chứ. Sáng ngày người ta đánh trói thầy dần như thế, Dần có thương không? Nếu dần không buông chị ra, chốc nữa ông Lý vào đây, ông ấy trói nốt cả U, trói nốt cả dần nữa đấy. Thằng dần vẫn sợ ông Lý, như đứa trẻ khác sợ ông ngáo ộp. Nghe nói đến tên ông ấy là nó đã mất vía đi rồi. Lập tức nó rời vạt áo cái tí và nó ỏn ẻn dặn mẹ. Em chỉ cho chị tí đi một lúc thôi, lấy tiền được rồi, U phải đem chị ấy về đây với em. Chị dậu buột miệng, Ừ, rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ con, tức thì chị lại nói chữa. Ừ, hễ cụ nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì U lại đem nó về với con. Cái tí với hai hàng nước mắt ròng ròng, hôn hít các em lượt nữa, rồi lủi thủi, nó đội mê nón lên đầu và cắp gói áo vào nách. Chị dậu vừa dặn thẳng dần ngồi coi cái tiểu, vừa cởi dây xích lôi con chó cái con vật ấy ở với nhà chị dậu tuy không làm tên lính gác nhà như các bạn nó ở những nơi giàu có nhưng cũng là hạng tôi tớ cần dùng những lúc con cái chủ nhà đau dạ lạnh lòng công việc vệ sinh trong nhà phận sự nó phải gánh vác tất cả sự quan hệ giữa nó với chủ tuy chỉ có thế song mà trời đã sinh nó là một loài vật giàu lòng trung thành thì ăn lương của chủ nó phải hết lòng mến chủ cũng như nó phải hết lòng vâng theo lời chủ cái bản tính ấy khiến nó chỉ muốn làm việc với chủ suốt đời không muốn có ngày hưu trí mặc dầu chủ vẫn coi nó là vật hèn dù vậy nay thấy chị dậu xích nó lôi nó đối với nó có vẻ khác hẳn mọi ngày hình như nó cũng biết rằng chủ nó sắp sửa đội nó đi đâu hoặc đem nó đến chỗ làm tình làm tội gì đó khằng khằng gỉ lại nhất định nó không chịu đi. Chị dậu càng kéo, nó càng tỏ ra thái độ van lơn. Nếu có một nhà động vật tâm lý học đứng ở cạnh nó lúc ấy, tất nhiên người ta có thể đoán rằng nó đương lạy chủ, xin chủ cho nó ở lại thêm một hạng nữa. Vô hiệu, chủ nó cứ dùng cương quyền điệu nó sành sạch ra đường. Tuy vậy, nó vẫn còn mong chủ thương cho nên ra khỏi cổng rồi, nó cứ còn lăn, còn dẫy, còn ngoe ngoẩy đuôi, còn kêu hừng hực khi nghe tiếng mấy con chó con ăn ẳng ở trên đầu chủ. Mặt trời đã xế, bóng người đã xuống mặt ruộng, dài thườn thượt như bóng cây cao. Trầu bò không phải cầy chiều nghẽo nghẹn theo đàn trẻ chăn ra các bờ ruộng gậm cỏ. Với những tiếng thổn thức trong đáy tim và những giọt nước mắt luôn đọng lại ở gò má. Chị dậu cố sống cố chết nhũng nhẵng dẫn con cả, con chó lẽo đẽo dưới ánh nắng mùa hè. Con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn ý ẳng kêu, chị nhất định giả cơm giả điếc, mong cho chóng đến nhà cụ nghị. Nắng quái in ánh vàng trên dãy ngọn tre, đàn liếu điếu liếu tíu kêu trong cành khế, mấy con triển triển díu dít gọi nhau trên tàu cao. Nghị quế vảnh sâu đứng trong sân gạch, ngắm đôi bồ câu gật gù cụ nhau ở cửa chuồng. Nhắc thấy mẹ con chị dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật đồng. Làm gì bây giờ mới dắt nhau đến, để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ, dính với trung bầy lúc nào, bực mình lúc ấy, không cứ đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép mẹ con chị dậu cũng cúi đầu chào bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, còn phải nói mãi, các ông ấy mới cởi ra, cho để ký văn tự và lại đường cũng hơi xa còn đi khí chậm xin cụ tha lỗi cho bà ở nhà khách ấy đem nhau vào mà nói với bà rồi hắn gọi chó vào phía trong sân đứa nào ra coi chó cho chúng nó như anh phường trò đón dịp thằng bếp dạ một tiếng thật dài rồi nó cắm gậy đuổi chó đưa mẹ con chị dậu và con chó cái lên tòa mà chị đã vào lúc nãy Mụ nghị phủ đầu bằng giọng gắt gòng Đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con kẻo nó bị nắng Sao lại chỉ úp cho nó một cái mẹt danh thế kia Thèn lẹ Chị dậu chỉ trả lời bằng câu lại cụ Rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích của con chó cái vào cột Chị thong thả hạ rồi chó xuống thềm Mụ nghị liếc nhìn cái tí thè thế Mụ mắng chị dậu Thế mà cả vợ lẫn chồng Dám sưng sưng còn đã lên bẩy lên bảy mà bằng cái nhãi thế này à? Bà biết ngay mà, cái đời nhà chúng bay còn có câu nào nói thật? Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối, thật quả cháu đã lên 7 tuổi, thằng em nó lên 5, còn con bé nữa lên 2, con được ba cháu cả thầy. Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ mặt chị dậu, hắn tỏ ra người rất oai. Im cái mồm, đừng dở con cà con kê ra đây, mấy cháu mặc kệ nhà mày, rẻ lắm thì bán nhiều, Chứ làm trò gì mở cái rổ ra tao xem mấy con chó con mụ nghị tiếp theo lời chồng ấy đấy ông tính nó nói như thế có nghe được không rồi mụ ngoảnh trông chị dậu này liệu hồn bà thì tống cổ cả đi không thèm mua bán gì nữa bây giờ dễ bà bằng đôi bằng lứa với mày hay sao chưa nói mày đã cãi liền láo quen con bé bằng ngần kia mày dám xen xét bảo nó lên bẩy Nói cho chó nó nghe à? Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt thiểu thiểu như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị dậu đờ mặt ngồi thử với những giọt nước mắt đọng ở trong đám lông mi lóng lánh. Hai bên thái dương nghị quế nổi những gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ. Nó vẫn không mở mấy con chó con già, có tiếc thì đem về mà nuôi. Nước mắt dò xuống gạch thềm thánh thót, chị dậu cắm cúi cởi mấy nút lạt buộc ở cạp rổ và bỏ cái mẹt ra thềm nghị quế vội vàng ngồi xuống cạnh rổ bốn con chó con lần lượt bị hắn túm cổ xách lên xem tai xem mắt xem lưỡi xem chân xem bụng xem đuôi xem ngực có con bị hắn tỉ mỉ bới vạch từng cái lông tơ rồi hắn ngắm nghía cho đến con chó cái một lát sau vẻ mặt hơi dịu hắn vào ngồi bắt chân chữ ngũ trong sập và bảo chị dậu văn tự đâu đưa đây tao xem chị dậu gió giấy cởi cái văn tự ở đầu giải yếm khúm núm đặt lên trên sập cầm bức văn tự nghị quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ lý trưởng đóng triện lâu lâu quay ra hắn bảo thằng nhỏ mày đi lấy mấy bát cơm nguội lấy nhiều nhiều vào để tao cho đàn chó này ăn thử xem sao thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống gian nhà ngang sau một tiếng dạ gọn ghẽ mẹ con chị dậu do gió, gió ngồi nép bên cột người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia bốn con chó lau nhau đi đến ven thềm mỗi con chiếm một vú của con chó cái nghị quế vui vẻ bảo vợ bà thử trông xem có phải không có con nào bị đuôi chấm sống không tôi cũng đường nhìn hình như không cả thì phải thằng nhỏ ở nhà ngang lên với giá cơm nguội đầy ụ, nghị quế bảo mẹ con chị dậu bắt đàn chó con thả sang đầu thềm bên này, tất cả hắn chạy luồn ra, bưng lấy giá cơm xúc cho mỗi con một bát. chị dậu nói thật, bốn con chó con đều biết ăn cả rồi, riêng con chó cái hình như vừa mệt vừa lo, chỉ ăn nhỏ nhẹ vài miếng lại nghỉ. bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi, nghị quế nhìn vào chị dậu, con chó cái nhà mày mua ở đâu thế? bẩm của mẹ con mua ở lào cai đem về cho con ừ có thế chứ chắc là giống chó mông tự chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này mộ nghị đon đà kể công bởi thấy nhiều người mách rằng nhà nó có con chó cái khôn lắm cho nên sáng ngày tôi mới cố mua lấy được chứ bỗng không ai có động rồ mà chuốc đàn chó vừa mới mở mắt thế còn bốn con chó con thế nào nghị quế lẩm bẩm gật đầu đẹp cả bốn con bốn kiểu một con huyền đề một con lốt hổ một con đen tuyền một con tứ túc mai hoa con nào cũng cúc tai ngắn mặt mắt xếch lá đề đẹp lắm vừa nói hắn vừa tung tăng đi vào trong sập vẫn cái kiểu ngồi bắt chân chữ ngũ hắn viết lấy xe điếu ống hút một hơi thuốc lào rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý biết cái gì vất vả cái ấy ông phủ đăng ông nghị bùi ông phán tiên ông cửu dung trên tỉnh các ông ấy đều biết tôi xem chó giành lắm ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn thì cho mỗi người một con nhưng lại tiếc con chó đẹp tuyền muốn để nhà nuôi vì giống chó ấy lợi chủ nuôi nó trong nhà làm ăn thịnh vượng mụ nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa chả có của đâu mà cho Ai muốn được giống chó tốt phải có tiền đây cho tôi, không thể tôi để nuôi giáo. Nhà đã 14 con chó cả thầy, nuôi làm gì nữa, cơm đâu. Tôi nuôi để nó coi nhà, nuôi chó còn hơn là nuôi đứa ở. Nhà rộng thanh thang thế này, mười mấy con chó nhiều gì. Rồi mụ cười giòn khanh khách và chõ mặt và chị dậu. Con chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người của nhà mày đấy. Chị dậu dường như tuổi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt chị không biết nói thế nào mấy con chó thôi ăn kéo nhau trở lại chỗ con chó cái bỏ dở cả mấy đống cơm nghị quế sai thằng nhỏ hốt hết vào giá đưa cho cái tí ra giọng nhân tử ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn con bé kia cầm lấy giá cơm ăn đi kẻo phí của trời ăn bốc cũng được không phải đũa bát nước mắt chảy ra như mưa cái tí ngần ngại nhìn giá cơm nguội không muốn chìa tay ra đón. Ông đã điều cho dân hầm hầm nét mặt. Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà nghĩ nổi cơn tam bảnh. Mẹ mày dạy mày thế đấy chứ. Con danh con, ở đây với bà mà mày cứ giữ cái thói khoảnh ấy thì bà dần từng cái xương. Này, bà bảo cho mà biết, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu. Con chó nhà bà còn được mấy chục, còn người như mày bà chỉ mua có một đồng đấy thôi. Đừng khoảnh với bà nghị quế hạch lạc chị dậu còn mẹ khốn nạn mày còn ngồi dương mắt ra đấy không biết bảo con làm sao hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ dường như thương mẹ bị quở cái tí vội vàng đón lấy giá cơm rụt rè nó bốc một nắm bỏ vào miệng uể oải nhai như bỏ nhai chấu. mụ nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé bà truyền đời báo danh cho mày từ giờ đến mai phải ăn hết cái giá cơm ấy rồi mới được ăn cơm khác. Chị dậu chỉ gục đầu vào cột nức nở khóc thầm. Nghị Quế quát hỏi, thế con mẹ kia có lấy tiền không hay còn tiếc con tiếc chó? Chị dậu vội chùi nước mắt đứng dậy bẩm cụ. Không để cho chị nói hết, Nghị Quế dục vợ, bà trả tiền cho nó về đi, để nó ngồi mãi ở đây tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm len keng kêu một hồi dài, mụ nghị cầm hai chuỗi trinh quăng tọt ra thềm, Đấy, tiền đấy. Chị dậu long khom cúi nhặt tiền, toan tính cởi ra đếm lại. Không ai thèm làm thiếu đồng hào nào, không phải đếm chác gì nữa. Chị dậu dắt tiền vào lưng, rồi sụt xịt bảo với cái tí. Thôi, con ở đây hầu hạ hai cụ u về nhé. Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió. U đừng về vội, U hãy ngồi đây với con lúc nữa. Nghị Quế đùng đùng đứng dậy, giờ cái bàn tay hộ pháp tát cho con bé một cái đánh bốp và hắn hét lên như ông đại tướng trong dạp tuồng. Thằng nhỏ lôi cổ nó xuống nhà bếp kia. Tức thì cái tí liền phải lìa mẹ ra sảnh sạch theo tay cậu hậu cận của ông dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bổ nhách bổ nhác ngảnh lại với cái miệng méo sạch. Nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở. Ngày mai, U đem thằng dần sang đây chơi với con nhé. Con nhớ em lắm. Hai cái bầu vú đầy sữa mẩy găng, sữa ở trong vú rỉ ra, ướt đầm cả một lần yếm, làm cho chị dậu bồn cồn xót ruột về con bé ở nhà. Bởi vì, theo sự kinh nghiệm của đàn bà, con mọn, những lúc xa con, sữa chảy như thế, ấy là đứa con vắng mẹ đã đói và đương gào khóc đòi bú. Chị không dám nghĩ đến cái tí nữa, sấp ngừa, chị cắp cái rổ cái mẹt và cái mê nón tất tả ra cổng thôn đoài mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất, đàn quạ khoang dập rùi là xuống các bãi tha ma. Còi lá dứa của lũ mục đồng rối rít thúc châu bò về nghỉ, tới làng đông xá trời nhá nhem, trong đỉnh vắng tanh vắng ngắt, đàn rơi bắt mũi sập xẻ bay khắp lòng đỉnh. Ngọn đèn dầu ta loe trên hương án cố sức phun những ánh sáng úa vàng, soi cho mấy nén hương đen lù mù cháy ở dưới cửa võng. Cả mấy gian đình chỉ có sự tối tăm giúp sức cho sự kinh tợn. Người ta đã đem hết tiếng ẩm ẩm vào nhà lý trường từ lâu. Chừng cũng đoán biết như vậy. Chị dậu lùi thổi theo chỗ có tiếng tù và rúc khồi đi vào. Dưới ánh lửa sáng quắc của ngọn đèn hai giây, quang cảnh trong nhà lý trường lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy. Anh dậu và bọn trai đình thiếu sư đều giơ quỷ tay cho sợi dây thừng buộc vào cột nhà. Đàn ông, đàn bà, chờ đợi nộp thuế còn lố nhố rút một bậc cửa. Lính cơ cai lệ vẫn nằm chầu tránh tổng ở bên bàn đèn, thủ quỹ, thư ký, tránh hội, phó hội và chức dịch ngột ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ sách bể bộ. Cái mặt bổ hôi nước mắt vừa ló vào thềm, chị dậu liền được mấy ông chức dịch nhào nhào thét hỏi. Đã bán được con rồi chớ, đem tiền nộp sưu mau lên. Thừa đã, chị nói chị vừa dở chuỗi tiền trinh dắt ở giải lưng và tám hào con tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu giải yếm bớt lại một hào chị sẽ rón rén đặt hai đồng bảy lên trước lý trưởng thưa ông nhà cháu không kịp đi đổi tiền giấy xin ông làm ơn nhận cho lý trưởng cầm chuỗi tiền trinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị dậu mỗi đồng phải các ba xu bỏ luôn ra đây tao nhận cho nhưng sao lại có hai đồng bảy hào ngơ ngác chị dậu vừa đưa đồng hào để trả tiền cát vừa đáp bằng giọng lỡ ngớ thưa ông cháu tưởng năm nay sư bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu phải rồi tiền sư năm nay mỗi suất chỉ có hai đồng bảy hào nhưng nhà mày nộp hai suất nghe không một suất của chồng mày một suất nữa của thằng hợi thưa ông chú nó chết rồi tháng riêng rồi mà nhà con vẫn còn chưa khai tử hay sao Lý Trường phát gắt, khai tử rồi cũng phải đóng sưu, ai bảo nó không chết hồi tháng 10 năm ngoái. Chị càng ngẩn ngơ ra bộ không hiểu, như có ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. Thưa ông, người đã chết gần 5 tháng, sao lại còn phải đóng sưu? Lý Trường quát, mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết. Thư ký dõng giả cắt nghĩa, chết cũng không trốn được sưu nhà nước là vì thằng em chồng chị mới chết tháng riêng An Nam mà sổ thông quy của làng đã làm từ đầu năm Tây tức là tháng 1 A Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết. Khi đệ lên tỉnh, tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm bài chỉ đưa sang sở kho bạc, rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế ghi trong bài chỉ mà thu. Nó chết tháng riêng, chứ dẫu nó chết tháng chạp cũng vậy, bài chỉ làm rồi, người ta không có chữa lại bao giờ. Khai tử hay chẳng khai tử mặc kệ. Bởi thế, bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số dư của thằng hợi nhà chị. Nó chết, vợ con chưa có, ông Lý Trường cứ lấy vào thân nhân, chồng chị không nộp cho nó thì ai nộp. Chị dậu giờ nói giờ khóc, cháu là đàn bà, biết đâu việc quan như thế, khốn nạn, chú nó chết đi, nhà cháu thật như mất cánh tay phải, còn nó, chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở như này. Bây giờ, nó đã chẳng may thiệt phận Đành rằng xuất sư của nó nhà cháu phải đóng Nhưng cháu xin các ông cho cháu khất đến mai Hôm nay cháu hãy đóng trước một suất Các ông tha cho nhà cháu về Kẻo người yếu đau bị trói cả ngày Không khéo chết mất Lý trường trừng mắt Chết thì ông chôn Mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ à Muốn chồng khỏi trói Về đem nốt hai đồng bảy nữa ra đây Nếu không thì ông còn trói Ông trói cho đến bao giờ Đủ sư mà thôi Chị dậu chừng như út quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc chu chéo. Trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và hai gánh khoai mới được hai đồng bảy bạc, tưởng rằng đủ tiền nộp sưu cho chồng, thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay. Ai ngờ, lại còn xuất sưu của người chết nữa, khốn nạn thân tôi. Trời ơi, em tôi chết rồi, còn phải đóng sưu hở trời. Tôi biết đâm đầu vào đâu cho được hai đồng bảy bạc bây giờ. Cài lệ ngồi phát trở dậy, gần cổ thét la. Chỗ mày kêu khóc đấy hả, à, con mẹ kia? Muốn sống thì cầm cái mồm, không thì ông sẽ cho một trận nữa. Anh dậu run run khuyên vợ. Thôi, u nó về đi với con, kèo có hai đứa ở nhà, nó khóc hết hơi. Mặc tôi ở đây, bị trói thêm một đêm nữa cũng chẳng chết nào. Đừng nói nữa, người ta đánh đập khổ thân. Chị dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực. Thủ quỹ vừa đếm xong hai chuỗi tiền trinh, hắn gọi chị dậu và bảo Này chị kia, đừng khóc nữa, vào đây mà xem, mỗi đồng thiếu mất bốn xu đây này. Một hào của chị chưa trả tiền cát trừ vào chỗ này, hết tám xu rồi, còn thiếu bốn xu nữa nhé. Chị dậu lại méo, khốn nạn, tôi vẫn chắc mầm còn thừa một hào, đem về đông gạo cho con ăn, bây giờ hết cả vẫn chưa đủ. Gớm, cái bà nghị giàu thế mà còn làm điêu rồi chị cứ rũ rượi ngồi khóc. Anh dậu thiết tha dục, thôi ủ nó nghe tôi, có thương tôi thì hãy đi về với con, đừng cứ ngồi đây mà khóc cho tôi càng thêm não ruột. Các bạn bị trói của anh dậu ra ý thương hại và hỏi, con bé lớn chị bán rồi, hai đứa bé còn ở nhà với ai? Chị dậu sụt xịt đáp, anh em chúng nó ở nhà với nhau, chứ có ai đâu các bác. Những người ấy ra ý ái náy, khốn nạn, thằng bé lên năm phải giữ con bé lên hai tội nghiệp quá cứ như các ông ấy phải vừa mới nói đó thì người chết rồi cũng phải đóng sưu vậy là nhà chị vẫn thiếu một suất sưu nữa nếu không có tiền đem nộp dẫu chị ở đây đến sáng cũng không thể xin cho anh ấy được khỏi trói đâu nói lắm mỏi miệng ai thương thà chị về với các cháu cho khỏi khổ thân con trẻ phải bác ấy nói phải hãy cứ đành lòng để mặc anh ấy ngồi đây chị về mà nghỉ với con chứ chị ở đây chẳng qua chỉ thêm đau lòng ích gì rồi nhị chẳng được ngứa mồm nói một vài câu lại tổ làm cho anh ấy phải đòn bấy nhiêu lời diễn thuyết tuy chứa chan những giọng tử tế nhưng không giúp cho chị dậu tí gì vì ý chị cũng như người ta nói buồn giàu chị sẽ ghé vào tai chồng cái tí để phần thể em một đĩa khoai đấy tôi bưng sang đây cho nhé anh dậu lắc đầu Miệng tôi đắng lắm, không thể ăn gì bây giờ. U nó cứ về với con, không phải lo đến sự ăn uống của tôi. Chào chồng bằng hai hàng nước mắt, chị dậu lủi thổi ra với cái mẹt, cái rồ, cái mê nón. Vầng trăng đã vượt khỏi ngọn tre, mặt nước các ao đã lóng lánh như nổi vàng đường chảy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng quốc kêu khi thưa khi nhặt, khắc khoải, hòa với tiếng rền rĩ rên khóc của run dế vườn hoang. Tùy mới chập tối, các nhà đã đóng cửa im ỉm, không đâu còn một chút đèn lửa. Những kẻ cầy sâu quốc bẫm suốt ngày mệt nhọc, khi ấy đều phải trả nợ mắt để nuôi lấy sức làm việc cho ngày mai. Trừ xóm lý trưởng, các xóm khác đều im phăng phắc như cánh đồng không. Nếu thỉnh thoảng không có tiếng chó rùa, bọn người đi thúc sưu và tiếng say lúa giã gạo ở mấy nhà hàng say hàng sáo. Chị dậu về đến đầu nhà, đã nghe tiếng khóc khàn khàn của hai đứa trẻ sấp ngừa chị chạy vào cổng quẳng cả rổ mẹt mê nón xuống sàn chị vội vàng vào trong nhà thằng dần vẫn ngồi cạnh em hai mắt sưng húp mặt mũi xám mét như đứa bị ngã ao hãy còn kinh khiếp chưa hoàn hồn nó không thể tỏ chút dấu mừng rỡ khi thấy mẹ về tuy sự ấy là sự đáng mừng rỡ của nó trái lại nó càng làm ra bộ tủi thân và òa lên khóc như muốn nhắc cho mẹ biết những nỗi lo sợ từ nãy đến giờ nhưng hình như trong lúc mẹ nó đi vắng nó đã kêu gào nhiều quá cổ rát hơi hết nó chỉ có thể đưa ra cái tiếng khô khan như người khóc thầm chị dậu không kịp hỏi đến thằng bé chị hốt hoảng vớ lấy con bé con trời ơi một sự ghê gớm kinh sợ đôi mắt nó mọc đỏ như quả nhót mồm mép chân tay lưng bụng cổ áo tay áo của nó bề bết một lượt cứt với nước đái, đầm lầm hỏa nhau. Nó khóc nhưng không ra tiếng, chỉ có cái miệng hông hốc há ra như miệng cá mè Sẽ sàng, chị dậu nhắc nó ra cạnh vại nước tắm rửa qua loa cho sạch dơ bẩn, rồi chị bồng nó lên lòng. Lần này, không còn thể giờ vắt bỏ sữa chua, chị vội vạch yếm lôi cái đầu vú ấn vào miệng nó. Vừa cho con bé này bú, chị vừa lật đật trở vào đón thằng bé kia thằng bé ấy lệch Thạch ra đến giọt thềm nó vẫn khóc nức nở thân hình lem luốc như cái tượng đá vừa đào ở dưới lỗ lên dắt nó một lần nữa chị ra vại nước một tay bế con bé con một tay chị vừa dội nước và vừa kỳ cọ cho thằng bé lớn rồi hai tay hai đứa chị ẵm chúng nó vào trong cái phản cập kênh chiếc chiếu ở đấy lúc chiều chị đã đem dài xuống đất để đặt cái tiểu và đã bị nó đái ỉa đầm đìa. Thẳng dần phải đứng xuống phản để chị bồng con em bỏ vào buồng, cuốn lấy chiếc chiếu trong giường ra, trải ra đó. Từ sáng đến giờ, chị chỉ long đong chạy đi chạy về, chưa được ăn uống miếng gì. Chừng như cũng đã đói và mệt. Uể oải chị ngả lưng xuống chiếu, hai đứa con gối đầu vào hai cánh tay. Cái tiểu đã hơi tỉnh, vừa bú nó vừa mân mê nghịch cái đầu vú của mẹ lâu lâu nó lại thổn thức vài tiếng thằng dần tan cơn nước nở lại cứ ra giả kêu đói và kẻ nhè dục mẹ mua gạo nấu cơm trong óc chị dậu vẫn còn đĩa khoai cái tí cất trên bàn thờ nhổm dậy chị định nhắc xuống cho thằng bé này ăn nốt nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết chỉ còn ba bốn mẩu con thằng dần giơ tay xua lấy xua để con không ăn đĩa khoai ấy của thầy con đấy lúc nãy chị tý đã bảo đứa nào ăn vèn của thầy chị ấy không chơi với con chả ăn chị ấy mắng con thế là nó lại nhớ đến cái tý sửng sốt nó hỏi bây giờ chị tý đâu rồi sao u không đem chị ấy về đây với con nước mắt chị dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ứa ra chứa chan đặt mấy củ khoai xuống phản chị ôm đầu nó vào nách xoa xoa suýt suýt, chị ngọt ngào dỗ dành. Chị tí ở nhà cụ nghị, u đã bán cho cụ nghị ấy rồi, đem về thế nào được nữa. Thẳng dần chu chéo, con không, nào, lúc chiều con đã bảo u lấy được tiền rồi thì đem chị ấy về đây với con kia mà. Sao u lại để chị ấy ngủ ở bên ấy? Nhưng mà cụ ấy không cho nó về thì u làm thế nào được? Thôi, con ăn mấy củ khoai cho đỡ đói rồi nằm ngủ đi mai kia U đưa sang chơi với chị. Còn không mai kia, nào, nào, U phải đem ngay chị ấy về đây bây giờ để chị ấy ngủ với con. Chị dậu sụt sùi, sẽ gạt nước mắt. Đêm nay con hãy ngủ tạm với U, con ngủ với U chóng U yêu nhỉ. Con không ngủ với U nào, con thèm vào chơi với U nữa, U bán chị tí đi rồi, chốc nữa thầy về con mách thầy cho. Rồi nó gào khóc ẩm ý, nhất định bắt mẹ phải đem cái tí về ngay. Chị dậu hết ngọt lại sẵn, hết sẵn lại ngọt, nào dỗ, nào dứ, nào dọa, nào mắng. Giờ đã hết cách, nó vẫn không nín. Chị đành mặc cho nó khóc, rồi chị cũng khóc như nó. Thấy chị khóc, nó càng khóc dữ, lăn đùng ra phản, nó đập hai chân xuống phản đành đạch và cứ là nhảm gọi mãi, chị về với em. Chán chê ê ẩm, hình như nó đã mệt lử tiếng khóc dần dần nhỏ sẽ. Một lát sau, nó chỉ ủn ỉn Hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở đưa ra phì phò. Nó ngủ. Cái tiểu cũng chỉ mút sữa, đầu vú ở miệng con bé từ từ buột ra, rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị dậu gión rén ngả lưng xuống chiếu trực lửa cái tiểu. Mũi bay vò vò và đốt vào chân nho nhói Chị xe xẽ giơ tay phè phẩy, không dám cựa mạnh sợ hai đứa con thức dậy. Cái tiểu ngủ im, thằng dần bỗng cười khanh khách và nói léo xéo. a a à, chị tí đã về, chị vào ăn cơm, cơm sới rồi đấy. Rồi nó im, rồi nó thổn thức, rồi nó lại nói. Bây giờ, chị phải ở nhà với em, đừng sang cụ nghị nữa nhé, em nhớ chị quá. Thỉnh lình nó ngồi phát dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân, và bỡ ngỡ nó hỏi chị dậu chị tí đâu rồi chị tí em đâu rồi hử u chớp mắt một cái hình như nó chợt nghĩ ra cái gì ngó vào tận mặt chị dậu nó khóc hu hu u vẫn chưa đem chị tí về đây cho con kia ư con bắt đền đấy con bắt đền u đấy sao u lại bán chị ấy của con u đi dậy đi đi dậy sang gọi chị tí về đi sao u cứ nằm mãi con không cho u nằm nữa Chị dậu gió giấy nhắc cánh tay ra, đặt đầu cái tỉu xuống phản. Ngồi dậy, chị bế thằng dần vào lòng. Trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào, còn đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt dầu dĩ của nó. Nó vẫn khóc, vẫn ủn ỉn bắt mẹ đi gọi cái tí. Con hãy đến đi, cho em nó ngủ, để u ẩm con đi chơi. Nó không nín lại càng khóc thêm. Xách nó lên vai, Chị dậu với mấy mẫu khoai trong đĩa Rồi chị bồng nó ra thềm Trước thềm sáng như ban ngày Vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống Bầu trời vắt như một khối thủy tinh Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu Bóng lá tre in dưới sân rêu Luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng Thẳng dần gục vào mẹ và khóc tì tì Chốc chốc lại thúc giục mẹ đi tìm chị nó. Chừng như thương con đói quá, không thể ngủ được, chị dậu tỉ mỉ bóc sạch cả mấy mẫu khoai và dỗ nó ăn, nhưng nó khăng khăng một mực để phần cho thầy, nó lại thiêu thiêu buồn ngủ. Bồng nó vào trong nhà, chị dậu sẽ tìm cái quạt nan và xe sẽ đuổi mũi cho con bé con, rồi chị lại ẵm nó ra ngoài sân, đi đi lại lại dưới bóng trăng, chị vừa vỗ về thằng bé vừa giàu dĩ cất cái giọng thê thảm du cho nó ngủ. Ánh trăng nhòm vào cặp mắt rưng rưng nước mắt nhắc lại cho chị cái đời ngây thơ của chị ngày xưa. Phải, hồi chị còn ngây thơ còn độ lên 6-7 tuy không sung sướng cho lắm nhưng cũng được cha mẹ nuông chiều. Bây giờ chị chỉ ăn rồi chơi chưa phải ảm em, chưa phải quét nhà đun bếp như cái tí nhà chị bây giờ. Những đêm trời khô, trăng sáng như đêm nay chị vẫn luôn luôn được nô đùa với trẻ con hàng xóm. Chúng nó giờ đã ra với chị biết bao nhiêu là trò mua vui. Nào nhảy nô, nào hú tìm, nào đánh rồng rắn. Những cuộc vui ấy chị vẫn còn nhớ rành rành. Qua tuổi trẻ con đến khi 14-15, chị vẫn được sẵn cơm ăn, sẵn việc làm chưa hề phải lam lũ, không biết tội nợ vì đâu. Và từ khi lấy chồng đến giờ, tình cảnh nhà chị cứ mỗi ngày thấy mỗi khổ thêm. Hết năm này, sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối không dám chơi không ngày nào. Thế mà, vẫn cứ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bao nhiêu công trình khó nhọc, bao nhiêu thuốc cam thuốc dài, nuôi từ hòn máu nuôi đi mới được đứa con 7 tuổi. Bây giờ, chỉ vì một suất tiền sưu đã phải dứt ruột đem nó đi bán, lại đèo thêm hai gánh khoai và năm con chó nữa cũng vẫn chưa đủ chồng vẫn bị đánh bị trói suốt ngày suốt đêm không biết trong lúc đau ốm lại bị hành hạ như thế anh thấy có thể sống được đến mai hay không và ngày mai chạy đâu cho ra hai đồng bảy bạc để chuộc chồng về nếu không lo đủ được số tiền ấy số phận anh ấy sẽ ra sao và lo được đủ tiền chuộc được chồng về đi nữa cũng đã thiệt mất một đứa con rồi sau này còn có ngày nào đem được nó về nhà nữa không? Từ chiều đến giờ, nó ăn với ai? Nó ngủ với ai? Thế rồi, chị trở vào thềm, rũ rượi ngồi tựa cột hiên, nước mắt rơi xuống lã chã, bóng trăng chênh chích nhòm vào trong thềm, bụi tre trước nhà, con cú sắp đi kiếm mồi, báo hiệu bằng những tiếng ghê sợ buồn rầu, có thể tưởng như ma quỷ yêu quái. Mấy con cỏ ngủ giật mình thức giấc, phạch phạch vỗ cánh tự trong bóng tối bay ra các nhà láng giềng gà gáy te te chống canh ngoài đình gắt gỏng điểm dịp ba tiếng cái tiểu cựa dậy và khóc lu loa chị dậu xe sẽ đứng lên toàn vào du con bé ấy thằng dần ở trên vai chị lại cũng thức nốt nó mở choảng mắt và nó nói luôn cái câu vẫn nói trong đêm chị tí đem em đi đái chị dậu vội bế nó đến cổng thì nó đã nghĩ ra và nói luôn câu khác. Con không khiến U, chị tí kia, con không khiến U mang con đi đái, nào, nào. Rồi nó kêu gào bỏng giọng và nó dãy rùa ở bên sườn mẹ. Cái tiểu trong nhà vẫn khóc như beo như ngắt. Luống cuống chị phải đặt vội thằng này xuống đất để vào đón con bé kia. Quả nhiên, nó đã sở soạn lăn ra rể phản, chút nữa thì ngã sắp ngừa nhắc con bé ấy chị lại tất tả ra sân để ẵm thằng bé kia lại hai nách hai con chị bế chúng nó vào ngồi trong chõng cái tiểu đã phải im khóc vì một bầu vú của mẹ lấp kín mồm miệng thằng dần vẫn cứ ra già, già ù đưa con đi tìm chị tí mau lên chị dậu giờ khóc giờ mếu đêm khuya rồi gà gáy nửa đêm rồi ra đường ngáo nó cắn cho con ạ à. ngáo cắn chết thì thôi con không cần con cứ đi tìm chị tí để chị ấy về ngủ với con. U phải đưa con đi ngay bây giờ. Chị dậu ngồi ỉ ra không biết nói sao. Nó thục tay vào trong yếm mẹ lôi tuột đầu vú ở miệng cái tiểu và nó vừa khóc vừa mắng con này. Ông không cho mày bú nữa, nhả ra, nhả ra để u đưa ông đi tìm chị tí. Cái tiểu lại khóc ngằn ngặn. Thằng bé lớn vẫn cứ thúc nã, thúc thả nó kéo tóc, nó kéo tai, nó lôi cổ áo của mẹ, bắt mẹ phải đứng dậy đi ngay, thì mẹ nó vẫn phải chiều nó, bởi vì nó yêu chị nó, nó thương chị nó, nó nhớ chị nó. Mọi đêm hai chị em nó vẫn nằm với nhau và chị nó vẫn ngêu ngao hát cho nó nghe, bây giờ tự nhiên mất chị nó, phải bồn chồn nóng nảy, muốn được thấy chị ngay lúc mấy giờ, cho nên nó phải làm tình làm tội cái người đã đem chị nó đi bán. Sự quấy nhiễu của nó là vô tội Đối với mẹ nó Nó vẫn có lý và vẫn đáng thương Vầng trăng lùi xuống Phía sau lũy tre Mặt đường khuất dưới bóng lá khoang khuếch Chỗ vàng chỗ đen Giống như bức tranh thủy mặc Những nhà cạnh đường Hãy còn ngủ im thiên thít Chị dậu với cái tiểu ở sườn này Thằng dần ở sườn kia Lẽo đẽo đi hết ngõ này sang ngõ khác Hai đứa nín im cái tiểu còn bận nhai bầu phú chảy nhão. Thằng dần tìm hy vọng sẽ được thấy chị. Trời khuya canh vắng, ba mẹ con thơ thận ôm nhau trên đường. Chị dậu thấy mình là người điên rồ. Mấy lần chị toan quay về ngõ nhà, thằng dần nhất định không nghe. Nó bắt chị cứ phải điên rồ như thế. Bờ rào sột soạt, đàn chó của nhà bên đường sủa vang. Mấy con chó khác của các nhà khác lần lượt sủa theo những người gần đấy chợt tan giấc ngủ choàng dậy kêu trộm rầm rĩ ngoài đình và ở các điếm hiệu sừng hiệu ốc nhất tề thổi lên tu tu tiếng chó rùa tiếng người thét tiếng hiệu rúc hồi báo động suốt cả mấy xóm những tiếng thét đâm thét đánh đại yên người ta không nỡ bắt trói chị dậu tuy gặp chị lò mò trong bóng tối và biết chị đích thị là thủ phạm đã gây ra vụ chó rùa người la tù và giúp khắp làng là vì xưa nay chị vẫn ngay thẳng thật thà không hề tắt mắt của ai vật gì đáng bằng cái tơ cái tóc hơn nữa lúc ấy chị lại hai tay hai con một đứa đương khóc một đứa đương bú dù kẻ ghét chị đi chăng nữa cũng không thể buộc chị là người định đi ăn trộm mây vẫn sao thừa dần sương mù bắt đầu pha đục bầu trời mặt trăng tà tà đến gần mặt lũy tiếng gà te te lần lượt từ nhà nọ chuyển đến nhà kia. Dưới lớp mái lụp sụp của túp lều tranh, chị dậu và vầng trăng tàn thơ thần nhìn nhau, dường như đôi bên đều có riêng một tâm sự. Cái tiểu no bụng tỉnh ngủ, hớn hở nằm trong lòng mẹ, đùa với cái bóng thẳng dần. Thằng dần chết khiếp vì trận quát tháo vừa rồi, nó chỉ thổn thức không dám khóc, cũng không dám dục mẹ đi tìm cái tí. Đến lượt cái tí làm tội mẹ nó Mọi đêm cứ đến gà gáy một tiếng Chị dậu trở dậy sắp rửa nấu cơm Con bé ấy đã đon đả đón lấy cây tiểu Nó dụ nó hát Nó nói thỏ thẻ với em những câu ngây thơ Bây giờ vắng nó Trong nhà tẻ ngắt như nhà có tang Nào nó có tội tình gì Chẳng qua vì một xuất sưu của bố Khiến cho nó phải lìa bố lìa mẹ Lìa các em Đem thân đánh đổi lấy một đồng bạc tội nghiệp cái thân con trẻ nhà nghèo. Làm tôi một nhà giàu có hách dịch như nhà nghị quế, còn khi nào được một câu ỏ ê e của chủ nhà, khốn nạn thân nó, đêm nay nó ở bên ấy, ngoài một con chó cái và bốn con, không còn ai là bạn quen. Nước mắt theo sự nghĩ ngợi chảy ra như mưa, chị dậu tự thấy trong ngực nóng như lửa đốt, Vằng vàng nẻo xa có tiếng chó rùa, rồi như theo một vệt đường. Những giọng ăn ẳng kéo tiếp nhau, gành thì nhau, dần dần gần lại, dần dần lớn thêm. Nó xô sát dữ dội ở mấy nhà giữa xóm và nó kéo dài vào ngõ láng giềng chị dậu. Ngoài cổng, có tiếng giật giọng Chị dậu con thức hay ngủ? Giật mình, chị vội quay nhìn ra cổng và chị run sợ kinh khiếp khi thấy mấy người lố nhố dưới bóng tối của dạng tre. Không phải họ đến bắt chị về chuyện huyên náo lúc nãy, người ta đem lại cho chị một cái xác người. Cái xác người ấy rũ rượi gục ở sau lưng của một người nhà lý trường, hai bàn tay thong thả đằng trước, lủng lẳng như hai quả bầu dài. Hai bên có hai anh nữa, cũng người nhà lý trường, đỡ ở hai vai, giữ cho nó khỏi bị lả sang bên cạnh. Hoảng hốt, chị dậu bồng cả hai con đứng dậy và hỏi một cách thất kinh. Ai làm sao thế hử các ông? Hình như mấy người ấy khi ở giữa đường đã nhiều lần phải thay đổi nhau đặng tải một vật nặng nề, ai nấy đều thở hồng hộc như bò cầy nắng. đã nhiều lần phải thay đổi nhau để tải một vật nặng nề, ai nấy đều thở hồng hộc như bò cầy nắng. Họ không kịp trả lời chị dậu, bệu dẹo, họ vực cái xác người ấy sầm sập tiến vào trong nhà và đặt xuống phản. Họ không kịp trả lời chị dậu, bệu dẹo, họ vực cái xác người ấy sầm sập tiến vào trong nhà và đặt xuống phản. Một người cố nói mấy câu như kẻ đứt hơi, anh ấy phải cảm đấy, chị xem nhà ai có dầu bạc hà, xin một ít mà bôi cho hắn, may ra hắn tỉnh được chăng. Và họ rào cẳng bước ra, không ai dám quay cổ lại. Hết cả hồn phía, chị dậu đặt luôn hai đứa con nhỏ xuống đất, tất tả chạy đến cạnh chồng. Anh dậu nằm cỏng queo trên phản, chân tay không hề động cửa. Trước ánh sáng bẽ bảng của vầng trăng tàn úa, hai mắt đều nhắm lim dim. Sờ khắp chán mặt tay chân của chồng, chị dậu chỉ thấy chỗ nào cũng giá ngăn ngắt. Nhưng ở tinh mũi và cuối cằm hãy còn ôn hòa, hai lỗ mũi hãy còn hơi thở man mát. Kề miệng vào tay chồng chị gọi, thầy em tỉnh dậy, thầy em tỉnh dậy chỉ có hai đứa bé con ỉ eo khóc dưới đất. Anh dậu vẫn nằm ngay như khúc gỗ. Rất ngừa, chị chạy ra cổng và réo thật to. Ba hồn bảy vía anh dậu ở đâu thì về với vợ với con. Lòng từ ngõ trong ra ngõ ngoài, lại tế từ ngõ ngoài vào ngõ trong. Chị hú hồn chồng mới được sáu lượt thì lưỡi líu lại, không nói được nữa. Chân nọ đá chân kia, chị lại trở về ngồi ở đầu phản cuống quít không biết chạy chữa bằng cách nào chị để tay vào chán chồng vừa lai like vừa gọi thầy em tỉnh dậy anh dậu vẫn không tỉnh, hai đứa bé con dưới đất vẫn khóc chu chéo trống tan canh gà im gáy trời tang tàng dạng đông chị dậu tuyệt vọng khi ngó mặt chồng thất sắc xám nhợt như người chết trôi tưởng chừng anh ta không thể sống lại chị đập tay xuống phản kêu trời kêu đất kêu cha kêu mẹ rồi chị đứng dậy đi ra vại nước, lấy cái chậu sành múc đầy chậu nước đem vào, lật khăn vuông ở trên đầu xuống, chị dúng vào nước lau chán lau mặt, lau qua tay chân cho chồng để chồng được sạch sẽ trước khi hết cơm gạo về với tổ tiên. Hàng xóm láng giềng tấp nập đổ đến, kẻ đón cái tiểu, người ấm thẳng dần, kẻ sờ xà anh dậu, người ghé tận tai anh mà gọi, có kẻ rút rát, chẳng vãng đứng tít ngoài thềm ghé vào có kẻ sốt sắng chạy tốc ra mãi ngã ba hú hồn anh dậu thêm một lần nữa trong nhà chật ních người đứng vòng trong vòng ngoài họ hỏi thăm bệnh tình họ thương hại anh dậu họ khuyên can chị dậu đừng khóc họ cả quyết anh dậu không việc gì rồi họ rối rít mỗi người chạy đi làm giúp mỗi việc bà này bắt thằng dần cố sức dặn đái và chậu sành ông kia lấy chiếc lược thưa ghè hai hàm răng anh dậu bác nọ múc ít nước đái đổ vào trong miệng anh ấy bà kia bưng chậu nước đái xoa mãi vào mặt vào mũi vào cổ vào gáy vào hai thái dương anh ta cô nọ chạy về nhà mình lấy ít bộ kép đốt than để vào cửa mũi người ốm chị kia sàng nhà bên cạnh xin cái chổi xẻ châm lửa cho cháy đùng đùng ở giữa nhà ồn ào một hồi lâu anh dậu dần dần thở mạnh rồi lờ đờ sẽ mở hai mắt. Mọi người hớn hở mừng reo. Tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi đấy. Thì ra không phải anh ta phải gió, chỉ vì bị trói chặt quá, mạch máu nghẽn lại, máu sông lên óc khiến cho anh ta ngất đi. Nhờ có chậu nước lạnh của chị dậu rửa mặt cho chồng và chậu nước đái của bà con hàng xóm đổ vào miệng, xoa vào đầu, vào mặt anh ta, máu lại xuôi xuống dần dần, cho nên anh ấy lại tỉnh câu chuyện bắt đầu vui vẻ. Người ta hỏi đến cái tí vì từ nãy đến giờ không thấy nó đâu. Sau khi đã nghe chị dậu vừa méo vừa thuật lại đầu đuôi việc chị thiếu sưu phải bán nó và năm con chó cho ông nghị quế thôn đoài lấy hai đồng bạc thì ai nấy đều có vẻ ái ngại và ai nấy đều khuyên chị dậu phải yên lòng mà thuốc men cơm cháo cho chồng không nên lo phiền về cái tí nữa người ta bảo nó lớn thì nó lại về chẳng có khi nào mất con. Anh dậu vẫn ly bì mệt nhọc, thằng dần mếu máu kêu đói. Thấy nói từ sáng hôm qua đến giờ, thằng bé chỉ ăn có vài mẩu khoai, vợ chồng chị dậu đều phải nhịn xuông. Một bà hàng xóm có lòng sởi lời, liền chạy về nhà lấy sang cho vay độ hơn đấu gạo, rồi bảo chị dậu hãy đi nấu cháo để cả nhà ăn tạm. Cảm động, chị dậu cám ơn bà ấy bằng những giọt nước mắt chứa chan, rồi chị đón lấy cái tiểu, vừa cho nó bú vừa bắt nồi cháo. Mặt trời lên cao, cái nắng lọt lỗ nẻ bức cửa, chiếu vào lòng nhà. Anh dậu dần dần tỉnh thêm, có thể tiếp chuyện bà con bằng giọng rền rĩ rề rà. Các cô con gái lẻ tẻ về trước, các ông đàn ông và mấy bà đàn bà lục tục về sau. Trong nhà lại thấy cảnh buồn tẻ của sự thiếu vắng. Chị dậu bế cái tiểu ngồi cạnh anh dậu, vừa bóp nặn chân tay cho chồng, vừa dỗ dành thằng dần chốc chốc lại phải đứng ra thổi lửa gióm bếp. Ngoài đình chống lại thúc, mõ lại khua. Tù và giúp liên thành bất chỉ. Sau nhà có tiếng gọi léo xéo. Thằng mới nó dục bác đàn em tuần ở nhà kế bên ấy gia đình sắp sửa cờ trống đi đón quan. Anh dậu vật vã thở dài. Trời ơi, từ giờ đến lúc quan về chạy đâu cho được hai đồng bảy nữa. Nếu không có, chúng nó làm tình làm tội. Không khéo thì mình đến chết nước mắt ứa ra, anh dậu quay mặt vào bức phên nữa, sụt sùi nức nở. Anh khóc thẳng hợi, anh khóc cái tí, rồi anh khóc đến số phận của anh. Chị dậu đương ở trong bếp, vội vàng chạy lại ngồi kề sau chồng nỉ non khuyên giải. Thôi, tôi xin thầy em, đừng kêu khóc nữa, khổ tôi lắm. Chú hợi nó chết rồi, dù có thương xót, nó cũng không thể sống lại cái tí tùy bị đem bán, nhưng nó sang bên ấy chắc là cũng được cơm no áo lạnh. Sau này, trời cho làm ăn khá giả thì lại sang chuộc nó về có sao đâu. Còn như mấy đồng tiền sư, tuy có nóng thật nhưng lo chưa kịp thì khất. Thịt người tanh chẳng ai ăn được. Thầy em cứ yên tâm nằm nghỉ, không phải lo lắng gì cả. Nếu thầy em cứ kêu khóc mãi, lỡ ra cơn bệnh vật lên lại là người đi thì tôi biết làm thế nào anh dậu chừng sũng thương vợ liền giơ bàn tay run rẩy lau khô nước mắt và ngoảnh mặt trở ra anh cố làm ra bộ tươi tỉnh để tử tỉ tê hỏi chuyện cái tiểu nồi cháo đã sủi bọt trắng trào ra cả nồi chảy xuống lòng bếp xèo xèo làm tắt bếp lửa trong bếp chị dậu vội đặt cái tiểu nằm ở cạnh chồng rồi chị đến bên bếp hì hộp thổi mấy cục than sắp tàn thằng giận lệch thạch theo sau lại sau lưng mẹ nó nhất định bảo cháu chín rồi và nằng nặc dục mẹ bắt ra ngoài cổng lạch cạch mấy tiếng gậy đập cột vách người nhà lý trường hách dịch hỏi từ đầu ngõ hỏi vào thế nào anh dậu còn sống hay đã chết rồi im lặng thế này hẳn là chưa chết tiền sưu đâu đem nộp nốt đi mau lên quan sát về kìa chị dậu ngồi trong bếp ngọt ngào nói ra bác tính từ lúc gà gáy đến giờ tôi chạy chữa cho thầy cháu nào đã lo kịp nhờ bác nói với ông lý hãy cho nhà tôi khất đến chiều mai anh kia mát mẻ đến chiều mai chị nói dễ nghe nhỉ thuế của nhà nước chị tưởng chuyện chơi hay sao chị dậu nằn nỉ tôi cũng biết thuế nhà nước không phải chuyện chơi nhưng bây giờ chưa có nên tôi phải khất bạn nghèo với nhau bác nói khéo với ông lý giúp tôi tôi không dám bạn với nhà chị Tôi không biết nói khéo, tôi không có quyền được nhận lời khất của chị. Lát nữa để chị khất với ông cai lệ. Rồi hắn hầm hầm vác gậy đi ra. Lửa lại nỏ, chị dậu ngồi luôn cạnh bếp cầm chiếc đũa cả quấy nồi cháo khỏi trào. Ánh nắng gắt gao xuyên lỗ thủng mái bếp soi vào những giọt mồ hôi lóng lánh trên gò má đỏ bừng. Trời đã thững buổi, thằng dần lại sụp sạo kêu đói. Nó vẫn kẻ nhè, ngồi ở cạnh mẹ hau háu nhìn vào nồi cháo về phía đầu làng nghe có tiếng còi ô tô toe toe rồi đến tù và tu tu đổ hồi rồi đến trống cái thong thả điểm từng tiếng một bà lão láng giềng lật đật chạy sang hớt hơ hớt hải nói với chị dậu nhà bác chạy đủ sưu chưa chị dậu vậm vội thưa cụ nhà cháu mới nộp một suất còn một suất nữa ạ à? sao lại phải đóng hai suất thưa cụ một suất của thầy con cháu và một suất của chú hợi nó anh hợi chết rồi còn phải đóng sưu nữa à vâng cháu thấy các ông ấy bảo chú nó chết giờ năm tây nên còn phải đóng suất sưu năm nay nếu nó chết chẵn năm tây thì mới được trừ khốn nạn người ta chết đã sắp dỗ đầu anh em còn phải đóng đầy tiền sưu sao lại có lệ thế nhỉ bây giờ nhà bác chưa có thì làm thế nào nghe như quan đã về đấy phải cháu cũng đoán chừng quan phủ đã về nhưng không có tiền thì phải khất vậy cụ bảo làm thế nào được bà lão ái ngại trở ra cháu chín chị dậu bắc mang ra giữa nhà ngả mâm bát múc ra la liệt rồi chị quạt lấy cho nó chóng nguội tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đưa nhau từ phía đầu làng đến đình tiếng chó sủa vang các xóm bà lão lắng giềng lại lật đật chạy sang bác trai đã khá rồi chứ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường, nhưng xem ý hãy còn lẻ bề lện bệt, chừng như vẫn mỏi mệt lắm. Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đấy chốc nữa họ vào thúc sưu không có, họ lại đánh chói thì khổ. Người ốm rể rể như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài cái húp đã nhịn xuồng từ sáng hôm qua đến giờ còn gì. Thế thì phải dục anh ấy ăn mau mau đi, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đấy. Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Cháo đã hơi nguội, thằng dần vụt đầu vừa thổi vừa hút soàn soạn. Chị dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Thầy hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sót ruột. Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Anh dậu uốn vai ngáp dài một tiếng, uể oải chống tay xuống phản. Anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên, run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng. Cai lệ và người nhà lý trường đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống thế hả à? nộp nốt tiền sư mau hoảng quá anh dậu vội để bắt cháo xuống phản lằn đùng ra đó không nói được một câu gì người nhà lý trưởng cười cách mỉa mai anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị dậu chị khất tiền sư đến chiều mai phải không đấy chị hãy nói với ông cai để ông ấy ra kêu đình với quan trò chứ ông lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa chị dậu run run nhà cháu đã túng lại phải đóng cả xuất sưu của chú nó nữa nên mới lôi thôi như thế chứ cháu có dám bỏ bể tiền sưu của nhà nước đâu hai ông làm phúc nói với ông lý hãy cho cháu khất cai lệ không để cho chị được nói hết câu trợn ngược mắt hắn quát mày định nói cho cha mày nghe đấy à sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất chị dậu vẫn cố thiết tha khốn nạn Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi, xin ông chồng lại. Cai lệ vẫn giọng hầm hè, nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à? Rồi hắn quay ra bảo anh người nhà lý trường, không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu gia đình kia. Người nhà lý trường hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì. Hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác muốn nói mà không dám nói đùng đùng cài lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh dậu chị dậu sám mặt vội vàng đặt con bé xuống đất chạy đến đỡ lấy tay hắn cháu van ông nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc ông tha cho tha này tha này vừa nói hắn vừa bịch luôn vào đầu và ngực chị dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh dậu hình như tức quá không thể chịu được Chị dậu liều mạng cự lại Chồng tấu đau ốm Ông không được phép hành hạ Cài lệ tát vào mặt chị một cái bốp Rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh dậu Chị dậu nghiến hai hàm răng Mày trói ngay chồng bà đi Bà cho mày xem Rồi chị túm lấy cổ hắn Ấn rúi ra cửa Sức lẻo khỏeo của anh chàng nghiện Chạy không kịp với sức xô đầy Của người đàn bà lực điền Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất miệng vẫn nham nhàn thét trói vợ chồng kẻ thiếu sư. Người nhà Lý Trường sấn sổ bước đến hùa gậy trực đánh chị dậu. Nhanh như cắt, chị dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người rằng co nhau dù đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Anh dậu sợ quá muốn dậy can vợ Nhưng mệt lắm Ngồi lên lại nằm xuống Vừa run vừa rên u nó không được thế Người ta đánh mình không sao Mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội Chị dậu vẫn chưa ngồi giận Thà ngồi tù Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế Tôi không chịu được Người nhà lý trường Hết cơn lặng cá Lóp ngóp bò dậy Hắn chỉ vừa thở vừa chửi chị dậu Không dám động đến thân thể chị nữa chị dậu lại đón cái tiểu vào lòng và cũng xa xa chửi già anh dậu không biết làm thế nào mà can đôi bên chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi ông người nhà lý trưởng một hồi hiệu ốc rú từ ngoài đình rúc vào mấy bác tuần phu gậy tầy mã thò theo chân lý trưởng cai lệ kéo đến thì ra trong lúc chị dậu và anh người nhà lý trưởng vật nhau cai lệ đã chạy thoát gia đình báo với lý trưởng Lý Trường liền đem tuần phu vào bắt vợ chồng chị dậu. Họ đã giải gia đình hầu quan tất cả tiếng rên của người ốm, tiếng khóc của hai đứa trẻ con và tội cán của người đàn bà táo bạo. Đôi lọng xanh nằm cháo đầu đuôi trước cửa đại đạo. Cái trống cái và cái đòn tre chơi trọng lăn bên tường bao lan. Chín mười lã cờ rũ rượi, rủ dưới giọt đình. Một đoàn giáo mát lòi thòi chĩa mũi nhọn lên mái giải vũ Quang cảnh ngoại đình hôm nay khác hẳn hôm qua, Phó Lý Trương Tuần cũng như Lộc Biểu Tuần Phu tuy không phải làm việc gì, ai nấy vẫn sợn tóc gáy chạy xuôi chạy ngược. Phó hội thủ quỹ đối nhau như với thư ký trưởng bạ, mỗi người khoanh tay đứng tựa mỗi cột, dáng bộ len lét như rắn mổng năm. Tránh tổng ngồi ngắt vặt cạnh bức câu lơn, con ruồi đậu mép không muốn đuổi, tránh hội luôn tay dở cuốn sổ thuế, hai mắt vẫn lấm lét trông đi đằng nào. Vợ chồng chị dậu không càn đảm hơn thằng dần, vừa ló mặt lên thềm đình đã mất vía về bộ dâu của quan phụ mẫu. Cái dâu mới lạ làm sao, nó đen như vệt thác ín và cong như cái lưỡi liềm, nó nhọn như mũi rùi nung và bầu như đầu dao trổ. Nó khùng khùng quắp lấy hai mép giống như hai cái cánh rơi. Nó vất vẻo, vảnh ra hai mang tai, gần như hai sừng củ ấu nó chấu đầu ở dưới sống mũi như sắp chui vào trong cái mũi dọc dừa nó lại giúp cho cái mồm lèm bèm thêm sự dữ dội nếu không biết quan phủ xuất thân từ chức thông phán người ta sẽ tưởng ngài được làm quan chỉ vì bộ dâu và nếu không rõ là ông quan người ta lại có thể lầm ngài với ông cai xe hay ông cai thầu khoán dựa tay vào cái mặt bàn phủ tấm thảm đỏ của tế chủ vẫn thường đứng lễ Quản phủ ngất ngường ngồi vào chiếc chiếu cạp đỏ trải trên ghế ngựa quang dầu. Dưới vành khăn xếp nhiễu tây, cái mặt phèn phẹt luôn hầm hầm như sắp rơi xuống sàn đỉnh đánh ụch. Cạnh ngài, một tên tuần đinh lực lưỡng vác cái quạt lông đứng đằng xa xa phẩy vào. Trước mặt ngài, thầy thừa và anh nho đều bứt bổ hôi với mấy cuốn biên lai thu thuế của lý trưởng. Bẩm ông lớn, thừa lại ông lớn chúng con và tên người nhà lý trưởng vào nhà tên Nguyễn Văn Dậu bắt nó đem tiền nộp sư. Vợ tên ấy muốn tháo cho chồng, nó đánh con, đánh cả tên người nhà lý trưởng. Hiện có lý trưởng cùng bọn tuần phu đều biết, lệ ông lớn, xin ông lớn. Cai lệ chưa nói hết câu, lý trưởng đứng ở đằng sau vội vàng cướp lời. Bẩm ông lớn, con mẹ ấy tên là Thị Đào, nó bướng bình thứ nhất làng con. Năm sáu hôm nay, hôm nào chúng con cũng sai người nhà đến dục tên Nguyễn Văn Dậu đóng sư nó xui chồng nó nhất định không đóng chúng con bảo nó thuế rất đăng trường nếu không đóng sẽ phải trình quan phụ mẫu nó nói quan phụ mẫu nó cũng không cần hôm nay thừa bóng ông lớn về đây anh cai lệ và người nhà con vào đốc nó dám đánh lại tất cả hiện mắt chúng con và nhiều người nữa trông thấy ông lớn là đèn trời xin ông lớn xét tình chúng con bắt nó bỏ tù chúng con và anh cai lệ được độ ơn ông lớn quan phủ vành cái mặt nặng trịnh và đập tay xuống mặt bàn không đóng dư lại đánh cả lính nó định làm giặc à bắt cổ nó ra đây một tiếng dạ vang năm gian đình vợ chồng chị dậu và hai đứa bé sảnh sạch lên đình theo đầu thừng trong tay lý trưởng bẩm ông lớn chúng con đã giải tên dậu và thị đào ra hầu ông lớn dứt lời lý trưởng quan phủ dương đôi mắt trắng dã nhìn vào mặt anh dậu mày định trốn sưu của nhà nước thằng kia anh dậu dù như cầy sấy bẩm lệ quan lớn tiền sưu con đã nộp rồi quan phủ quát hỏi lý trưởng nó đã nộp rồi sao mày bảo nó chưa nộp lý trưởng vội kêu bẩm ông lớn tên ấy man của ông lớn thực quả tên ấy chưa nộp quan phủ không để cho lý trưởng hết lời ngài vặn anh dậu mày nộp rồi thì biên lai like đâu bẩm lệ quan lớn con không lấy giấy biên lai like, nhưng khi nộp có cụ tránh tổng, ông thủ quỹ và các ông chức dịch cùng biết. Quan phủ nhìn mặt thủ quỹ và tránh tổng. Các thầy có trông thấy nó nộp sưu cho lý trưởng không? Thủ quỹ ngó trộm lý trưởng rồi thưa. Bẩm ông lớn, đêm qua thị đào có nộp anh lý chúng con hai đồng bảy hào tiền trinh. Anh lý chúng con giao cho chúng con đếm lại. Xen vào câu nói của thủ quỹ, thằng dần kéo vạt áo mẹ và dục U đem con về mau lên, con chả ở đây nữa nào. Quản phủ trừng mắt và quát lý trưởng, sao lại cho nó dắt cả con nít lên đây? Ông thì đập vào mặt mày bây giờ. Sắc mặt xám như gà cắt tiết, lý trưởng vội vàng một tay giằng sấp cái tiểu trên tay chị dậu, một tay túm đầu thằng dần đưa xuống thềm đình, rồi đem tít ra ngoài cổng đình, giao cho đứa lớn ngồi giữ đứa bé. Hai đứa cùng khóc ngặt nghẽo, thằng dần nheo nhéo gọi u, Mặc kệ chúng nó ở đấy, Lý Trường lại quay lên đỉnh. Quan phủ đường hỏi thủ quỹ, tiền đếm rồi mày đưa cho ai? Bẩm quan lớn, con đưa cho anh Lý chúng con. Lý Trường nói đón, số tiền ấy mới là xuất sưu của thằng Hợi. Quan phủ cau mày, thằng Hợi là tên nào? Sao thằng Dậu lại phải nộp sưu cho nó? Bẩm ông lớn tên Hợi là em ruột anh Dậu, hắn chết từ đầu tháng riêng, vì tên Dậu là thân nhân của hắn, cho nên chúng con bắt phải nộp thay. Quan phủ hỏi gặng, thế làm sao mày lại không đưa biên lai like cho nó, định thu lạng thuế phải không? Rồi ngảnh lại nhìn viên thừa phái, quan phủ nói bằng giọng nghiêm nghị. Thầy thảo biên bản, nói rằng nay tôi về đây khám thuế, bắt được lý trường thu thuế của tên dậu mà không biên nhận cho nó, rồi bảo tránh tổng ký vào nghe không? Sau tiếng dạ gọn ghẽ của viên thừa phái, Lý Trường chắp tay đến cạnh quan phủ và gãi tai. Bẩm ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tỉnh oan. Quan phủ càng ra bộ giận dữ, vụ thuế này mày kiếm được của những đứa ngoại canh được mấy trăm đồng, còn trực thu lạm của thằng Cùng Đinh, ông thì cách cổ. Lý Trường lại nằn nề, nhắc lại câu vừa mới nói. Bẩm ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tình oan. quan Phủ Dịu Dọng mai lên phủ hầu nghe không Lý Trường dạ một tiếng dài rồi khúng núm đi lùi trở ra quan Phủ hỏi đến chị Dậu mày đánh lính vào người nhà Lý trưởng để tháo cho chồng mày trốn sư phải không chị Dậu cất giọng run run bẩm lại quan lớn con không đánh các ông ấy vì các ông ấy định đánh chồng con con sợ chồng con đương ốm mà lại phải đòn thị chết nên con phải can lý trường nói xen bẩm ông lớn đích thị ấy có đánh người nhà chúng con và cai lệ mắt con trông thấy quan phủ gạt đi im cái mồm không ai hỏi mày rồi ngài lại dồn chị dậu mày can tức là mày đánh nhau với chúng nó à con này dám chống cự với lính trong khi làm phận sự muốn vào tù à chị dậu nín lặng không biết nói sao quan phủ cất giọng hách dịch cho ra ngoài kia Thầy thừa vừa thảo xong tờ biên bản Đệ lên trước mặt quan phủ Nhìn qua biên bản một lượt Quan phủ bảo tránh tổng đóng triện Và mấy người hương chức ký tên làm chứng Rồi ngài mới kiểm đến thuế Trước mặt tránh tổng và các hương chức Lý trưởng đổ chát bạc cho thầy thừa đếm Tất cả bạc giấy bạc hào mới được 600 và 30 đồng So với tiền đã biên trong sổ lý trưởng Thì rôi ra đến 20 đồng Quản phủ đập tay xuống bàn và dọa Lý Trường, "Mày không thu lạm, làm sao tiền thuế lại thừa xong vụ thuế này, ông thu bằng chuyện." Lý Trường sợ tái mặt, chỉ húp tay nhau như người bắt quyết và lại nói đi nói lại một câu "Xin ông lớn thương." Quan phủ đổi giọng ngọt ngào, mai lên phủ hầu, "Giải cả con vợ thằng dậu lên nữa nghe không?" Rồi ngài chững chạc đứng dậy, đi xuống giọt đình tù và trống cái và cờ quạt lũ lượt tiễn ngài lên phía đầu làng. Tàn buổi hầu kiện, chị dậu lật đật chạy xuống cổng đình tìm con, không thấy đứa nào ở đấy, chị sợ quá cuống quýt đi hỏi những người gần quanh. Thì ra, trong lúc chúng nó bị ông lý trưởng điệu xuống bỏ đó, một người đàn bà trong làng đi qua trông thấy thương hại, đã bế cái tiểu cho bú và dắt thẳng dần đưa đến tận nhà chị rồi. Không kịp đợi chồng, chị vội bon luôn về nhà với con. Cái tiểu bố no nằm ngủ thiên thít, thằng dần đương bưng bát cháo vừa thổn thức vừa hút soạn soạn. Chị dậu bước vào đến thềm, thằng bé chợt ngừng đầu lên, nó khóc òa lên và hỏi, thầy em đâu rồi hửu u? Chị dậu xua tay, nói sẽ chứ, cho em nó ngủ, thầy con đường về sau đấy. Rồi chị gión rén bước vào trong nhà, bà lão láng giềng vừa sang, thế nào Bác không bị bắt lên phủ, lại được tha về đấy ư. Vừa nói, bà lão vừa nhanh nhầu tiến lên trên thềm và ngồi vào chiếc chõng nát rồi tiếp. Tôi cũng khen cho bác gỗ nghịch, ai lại một người đàn bà con mọn dám đánh hai người đàn ông. Nếu phải đứa khỏe, chúng nó đánh lại thì làm thế nào? Cái tiểu thức giấc và khóc ngằn ngặt, ngặt. Chị Dậu vừa đón con bé vừa tiếp bà khách. Cháu cũng biết rằng đàn bà hành hung như thế là hư thân lắm chứ không hay gì nhưng mà chúng nó đè ép chúng cháu tệ quá cháu đã cố nhịn mà không nhịn được cụ tính nhà cháu đau ốm như thế mà cả hai đứa cứ xông vào đánh thì phỏng còn gì là người vì thế cháu phải liều với chúng nó bà lão giờ gói trầu thuốc đưa cho chị dậu một miếng nói vậy thì nói trước cái thói tàn ác của quân lính lệ ai mà chịu nổi tôi là người ngoài nghe chuyện cũng còn tức thay huống chi bác thế công việc bây giờ ra sao chị dậu đón lấy miếng trầu và đát quan bảo cho về ngày mai lên hầu bà lão lại hỏi bác trai đi đâu chưa về hay là bị giải lên phủ rồi chăng không, chị dậu đương nói dở câu thì ngoài cổng nghe có tiếng rên hầm hử anh dậu lẩy bẩy tiến vào trước thềm với bộ mặt đỏ khay như người đun bếp chào qua bà lão láng giềng rồi anh run rẩy chống tay vào gối để bước lên thềm. Chị dậu vội vàng, bồng con đứng dậy, cầm cánh tay chồng kéo lên. Bà lão láng giềng, ra ý ái ngại. Khốn nạn, bác lại lên cơn sốt rét đấy ư. Anh dậu lò dò đi vào trong phản, ngả mình xuống cạnh thằng dần, vừa thở vừa nói. Vâng, từ nãy đến giờ, cháu thấy trong mình gây gấy, hình như nó lại sắp sửa lên cơn rồi đấy. Thằng dần ăn cháo đã xong, nó mang đũa bát ra sân, bỏ vào nồi nước vo gạo, chị dậu đưa cái tiểu cho bà lão láng giềng. Cháu hãy gửi cụ một lát, rồi chị bưng mâm cháo đặt lên bàn thờ ông công và ngồi vào cạnh anh dậu. Thầy em có dứt đầu không? Để tôi nặn cho cái nào. Anh dậu xua tay và rên khử khử. Thôi tôi mệt lắm, để tôi nào nghỉ một lát, u nó ra mà ấm con để cụ. Bà lão láng giềng vội đón, được Hôm nay tôi cũng thong thả, cứ để tôi ôm cháu cho, bác gái có đi làm gì thì cứ đi. Chị dậu sẽ sàng đứng dậy, thế thì cháu hãy quấy cụ một lúc nữa. Vừa nói chị vừa chạy ra cuốn chiếc chiếu sách, cái tiểu đái ỉa hôm qua đem ra ao giặt. Anh dậu vừa xên vừa tiếp bà lão, cháu không ngờ những thằng lính lệ nó lại ác đến thế, sáng ngày nếu không có nhà cháu cự lại với nó có lẽ nó đánh cháu đến chết bà lão nhổ bãi cốt trầu xuống thềm thôi còn phải kể bạc thì dân bất nhân thì lính tục ngữ nói có sai đâu ấy là nhà bác không có gì nữa chứ nếu trong nhà còn có con gà con chó chúng nó cũng đập chết mà ăn với nhau không tha cho đâu bây giờ những đứa ấy còn ở đây hay là đi rồi hình như nó đã theo quan về phủ thì phải Bác gái đã chạy được nốt số tiền sư chưa? Thưa cụ chưa, từ sáng hôm qua đến giờ, nó những lật đật về cháu chạy vào đâu được, khốn nạn. Cái thân đàn bà như nó thật là khổ sở đủ đường. Rồi anh dấp dính nước mắt, bà lão thỏ thẻ yên ủi. Thấy tình cảnh nhà bác tôi thật ái ngại, nhưng thôi, sông có khúc người có lúc, mình cứ ăn ở hiền lành rồi cũng có ngày trời mở cửa cho bóng nắng vừa đến giọt nhà chị dậu ở ngoài ao về với chiếc chiếu ướt và một nắm lá sau khi đã vắt chiếc chiếu lên cõi rào chị đem nắm lá thả trong một chậu nước lạnh rồi đặt vào gậm bàn thờ bà lão hỏi lá dành lá duối phải không chị dậu nhanh nhảu phải cháu thấy người ta mách rằng những người sốt rét cứ lấy hai thứ ấy vỏ ra phơi xương mà uống bệnh nặng đến đâu cũng khỏi vậy cháu thử làm cho nhà cháu uống xem sao Bà lão ra ý vui vẻ. Ừ, tôi cũng thấy nói lá rành lá dưới chữa bệnh sốt rét thầy lắm, thế mà tôi cứ quên khuấy, vẫn không nhắc bác. Rồi nhả miếng bã trầu trong miệng và ném xuống sân, bà lão nói tiếp. Từ sáng đến giờ, các bác đã ăn gì chưa? Chị dậu đến cạnh bà lão để đón cái tiểu và đáp. Nào đã ăn vào lúc nào hở cụ? Sáng ngày, nhà cháu vừa bưng cái bát đến miệng thì họ kéo vào. Thế thì để tôi hãy ẵm cháu cho, bác đi lấy cháo cho bác trai ăn, kẻo nữa bác ấy đói quá. Anh dậu ngắt lời, cháu đắng miệng lắm, không muốn ăn uống gì cả. Bà lão cố bầu, phải cố ăn đi mới được bác ạ, à. chẳng ăn nhiều thì ăn ít, chứ cứ nhịn mãi thì sức yếu đi, bệnh càng nặng thêm, và lại ăn cháo cũng không độc đâu mà sợ. Chị dậu nói theo, cụ bảo phải đấy, thầy em cố ăn vài miếng cho đỡ sót ruột, kẻo nữa đã ốm lại đói thì chịu làm sao rồi chị bưng một bát cháo đến cạnh chồng và nằn nì nào thầy em gượng dậy ăn đi cho tôi bằng lòng anh dậu như nể lời vợ uể oải ngồi dậy anh đón bát cháo nhắm mắt nhắm mũi cố húp hết gần nửa bát rồi kêu đắng lắm không nuốt được nữa bà lão lại khuyên chị dậu bác gái cũng phải ăn đi để lấy sữa cho cháu nó bú mình đã vậy còn con đàn bà con mọn cần nhất phải ăn cho đủ thì mới có sữa nếu không đủ thì con hay xài anh dậu cũng dề dà dục vợ cháo sắp vữa cả rồi đấy u nó ăn cho hết đi rồi đi chạy cố mấy đồng nữa chị dậu nhắc mâm cháo xuống phản bớt lại một bát chừng muốn để dành cho thằng dần rồi chị vừa húp chập chuội vừa ứa nước mắt ngày nay nhờ cụ cho vay còn có cái ăn ngày mai thì trông vào đâu bà lão láng giềng ra vẻ cảm động trời sinh voi trời sinh cỏ sợ gì bên kia còn nửa nồi gạo nữa tôi chưa ăn đến lát nữa bác đem thúng sang tôi hãy cho vay khi nào bác trai khỏe mạnh trả tôi cũng được ngoài cổng có tiếng hiệu giúp đàn chó hàng xóm thi nhau sủa từ phía ngoài sủa vào lý trường với cây gậy xong và hai người tuần hùng hổ xông đến trước nhà chỉ gậy vào mặt anh dậu hắn quát sưu đâu thằng kia đem nộp nốt đi. Bà lão láng giềng nhanh miệng khất hộ. Bác ấy vừa ở đình về, làm gì đã có, ông hãy làm ơn để cho người ta đến mai. Lý trường mắng như tát nước, không việc gì đến bà, mà chõ mồm vào đấy. Nó không có, thì tôi dỡ nhà nó đi cho mà xem. Rồi hắn chỉ gậy vào mặt chị dậu, chỉ vì vợ chồng nhà mày để quan hành ông. Ông hạn cho mày từ giờ đến tối, nếu không chạy đủ hai đồng bảy nữa thì mày sẽ biết tay ông. Thẳng dần, cái tiểu hãy còn ngủ say. Chị dậu bưng bát nước lá rành lá ruối cho anh dậu uống. Rồi chị ngả mâm, lấy bát, ra bếp bắt cơm. Hôm nay có gạo của bà láng giềng cho vay, chị định nấu cơm ăn sớm để chốc nữa còn phải lên phủ hậu quan. Anh dậu trong mình hơi tỉnh nên cùng ngồi ăn với vợ. Nhưng anh nhỏ nhẹ, nhai không buồn nuốt, chỉ ăn vài miếng lại thôi chị dậu cũng và mới hết một bát thì lý trường vừa sầm sập vào với hai người tuần và một sợi dây thừng hắn xông đến chỗ chị dậu và nói thật lớn đứng dậy đi lên phủ chị dậu phát cáu lên phủ thì lên tôi có trốn đâu nhưng ông hãy để cho tôi ăn xong bữa cơm cái nào lý trường sừng sộ mày chẳng ăn xong thì mặc kệ mày việc quan ông cứ đúng phép ông làm rồi hắn đùng đùng sấn lại túm tay chị dậu lôi dậy và thét hai người tuần trói cổ nó lại điệu đi cho ông bát cơm trên tay chị dậu đổ lật xuống mâm đánh xoảng cơm canh bắn tung khắp nhà Cây thừng trong tay người tuần tức thì bị lồng vào hai cánh tay chị dậu và gò ra đằng sau lưng anh dậu nhìn vợ bằng những giọt nước mắt thánh thót lý trường trừng trợn hạch lạ còn đời mày nữa từ giờ đến trưa nếu không nộp nốt tiền sưu thì ông trẻ xác ra cho đừng lấy ốm mà lần khân với ông cái tiểu trong buồng giật mình thức dậy khóc chu khóc chéo như bị beo ngắt chị dậu đấu dịu với lý trường xin ông làm phúc để cho tôi cho cháu nó bú cái đã lý trường hùng hổ chĩa bàn tay vào mặt chị dậu ông thì vả cho vỡ mồm bây giờ mày nói cho cha mày nghe đấy à sắp đi hầu quan còn đòi ở nhà để cho con bú dễ ông đứng đây đợi mày đấy chắc thế là hắn túm đầu thừng đẩy sấp ngừa chị dậu xuống thềm vừa đi hắn vừa xa xả chửi mắng tới đỉnh, hắn sai tuần phôi trói chặt chị dậu vào một cột đỉnh. thằng mới lễ mễ bưng mâm lòng lợn đậu phụ đặt vào chiếc chiếu giữa đình lý trưởng ngồi xếp bằng tròn bên cạnh bao lan vừa uống rượu vừa cà giềng cà tỏi còn mẹ đĩ dậu Mày đã biết nhục chưa con? Ông còn làm cho bỏ ghét mới thôi. Chị dậu lúc ấy hình như tức quá, sắc mặt tái xanh, chỉ cúi gầm xuống không nói gì cả. Lý trường lại kẻ nhè. Chỉ vì vợ chồng nhà mày, cho nên hôm qua quan mới hạch ông, mày có biết không? Việc này chưa biết, ông sẽ lo liệu thế nào cho xong. Có lẽ hơn trăm đồng bạc kiếm được trong vụ thuế này, ông phải đổ đi vì mày tất cả. Rồi hắn đập tay xuống sàn đình Mày làm hại ông đến thế, chứ còn đến thế nào nữa. Con mẹ kia, ông giết chết mày cũng không oan mà. Cứ thế, cứ cái giọng ấy, hắn làm nhà một mình, cho đến khi chai rượu đã hết giả nửa. Chị dậu chừng cũng không muốn dây với kẻ say, cho nên hắn nói thế nào mặc hắn, chị cứ giả điếc làm lơ. Mặt trời lên khỏi ngọn tre độ một con xào. Mấy đĩa đậu phụ lòng lợn trong mâm đã sạch nguyên ngoèn. Bây giờ, Lý trưởng mới chịu bỏ mâm đứng dậy, trong miệng còn nhồm nhòm nhai dở miếng cơm với nước mắm. Không kịp chủi miệng uống nước, hắn gọi một người tuần phu và dục Chưa quá rồi, giải cổ nó đi, không thể lỡ buổi hầu sáng. Chị dậu được thoát ly cái cột đình để theo hắn với người tuần phu lên phủ. Trời đương nắng gắt, tự nhiên thấy tối sầm lại. Một đám mây đen lù lù từ phía nam lên phía bắc chân trời nhấp nhoáng hiện mấy luồng chớp, tiếng sấm sét theo cơn rông đồng thời kéo đến, nước mưa đổ xuống ẩm ẩm. Bởi đường đi trong một cánh đồng không, cả bọn đều không có chỗ mà ẩn. Lý trưởng tuy có cẩm ô nhưng cũng bị ướt lướt rướt như chị dậu và người tuần phu. Vì ô của hắn tức là một món trang sức chỉ dùng để làm giá ngự chứ có dương được bao giờ. Với cơn căm tức của hắn, sự rủi ro ấy không khác gì lửa cháy thêm dầu. Hắn càng lèm nhèm chửi mắng chị dậu. Nước mắt theo nước mưa chảy xuống giàn ruộng Chị dậu không biết than thở cùng ai, thỉnh thoảng chị chỉ kêu trời cho hả. Một lát sau, gió im dần, mưa tạnh dần, trời cũng quang dần, rồi thì ánh nắng lại ở trên đầu, dọi xuống như thiêu như đốt. Tới cổng phủ, các quần áo ướt vừa khô nhưng đã tan buổi hầu sáng lý trường phải dẫn chị dậu vào trong hàng cơm để đợi buổi hầu chiều cố nhiên trong mùa sưu thuế hàng cơm phố phủ vẫn phải đông khách hơn các ngày thường trên những dãy phàn ken liền trên những chiếc ghế tràng kẻ rác nứa người nọ chen vai người kia họ ăn họ uống họ nói chuyện họ cái lý sự với nhau chỗ này gọi cơm chỗ kia gọi rượu chỗ khác lại gọi nước mắm thằng nhỏ nhà hàng cuống cẳng chạy không kịp mùi tỏi, mùi rượu mùi mắm tôm hòa với mùi bổ hôi của những người đã lâu không tắm làm thành một bầu không khí khó tả ai không quen người sẽ phải buồn nôn chị dậu với sợi thừng gò ở hai cánh tay vẫn ngồi do gió dưới chân cột để nghe những tiếng chửi của lý trưởng mỗi khi có người hỏi hắn lên phủ làm gì Ruột chị lúc ấy như bị đứt ra từng đoạn. Chồng ta hôm nay có dứt sốt rét hay không? Cái tiểu từ sáng đến giờ xin bú ai được? Thằng dần có chịu chơi ngoan hay lại gào khóc quấy bố? Cái tí ở nhà lão nghị có được yên thân hay vẫn bị chửi bị đòn? Bấy nhiêu câu hỏi kế tiếp nhau quấy rối ở trong óc, nó làm cho chị lúc nào hai mắt cũng đỏ ngầu ngầu. Thình lình trong hàng có tiếng nói lớn bà này nhiệt quá, còn để chúng tôi vào hàng nữa thôi. Giật mình, chị vội ngẩng mặt trông lên. Trước một đống ô và mũ và không tay cầm, bà hàng đương co kéo mấy ông tống lý nhất định không cho đi ra. Một ông trong bọn chỉ vào đống đồ vật ấy và nói Thiếu có hai hảo rưỡi bạc, chúng tôi đã gán 11 cái ô mà bà vẫn không bằng lòng, thật không biết điều chút nào. Nhà hàng vẫn khăng khăng một mực. Các ông bảo 11 cái ô bán cho ai được hai hào rưỡi. Nếu không có tiền thì các ông phải để cho tôi một cái áo the kha khá lại đây. Chứ tôi giữ ô của các ông để làm gấp trả rõi à. Nhưng mà chúng tôi còn phải hầu bây giờ. Để áo the đây thì khoác cái áo cánh nâu mà vào quan ư. Tôi không biết. Nếu không gửi áo thì các ông phải trả tiền cho tôi. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau Ông kia gắt ông nọ. Tôi đã bảo đừng lấy thêm chai rượu sau nữa thì có việc gì phải lôi thôi thế này. Thật là xấu với hàng phụ. Một ông liền móc dạ cá lôi ra một khối đồng vuông đưa cho nhà hàng và nói gần 500 đồng bạc mới được cục đồng này đây. Tôi hãy gửi bà. Chiều mai tôi xin đem tiền lên chuộc. Trong phủ tiếng trống thòng thả điểm luôn ba hồi. Những ông hương lý tấp nập đem bộ mặt đỏ vào hầu. Lý trưởng đông xá Cởi trói cho chị dậu Rồi đưa chị vào phủ Hắn chỉ cho chị ngồi vào dưới một gốc cây bàng Ở trước công đường Để chờ khi quan hỏi đến Lần này là lần đầu Chị chàng nhà quê được biết cửa công Trước tai mắt chị Cái gì cũng lạ Lạ nhất là trong buồng giấy của quan phủ Luôn luôn đưa ra những tiếng bẩm tình Cách cổ và bỏ tù Và những người đến đó ai cũng vào với một cái đĩa không rồi lại ra với một cái đĩa không mặt trời đã xế lý trường đông xá mới được phát cái đĩa không đến trước bàn quan phủ sau một hồi thét lác của ông phụ mẫu anh ta lầm rầm nói vài bốn câu gì đó rồi hắn chạy ra gốc bàn dẫn chị dậu đến trước nhà giấy liếc mắt nhìn qua chị dậu quan phủ dõng dạc lính đâu giam cổ con này xuống trại phía sau cổng đường chợt có tiếng còi toe toe tiếp luôn đến tiếng máy chạy sình xịch một chiếc ô tô mui kính từ nẻo nhà tư từ từ bỏ ra đậu ở phía trước công đường và chìa đầu ra ngoài cổng phủ sau bức chấn xong của cửa sổ chạy lệ chị dậu thình lình nhòm ra với quan phủ đi kèm bên cạnh một người đàn bà từ thềm gạch hoa bước xuống bằng bộ điệu vùng vằng giận dỗi chiều trời tuy đã gần tối sức mắt chị dậu còn đủ nhận rõ hình dạng và nhan sắc người đàn bà ấy. Cái xác đẫy đà như không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bom bay màu xanh, đôi vú vẫn thổn thẹn lộ ra trước ngực. Trong chiếc khăn tua quấn xòa từ đầu đến cổ, lượt phấn dày bự che không kín hai nét răn lớn trên tô cặp môi son. Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái bị ra, lấy chiếc gương soi mặt Quan phủ nhanh nhầu mở một cánh cửa ô tô và dục Thôi, mợ lên xe đi đi, kẻo nữa tối nay thứ bảy, ngài lại đi chơi đâu chăng? Người đàn bà làm bộ giản dỗi. Thần tôi thật là nhục hơn con chó, những đứa răng há chẳng qua nó cũng thế này. Quan phủ ngọt ngào, sao mợ lại nói thế nhỉ? Đã hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó như thế, người ta thế, mình cũng phải thế, tôi còn chịu được nữa mợ. Tục ngữ đã nói, giàu về bạn sang về vợ, năm nay mà tôi được thăng, tức là công mợ. Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà ấy và tiếp, và lại, đầu vẫn đấy, nào mình có mất một chút gì đâu. Lúc ấy chị dậu mới biết, người đàn bà ấy tức là bà phủ. Thấy quan phủ cười, bà phủ ra giọng gắt gửi, thôi đừng có nói chuyện con khỉ, đã đau cả ruột lại còn pha trò. Rồi thì bà ấy rón rén bước lên trên xe, chỉnh chệm ngồi tựa vào chiếc đệm da và mở ví ra lấy chiếc gương con soi lại lần nữa. Quan phủ đóng cửa ô tô và sẽ dặn người tài xế đưa bà vào dinh rồi mày lại đánh xe ra ngay độ một giờ rưỡi thì hãy đem xe ra đón một giờ rưỡi nghe không tiếng máy lại kêu sỉnh sịch, lấp tiếng trả lời của người tài xế rồi chiếc ô tô thong thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép quan phủ chào vợ một cách sung sướng thôi mợ đi cho được việc và ngài đứng đó trông theo cho đến khi bóng xe đã khuất cổng phủ mới vui vẻ trở vào chị dậu còn đương ngơ ngẩn cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với nhau mà chưa tìm ra thì người cai lệ vừa ở công đường đi xuống. Hắn lật đật mở dương, lấy ra một bộ đủ áo the thâm, khăn vuông thầm, khăn vấn sa tanh, yếm trắng giải lụa bạch, dây lưng nhiễu xanh, áo cánh lụa trắng và một cái quần lụa thâm cặp màu cánh sen vừa trao cho chị, vừa chỉ vào đôi quốc gỗ cạnh đó và nói cầm lấy bộ quần áo này và đôi quốc kia ra nhà tắm ở đằng sau trại, cái nhà vuông con có che cót đó tắm cho sạch đi chị dậu ngạc nhiên thưa ông ông bảo tôi ạ à? cài lệ cau mày chẳng bảo mày thì bảo ai còn ai được mặc những quần áo này chị dậu òa khóc xin ông xét lại cho tôi tôi mới bị ra một lúa sao ông đã bắt tôi mặc quần áo tù cài lệ phì cười quần mới ngu chứ quần áo tù được thế này à đó là quần áo của trời cho đấy cứ ra tắm đi rồi mặc vào không được hỏi đi hỏi lại lôi thôi chị dậu vội chùi nước mắt thôi cháu không tắm cháu không thay ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu cải lệ ra vẻ bực mình nhưng mà còn bẩn không ai chịu được mày tưởng giường phản nhà quan cũng như giường chiếu nhà mày đấy hả à? tắm đi và mặc bộ quần áo này một đêm nay thôi sáng mai lại mặc những thứ tốt đẹp của mày không ai cấm Chị dậu vẫn không hiểu Rụt rè như muốn hỏi nữa Cài lệ liền quát Bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vuông bây giờ Đừng thấy nói ngọt càng làm bộ Bằng cái dáng bộ sợ hãi Chị dậu đón lấy bộ quần áo và sách đôi guốc Rồi đi qua phía sau trại lệ Trong buồng tắm Nước lạnh, xà phòng, chậu thau khăn mặt Các thứ đều đã sẵn sàng cả Vào đó dây lát Chị lại trở ra Và cứ thập thò ở phía đầu trại Cài lệ sáng ý liền hỏi Mày sợ ướt cái váy mốc của mày phải không Đóng cửa lại Không ai thèm nhòm Chị dậu ngần ngại đi vào nhà tắm Nửa giờ sau Cánh cửa buồng tắm ngỏ ra Chị chàng cũ kỹ nhà quê Nghiễm nhiên thành một người óng ả à nuột nà Rõ ra vẻ cầu lim đỉnh cẩm Cài lệ quàng cho chị dậu Cái lược bí Và cái gương vuông chải đầu đi rồi vấn khăn cho thật tử tế. Chị dậu ngơ ngác ngồi một lúc lâu như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì. Cài lệ nóng ruột lại dục lần nữa. Bấy giờ chị mới bẽn lẽn cầm lấy gương lược sổ đầu ra chải Một người lính lệ đứng cạnh mỉm cười sướng nhé mấy khi đã được quan giam. Người khác nói xen con bé đẹp thật đấy nhỉ của này nếu được thắng bộ cánh bốp thì kém gì đời. Người nửa nói góp, chả đẹp, chúng mình lại phải sách nước cho nó, nhưng còn phải cái bộ mặt ủ rũ luôn luôn, hẳn là chị ta lo lắng gì đó. Rồi hắn nhìn mặt chị dậu, sao mày không tươi lên em, tươi lên để chúng tao nhìn một cái, cho bỏ cái công gánh nước cho mày. Cả bọn cùng cười ẩm lên, chị dậu nín lặng như không nghe biết gì cả, vì ruột gan chị lúc ấy đương để cả vào chồng và con ở nhà. Đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng, hồi trống thu không đã tan, ngọn đèn đất trong trại bắt đầu châm lửa. Người cai lệ ở trên nhà tư chạy xuống vừa cười vừa bảo với người biên lệ Này quan thời cơm sớm quá, mới 6 giờ rưỡi, đã dục bếp bưng mâm lên rồi, dùng rượu sâm mày ạ. À. Biên lệ cũng gật gù, thôi hôm nay chả dùng rượu sâm còn để hôm nào, sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết trên tròi canh tùng tùng ba tiếng chống báo một chiếc ô tô sơn xanh lù lù tiến vào trước sân biên lệ nói nhỏ với cai lệ xe của ông huyện minh hảo rồi hắn tất tả chạy lên trước thềm công đường ông huyện minh hảo mở tung thềm cửa xe bước xuống vui vẻ hỏi người biên lệ quan nhà mày có nhà hay đã mong rồi biên lệ lễ phép bẩm cụ lớn quan con đương dùng cơm ông huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng sao mà quan nhà mày ăn cơm sớm thế mới có bấy giờ thôi vào bảo với quan nhà mày cứ ăn cơm cho xong tao ngồi đây đợi cũng được rồi thì ông huyện đi vào phòng giấy biên lệ diễu lên nhà tư giây lát hắn xuống chạy lệ với bộ điệu ấm ở ngài cáu chúng bay ạ à, hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài cai lệ cười nhạt Thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức. Thế ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn? Ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp nữa. Tào vào bẩm quan minh hào sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng, kệ hắn, ông ăn xong đã, rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén. Chắc là đêm nay thứ bảy, quan kia đến rủ quan này lên tỉnh chứ gì. Hôm khác thì đi ngay đấy, nhưng hôm nay xét đánh ngài cũng ở nhà chả ở nhà dễ ngày đi cho mày đấy hẳn đêm nay mày còn hầu nhọc con ạ. À. tháng việc này của mày bở đấy đã hỏi tiền canh giam thay chưa nào đã hỏi vào lúc nào được điền lệ liền quay mặt sang phía chị dậu con mẹ kia đưa nam hào ra nộp tiền hàng đội chị dậu vẫn ngồi yên trên chõng tre xó trại tuy có nghe thấy hắn hỏi nhưng không trả lời vì chị không biết là hắn hỏi ai điền lệ lại gặng Mồm mày cơm à? Con mẹ đông xá. Chị dậu ngớ ngẩn. Ông hỏi tôi ạ? À? Chứ hỏi con chó nào nữa? Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì ạ? À? Biên lệ nắm chặt tay phải. Xăm xăm chạy đến gần chị dậu và gân cái cổ bạc ác. À, mày muốn dở lý sự đấy chứ? Cài lệ huých thêm, biếu cho chị ta mấy quả phật thủ. Chị dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sợ. Thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu dám dở lý sự với các ông vì mới vào quan lần này là một cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì cho nên phải hỏi các ông tha lỗi cho biên lệ như cũng nguôi giận hắn lại thẽ thọt nó là tiền giường tiền chiếu mày ngồi tiền cơm mày ăn lúc nãy chứ là tiền gì năm hào ấy là ta thương mày nghèo nên lấy có thế đưa ra nộp đi thưa ông thật quà cháu không có thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là Biên lệ sừng sộ, không có thì chốc nữa cho chân vào cùng. Rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như cái cối giã gạo kê ở giáp vách trại giam bên kia. Cách cùng kia kìa, trông thấy chưa, không có tiền thì một lát nữa sẽ được đút chân vào đấy. Trên công trường len keo một hồi kêu, cài lệ, biên lệ, mỗi người dạ một tiếng thật lớn rồi cùng lật đật chạy lên. Lâu lâu một lúc thì có tiếng cười tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy xô ra quan chủ tiễn quan khách xuống thềm sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô ông này còn nắm tay lại và dặn thôi để thứ bảy sau vậy đúng hẹn đấy nhé ánh sáng đèn pha phun ra trói sân công đường coi điện báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách dịch chiếc xe chạy ra cổng phủ rồi biến vào trong bóng tối quan phủ gọi biên lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn rồi ngài đi lên công đường cái kiểng của trại lệ giống với cái trống cái bên trại cơ điểm luôn ba tiếng dịp nhau chị dậu đương ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ thì biên lệ rón rén ở ngoài cửa vào sẽ đến cạnh chị và hỏi con mẹ này thức hay ngủ đi lên quan đòi chị dậu giật mình vội ngẩng đầu dậy Quan đòi cháu bây giờ làm gì hử ông? Biển lệ cố làm ra vẻ nghiêm nghị, không phải hỏi, lên đấy thì biết. Chị dậu thấy trong mình hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run. Cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày, chứ sao lại làm ban đêm? Biển lệ ra bộ giận dữ. Bây giờ, giữa lúc sư thuế gấp ngặt, nhiều việc cần kíp ban ngày làm không hết, nên quan phải làm ban đêm, chứ làm sao? Chị dậu vẫn chưa hết sợ, cháu lại ông, vàn lại ông, ông xin ông kêu quan để cho cháu sáng mai. Không được, việc quan không phải chuyện chơi, nếu quan đòi mà không lên hầu thì được cha chân vào cùm lập tức. Chị dậu vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng, chống ngực mỗi lúc một nện mạnh. Cài lệ ở đâu chạy vào, nó bướng không chịu đi chứ, cùng cổ nó lại. Tức thì hai ông đầu trong mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị dậu lôi sang gian bên kia một người nhắc đầu cây cùm một người bắt chị bắt chéo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa rồi họ đập cây gỗ xuống chị dậu nhăn như chuột kẹp lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu nhưng chỉ dây lát thì thấy đau như đứt ruột không thể nào mà chịu được nữa chị phải mếu khóc vái lìa vái lịa cháu lại hai ông hai ông tháo ra cho cháu điền lệ ra bộ đắc sách mẹ mày đã biết cái lối cùm treo của chúng ông chưa rồi hắn tháo chốt, nâng cây gỗ lên cho chị rút hai chân ra và hắn hỏi, thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa? Chị dậu vẫn còn mếu máu, cháu xin vâng lời hai ông, nhưng các ông hãy để cho cháu thuần cái chân cái đã. Điền lệ liền đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai chỗ ống chân bị thương, rồi hắn bắt chị sỏ chân vào guốc dẫn chị qua đầu công đường ra phía sau nhà tư. Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà tư, cánh cửa liền đóng sập lại. Trên chiếc tủ giường, ngọn đèn măng sông im lặng tỏa ra ánh sáng xanh lẻ. Trong bức màn tuyên, lòa xòa rủ chiếc giường hồng công, tấm khăn trắng muốt phủ lên chiếc đệm, không có một vết răn rúm. Bức chăn gấm đặt trên một chồng hòm sơn cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo xa treo ở cây mắc hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà trong phòng sáng như ban ngày nhưng vắng ngắt không có ai cả chị dậu như đã hiểu đó là một chỗ không hay cho chị loay hoay vặn cái quả bàng chị trực ngỏ cửa chạy ra bỗng cánh cửa ngách hé mở một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi dầu kinh tự phía sau cửa nhô ra chiếc cánh cửa lại khép chặt lại nhờ cái đặc biệt của hai chòm dâu chị dậu nhận ra ông phủ chống ngực nện thỉnh thịch chị vội run run chắp tay và vái một vái bẩm lại quan lớn ạ à. quan phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng định đi đâu mà mở cửa đứng ra dưới cái gương kia ta hỏi chị dậu khúm núm sẽ đi đến chỗ quan phủ đã chỉ quan phủ ghé ngồi vào giường đối mặt với chị dậu sau khi đã thưởng thức cái dung nhan óng ả à của chị gái quê Ngài đứng dậy, đi đến cạnh chị, cúi xuống, ngài định hôn vào đôi gò má đỏ bừng. Chị dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa. Quan phủ theo sau, ngài nắm tay chị lôi lại và ngọt ngào. Hãy vào trong giường này đã, mày đánh lính trong khi làm việc phận sự, tội nặng lắm, vào đây rồi tao châm trước đi cho. Chị dậu càng run, còn lại quan lớn, chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho, Quan phủ vừa co tay chị vừa trả lời, không được, có chồng mặc kệ có chồng. Ngày mai cho về với chồng, ai giữ làm gì? Chị dậu nhất định cố giằng tay ra và cứ một mực, còn lại quan lớn, chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho, dường như cơn hăng nổi lên, nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa dãy ruộng, vừa buột miệng gắt gỏng. Ồ, nhà ông này mới hay chứ, có buông ra không thì tôi kêu lên bây giờ quan phủ không trả lời ngài mắm thật chặt hai môi chị dậu hết sức vùng vẫy để ngoài mình ra trận huỳnh huỳnh kéo dài đến hơn 10 phút chị dậu du được bên địch ngã cành xuống đất rồi chị chạy ra cửa và đứng tựa lưng vào tường để giữ thế thủ quan phủ lóp ngóp đứng dậy mở ví lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng chìa vào tận mặt chị dậu ngài thở và nói có muốn tiền tao cho chị dậu rằng nắm giấy bạc vứt tọt xuống đất giường tròn hai mắt quan phủ sấn lại giơ tay chị này hăng hái đẩy ra ngoài cổng bỗng có trống báo giật giọng rồi còi ô tô rít lên rồi tiếng ô tô xình xịch đi vào quan phủ luống cuống vội mở cửa sau đẩy chị dậu ra và nói hai tiếng vắn cổng thổi bước trong bóng tối có người ghé tai chị dậu nói thầm muốn sống bám ngày vào vai tao này. Tiếp đó, một cái lưng người phản phản chĩa sát vào trước chị dậu, hoảng quá, chị liền luôn ôm lấy cổ người ấy, hắn cõng chị xuống thềm và long khom bỏ quanh trở ra. Tiếng rỉnh rịch của máy ô tô đã vào đến trước công đường, tiếp luôn đến tiếng đanh đá, nghe rõ tiếng đàn bà, cậu còn thức hay đi ngủ rồi? Trong cửa nhà tư, quan phủ vừa đi vừa nói, Tôi chưa ngủ, vẫn chờ mợ đây. Sao mợ về sớm thế? Có gặp ngài không? Trên công đường, liền có tiếng the thế. Cậu làm gì mà thở hồng học lên thế? Rồi tiếng the thế vào cửa nhà tư. Ai mở cửa sau làm gì thế kia? Tiền bạc ở đâu? Lại vùng ra đấy. Quốc của đứa nào bỏ đó? Làm sao cái khăn chảy đệm lại bị răn reo thế này? Xen vào mấy tiếng giận chân thỉnh thịnh. Rồi lại đến tiếng chu chéo. Cậu giết tôi đi cậu làm thế này thì còn trời đất nào này giao đây cậu đâm chết ngay tôi đi cho rảnh tôi nhục về cậu biết chừng nào người cõng chị dậu khi ấy bò vào đến nhà tắm hắn đặt chị xuống và ghé tai chị sẽ bảo quần áo của mày để đâu lấy mà thay đi rồi hắn trở ra phía đầu nhà tư có tiếng nheo nhéo thằng biện tư đâu lên đây lên ngay đây một tiếng dạ kéo dài ở trại lệ kế đến tiếng chân chạy thỉnh thịch cuối cùng là một câu hỏi đầy dọc tức tối thằng biện tư đấy chứ cha đẻ mẹ mày chém cha con đẻ mẹ mày mày dắt con nào vào đây vừa rồi nói ngay nói ngay không thì bà xé xác mày bây giờ cách quãng giây lát để nhường chỗ cho những tiếng lẩm bẩm và tiếng đánh xong đen đét rồi cái giọng giận dữ lại tiếp tục không à cha đẻ mẹ mày chém cha con đẻ mẹ mày không à bà xuống chạy lệ bây giờ thì mày phải chết với bà. Mấy tiếng sau cùng như đi kèm với sự lồng phách, nói hét rất dài từ đầu nhà tư xuống gần trại lệ, không khác búa bổ vào tai chị dậu, làm cho cái dịp chống ngực của chị lại càng mạnh hơn lúc nãy. Một người đàn ông gión rén đi vào nhà tắm sẽ nói tiếng đi ra, rồi hắn nắm vạt áo chị kéo ra sau trại, dắt chị đi đường quanh đến cổng phủ và tống trị ra tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt hẳn trống trên trò đã điểm canh tư hơi sương đọng giọt nhỏ xuống lá cây lác đác bầu trời ngoài cổng phủ chỉ là một đám mịt mù người ta không thể trông được ra ngoài ba thước theo ánh sáng lấp lánh của các ao các ruộng chị dậu lần đường đến nhà hàng cơm ban trưa định xin chú chân đến sáng cửa còn ngỏ trong nhà bếp đèn thắp sáng trưng, mấy bàn tài bà tổ tôm đường trói chân mấy ông tổng lý trong cuộc đen đỏ. Thoáng thấy chị dậu thập thỏ ngoài cửa, một người đàn bà ống ẹo trong bộ quần áo nửa quê nửa tỉnh, vành cái mặt nạ dòng đứng ở thềm hỏi ra. Người nào kia ngấp nghé dòm non cái gì đấy? Cơn sợ hãi chưa hết, chị dậu rụt rè bước vào để nói mấy câu run run. Lệnh bà cháu bị giam trong phủ mới được thả ra, tối quá không về nhà được, bà làm phúc cho cháu ngồi nhờ đến sáng. Cái đó chị hỏi bà chủ, tôi cũng là khách. Bà lão hàng cơm vừa ở trong buồng bước ra, có phải nhà chị lúc trưa bị ông Lý Đông xá trói ở cái cột kia không? Thừa phải, ngủ trọ phải hai xu một tối nếu chị không ăn cơm ăn quà. Thừa cụ, trong mình cháu thật quả không có xu nào, cháu không dám xin ngủ, chỉ xin cụ cho ngồi đây một lát chẳng có xu nào thì ra chứ chị ở đây để ăn cắp của các ông ấy à mụ khách ra bộ nhân nghĩa thôi cụ làm ơn cho chị ta ngồi nhờ đây ít lâu tôi trông mặt mũi chị ấy cũng hiền lành không phải là người ăn cắp rồi mụ ngồi vào đầu phản tỉ tê hỏi chuyện chị dậu vì sao bị trói bị giam và sau khi nghe chị kể qua đầu đuôi cảnh nhà mụ có ý ái ngại bây giờ bác có muốn đi làm không? Thưa bà làm gì ạ? À? Ở Vũ, tôi không phải là người đưa người. Nhưng nếu bác muốn đi làm Vũ, thì tôi mách cho một chỗ. Thưa bà, thế bà ở đâu? Tôi là vợ ông cửu sung trên dinh quan về đây có chút việc riêng. Bây giờ quan đường cần mấy người Vũ. Nếu bác muốn làm, thì tôi đưa vào. Thưa bà, cháu đương con mọ. Mụ cửu cười cách chế nhạo bác này mới lẩn thẩn chứ trả con mọn thì làm vũ bằng gì và lại làm vũ nhà quan ăn sùng mặc sướng lại được cao công trả hơn ở nhà đèo cái váy mốc đánh miếng cơm khoai quanh năm không kiếm được đồng nào à nhưng con con còn bé để cho ai được mướn người nuôi kèm rồi lấy tiền công của mình mà trả cũng còn thừa chán chị dậu chừng cũng bùi tai liền hỏi thế thì bao giờ mới đi Đi ngày sáng mai là tiện nhất. Nếu vậy, cháu không đi được vì còn quyền ở thầy nó nhà cháu, thầy nó có bằng lòng cho đi thì cháu mới đi. Nhà bác có xa lắm không? Cũng không xa lắm, từ đây về đến làng cháu chỉ có 8 km. Có đường đi xe hay không? Xe tay có thể vào đến giữa làng. Được rồi, lát nữa để tôi cùng về bàn bạc với bác trai giúp bác, nếu như bác ấy bằng lòng thì tôi hãy bỏ cho vay 10 đồng mà may quần áo rồi đến tháng lương trả tôi. Mấy bàn tại bàn tổ tôm vừa tan vì có mấy ông hết tiền, những người thắng trận ẩm ý gọi nhà hàng dọn rượu. Mụ cửu cũng bảo nhà hàng dọc quà để mình ăn tạm và bảo chị dậu ngồi tiếp bên cạnh. Nhưng chị nhất định từ chối. Trời sáng, mụ cửu sai chị ra thuê cái xe về làng đông giá rồi cho chị lên cùng ngồi với mình. Bằng những thần thế của quan cụ và cảnh sung sướng của tôi tớ người nhà điểm trong câu chuyện dọc đường, mộ cửu đã làm cho chị dậu quên sự khủng khiếp ở trong phủ và phục bộ là một người phúc hậu đủ điều. Xe tới đông xá giữa buổi người ta đem cơm thợ cầy. Cả làng đều lấy làm lạ khi thấy chị dậu được ngồi chung xe với một người đàn bà mà trong mắt họ là coi bực sang trọng họ ngơ ngác nhìn họ tò mò theo hai người từ lúc xuống xe đến lúc tới nhà anh dậu như để xem cái cứu cánh của sự kỳ dị ấy anh dậu cũng như thằng dần hết sức mừng rỡ trong phút thoạt thấy chị dậu bước chân vào cổng nhà nhưng sự đon đà của anh phải hãm ngay lại vì thấy sau chị lại có một bà khách lạ mời cụ cửu ngồi tạm vào chiếc chóng nát rồi chị dậu ôn tồn hỏi chồng về tình hình trong nhà từ sáng hôm qua đến giờ thì ra anh dậu hôm nay đã cất cơn sốt rét nhưng lúc vắng chị cái tiểu vẫn được bà lão láng giềng đem về bên ấy ôm ẵm chầm vập có tiếng trẻ con út ích từ cổng tiến vào bà lão láng giềng nghe tin chị về vội đem cái tiểu sang trả và để hỏi thăm những công việc của chị trên phủ chị dậu ứa nước mắt nói cho mụ cửu biết rằng bà ấy là ân nhân số một trong đời mình sau khi chị đã nhanh nhậu ra đón cái tiểu và cảm ơn bà lão một cách thành thật và cảm động thằng dần lon ton chạy ra núp vào sau mẹ xoa xít thằng bé và ngượng ngạo nhìn mặt anh dậu gò má chị tự nhiên thấy đỏ bừng bừng mở đầu bằng câu lão phủ tư ân đều quá những chuyện trên phủ của chị được ôn lại với cả nhà cặn kẽ từ đầu đến cuối anh dậu hồi hộp nóng ruột khi nghe những phút chị phải kháng cự với con quỷ dâm dục để bảo toàn cho cái trong sạch của thân mình và anh tươi cười đắc ý khi nghe một cuộc đắc thắng của vợ mụ cừu thay lời chị dậu kết luận bằng việc mụ ấy gặp chị ở hàng cơm và muốn đưa chị lên dinh quan cụ làm vú rồi mụ hỏi gặng anh dậu tôi về đây chỉ có việc thế bác có bằng lòng thì tôi ở đây để chờ bác gái cùng đi, nếu không thì tôi lên tỉnh bây giờ. Anh dậu còn lúng túng ra vẻ nghĩ ngợi, ngoài cổng đã thấy người nhà lý trưởng và dục tiền siêu. Mụ cửu nhân dịp bắt vào câu chuyện của anh. Cảnh nhà như thế mà hai vợ chồng cứ giáo giáo ở nhà với nhau để cho chết cả nút à. Tôi tưởng bác cho bác gái đi làm là phải. Nếu bác nghe tôi thì tôi hãy cho mượn trước mấy đồng bạc để bác trang trải các món anh dậu ngập ngừng chỉ vào cái tiểu thưa bà tôi cũng muốn thế nhưng còn ngại con bé con này mẹ nó đi vắng tôi nuôi thế nào được nó bà lão láng giềng đón lời tôi nói câu này nên thì các bác nghe không nên thì lời tôi lại trả tôi vâng cụ cứ nói thằng cả nhà tôi mới bỏ mất con bé cháu mấy hôm nay vợ nó buồn lắm khóc lóc suốt ngày nó hãy còn sữa từ sáng hôm qua đến giờ nó vẫn ôm ấp cái tiểu hộ nhà bác đấy Xem ý nó cũng mến cháu Tôi muốn xin các bác cho nó nuôi giúp con tiểu Đến năm nó 12 tuổi Thì lại trả bác Mụ cửu bàn vào Thôi thế thì còn gì bằng nữa Hai bác nên nghe lời cụ đi là phải Anh dậu cảm động Được thế thì quý hóa lắm Chúng cháu xin vâng lời cụ Mụ cửu mở túi Lấy 5 đồng bạc đưa cho anh dậu Và nói khi nào bác gái lên tỉnh Tôi cho mượn thêm 5 đồng nữa để bác ấy sắm sửa quần áo. Chị dậu gửi con cho bà láng giềng chạy đi mua trứng gà và nước mắm để làm cơm thết bộ cửu và mời bà lão ở lại tiếp khách giúp mình. Mặt trời xế bóng, vợ chồng người con bà ấy sang nhà anh dậu để xin cái tiểu đem về. Trong lúc bồng con trao sang tay người, chị không khỏi thánh thót hai hàng nước mắt và những giọt nước mắt ấy cứ kế tiếp nhau tưới mãi xuống gò má chị rồi nó trào ra như suối khi chị giã chồng giã con giã cái lầu tranh ở xó lũy tre mà theo mụ cửu ra ga đi xe lửa lên tỉnh trung sơn để bước vào một cuộc đời mới lửa tắt nồi cơm sôi anh bếp ưỡn ẹo chống tay vào sườn và cười hành hạnh ăn khoai mà cũng đẹp thế bà con rồi vẫn mơn mởn như gái mười tám chỉ tiếc hai cái oản bụt thời sệ. Bác Tài đùng đỉnh ở ngoài sân vào, khổ cho tôi quá, tôi còn trai tơ, thế mà trông thấy u em, tôi cứ tưởng là nhà tôi. Này, u em, hay là bước đi bước nữa, tội đích gì ở với cái thằng chân lấm tay bùn, lấy chồng tài xế là tiên, lấy chồng cải quốc là duyên nợ nần. U em có nghe người ta hay hát thế không? Giả điếc như không nghe tiếng, chị dậu cố phùng đôi má đỏ gay, để thổi cho bếp lửa cháy lên, bổ hôi đổ ra ướt đầm cả lần áo cánh. Đã ba hôm nay, chị vẫn phải giữ chức vụ bếp để chờ vào ngôi vú chính ngạch. Mọi ngày công việc của chị có vài lần rửa bát nhặt rau. Hôm nay, vì trời nược quá, các vị gia thần của quan cụ đều sợ gần lửa, người ta mới thêm cho chị cái việc nấu cơm. Lửa nỏ cơm đã cạn, mụ cửu sung trở vào với cái dáng bộ đắc sách nhà chị đông xá cơm đã chín chửa tắm gội và thay áo đi được làm rồi đấy giấy của quan thầy thuốc vừa mới gửi đến nói rằng sữa chị tốt lắm cụ lớn bà cho chị 5 đồng một tháng nếu ngoan ngoãn chịu khó sau này cụ lại cho thêm vui vẻ chị dậu cắp gói quần áo ra hồ tắm xong theo lệnh của cụ lớn bà Chị phải đi với Vũ Đình lên nhà trên hầu cố. Cố năm nay gần 80 tuổi, cái tuổi mà trời bắt tội cả hai hàm răng không còn cái nào để cho bao nhiêu cao lương mỹ vị đều không có hân hạnh được vào cái mồm móm mém của cố. Tùy ngày ngày, cố vẫn dùng nước thịt ép, nhưng theo lời dạng của đốc tờ thì không gì bổ bằng giữa người, phải có giữa người mới đủ tẩm bổ cho sức khỏe của cố vì thế quan cụ mới dùng đến chị. Cũng như vũ đinh, chức vụ của chị mỗi ngày chỉ vài lần dùng vú cao su hai vòi úp vào vú mình, hút sữa ra để dưng cho cố. Công việc tuy có nát ruột một lúc, công việc tuy có rát ruột một lúc, nhưng mà cũng được nhàn thân, không lúc nào phải giàu rãi ở dưới bóng nắng. Từ đó trở đi, ngày nào cũng như ngày ấy, ngoài lúc làm việc bổn phận, và lúc hầu hạ các cô thì giờ của chị chỉ để thương chồng nhớ con và mong cho hết tháng để lĩnh lương gửi về nhà cơm của quan như nước cảnh dương nó đã rửa cho cái nước da đen giòn của chị thành ra màu da trắng nõn phụ với nó lại thêm có đôi mắt sắc cặp môi tươi khiến cho chị càng trở nên một người đáng để ý quan cụ ra dạ ý thương chị những lúc vắng cụ lớn bà Ngài thường gọi chị sai bảo lạc vặt. Có lúc cao hứng, Ngài đã hỏi đến chồng chị có muốn ra làm lý trưởng thì Ngài cho làm. Nhưng nghĩ cái thân phận con nhà nghèo hèn không dám mơ tưởng đến sự danh mệnh nên chị vẫn lễ phép từ chối. Đêm ấy, vào tiết đầu thu, đến lượt Vũ Đinh phải sang ngủ ở phòng cố. Trong lúc buồn các vú chỉ có mình chị với ngọn đèn hoa kỳ le lói trên hòm khóa chuông cái hòm quần áo của Vũ Đinh. Những giọt mưa ngâu giả dích như khêu cơn buồn ngủ cho kẻ xa nhà. Cảnh khổ cực của chồng và con tự nhiên kéo đến đầy trước mắt chị. Đứng không yên, ngồi không yên, buồn bã, chị dở gói áo xin được của các cô thải ra, cắt lại và may lại để khi được phép về chơi nhà thì đem về cho các con. Đêm đã khuya, chị thấy đau lưng mới ngả mình xuống giường toàn nghỉ một lát rồi lại trở dậy không nữa không ngờ mỏi quá chị thiêu thiêu chợp mắt rồi ngủ đi mất trong lúc mơ màng thình lình chị thấy như có người nào sờ tay vào ngực giật mình chị tỉnh dậy ngọn đèn hoa kỳ đã tắt lúc nào cánh cửa khép kín trong phòng tối om hoảng hốt chị nắm cái bàn tay ấy và giật giọng hỏi ai đấy mang tai chị thấy hơi rầm rạng như bị những sợi dâu ngắn quét vào, rồi thấy có tiếng thì thào, tao, tao đây, cụ đây, nằm im. Bầm cụ, chúng con là phận tôi tớ, nói khẽ chứ, tắt đèn nhà ngó như nhà tranh, tao không cần gì cái đó. Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân, trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị. Thưa quý vị, Chị Dậu đã chạy ra ngoài trời đêm tối đen như mực, đen như chính tiền đồ của chị vậy, là một cái kết mở của truyện ngắn Tắt đèn. Tác phẩm là một sự tổng hợp cả bề rộng lẫn chiều sâu của những gì mà nhà văn quan sát, chứng kiến và cảm xúc rồi suy nghĩ về cuộc sống của người nông dân ở nông thôn Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Thông qua nhân vật chị Dậu, người xem cảm nhận đến tột cùng sự thối nát của xã hội phong kiến, nhìn thấy những mặt trái của nó, để ngày càng yêu quý hơn những người nông dân có phẩm chất cao quý như chị Dậu. Tác phẩm để lại trong lòng người nghe, người đọc những cảm xúc trào dâng và sâu lắng. Hồng Huệ tin rằng, sau khi nghe xong câu chuyện, rất nhiều quý vị dù đã học và đã đọc tác phẩm này đều có chung những phút giây lắng lòng mình trong buổi tối ngày hôm nay xin thay mặt kênh đọc truyện đêm khuya chân thành cảm ơn tất cả quý vị đến giờ này còn nghe hồng huệ trò chuyện chúc quý vị ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện lần sau